Phương Hiểu Hồng mở miệng lần nữa, trong giọng mang theo vài phần hoảng sợ, ở nàng xem ra nếu tài liệu kia bị người kia lấy đi. Tạm thời không đề cập đến chuyện Phương Trấn chết thêm thảm đến cỡ nào, mà tình huống của nàng cùng với Tảo Nghiễm Giang cũng không dễ chịu. Theo lý mà nói thì không có khả năng, bởi vì kế hoạch của tôi cùng với anh cô cho nên người của Liễu Nguyệt đã bị người của chúng ta hấp dẫn đi ra nước ngoài, chỉ còn lại mấy người hộ vệ cho nàng. Thủ hạ của nàng ta không thể làm ra việc như thế này. Bất quá, dựa vào tình huống trước mắt thì không loại trừ khả năng Liễu Nguyệt phái người xuống tay. Nói xong, Quý Hồng liền nhớ lại lời nói của Phương Hiểu Hồng là Phương Trấn và Phương Thế Vinh bị giết chết rồi cả hai bị hủy thi diệt tích. Nhớ đến việc này thì nàng liền nhớ lại lúc trước Bùi Đông Lai cũng đã từng dùng thủ đoạn này để giết chết Chu Phúc Thái ở Đông Hải. Chẳng lẽ là hắn làm? Trong đầu hiện ra hình ảnh của Bùi Đông Lai thì trong lòng của Quý Hồng liền động, nhưng mà nàng lại cảm thấy không có khả năng này. Bởi vì nàng rất rõ, bên người của Phương Trấn lúc nào cũng có Đi Bi và Triệu Hùng, trừ khi là cao thủ đạt tới cảnh giới ám kình hoặc là sát thủ có tiếng, nếu không thì sẽ không thể xử lý Phương Trấn, càng không có khả năng khống chế Phương Trấn. Dù sao, giết chết Bảo Tiêu rồi khống chế Phương Trấn còn khó hơn so với việc ám sát Phương Trấn. Nàng không tin thực lực của Bùi Đông Lai lại mạnh tới như thế. Nếu không phải hắn, là ai đây? Lúc này đây, Phương Hiểu Hồng nhận được một cuộc gọi, người gọi là con trai nàng Phương Thế Kiệt cho nên nàng vội nói. Quý tiểu thư, tôi nghe điện thoại một lát, sau đó sẽ gọi lại cho cô. Cúp điện thoại, Phương Hiểu Hồng vội vàng nghe điện thoại. Mẹ, điện thoại của Thế Vinh ca gọi không được, mẹ biết ca ấy đi đâu không? Đầu bên kia điện thoại. Bởi vì Tô Thị Vận không cho hắn đưa nàng trở về cho nên Phương Thế Kiệt vô cùng buồn bực, hắn vốn định tìm Phương Thế Vinh đi chơi gái nhưng không hiểu vì sao lại gọi hoài không được, vì thế liền gọi điện hỏi Phương Hiểu Hồng. Thế Kiệt, con đang ở đâu? Phương Hiểu Hồng hỏi một đằng, trả lời một nẻo, ngữ khí vô cùng lo lắng. Con đang ở nhà. Phương Thế Kiệt không hiểu gì cả. Mẹ, tại sao mẹ lại kích động như thế? Thế Kiệt. Cậu cùng biểu ca của con đã bị người khác giết chết. Con ở yên trong nhà đi, không nên đi đâu cả, mẹ sẽ gọi điện thoại đến cảnh sát để kêu người bảo vệ cho con. Vẻ mặt Phương Hiểu Hồng lo lắng nói. Cái gì? Lập tức Phương Thế Kiệt liền hoảng sợ. Mẹ, nói cậu và Thế Vinh ca bị giết. Điều này làm sao có thể? Rõ ràng nhận thấy, Phương Thế Kiệt không tin lại có người nào dám đến Hàng Châu đối phó với Phương Trấn. Điều ấy tương đương với việc động thổ trên đầu Thái Tuế. Thế Kiệt, là thật, tóm lại nhất định phải nghe lời của mẹ. Phương Hiểu Hồng lo lắng những chứng cứ đang nằm trong tay tên giết người kia cho nên không giải thích nữa, vội vàng cúp điện thoại. Đúng rồi, mẹ, lúc nãy còn cùng Thế Vinh ca ở quán ba BBS gặp phải tên đã làm bị thương Thế Vinh ca, Thế Vinh ca vốn muốn nhân cơ hội này đối phó với hắn, kết quả là hắn chuồn mất. Rất khiếp sợ. Đột nhiên Phương Thế Kiệt nhớ ra điều gì đó, hỏi. Mẹ, không phải là tên kia động tay chứ? Ấy! Trong lòng Phương Hiểu Hồng liền động, vội vàng nói. Tốt lắm, Thế Kiệt, nghe mẹ nói, ngàn vạn lần không được bước ra khỏi cửa. Cứ như vậy đi, mẹ có chuyện quan trọng muốn nói với Tào Thúc Thúc. Nói xong, Phương Hiểu Hồng trực tiếp cúp điện thoại. Có gì thế? Tào Nghiễm Giang thấy Phương Hiểu Hồng có chút đại loạn, hỏi. Nghiễm Giang, em biết hung thủ là ai? Phương Hiểu Hồng khẩn trương nói. Hung thủ chính là kẻ đã làm bị thương Thế Vinh ở Đông Hải lúc trước. Là hắn ư? Tào Nghiễm Giang kinh ngạc không thôi, dường như không tin Bùi Đông Lai có thể làm ra chuyện nghịch thiên như thế này. Làm sao em biết là hắn làm? Phương Hiểu Hồng lập tức đem những lời của Phương Thế Kiệt nói ra một lần nữa. Xem ra đúng thật là hắn. Nghe xong Phương Hiểu Hồng nói thì Tào Nghiễm Giang liền cho rằng Bùi Đông Lai chính là hung thủ. Nghiễm Giang, thủ đoạn của tên kia thật sự hung ta, em sợ hắn sẽ gây bất lợi với Thế Kiệt, vì bảo đảm an toàn cho Thế Kiệt, anh hãy phát cảnh sát, tốt nhất là đặc công đến bảo vệ Thế Kiệt đi. Phương Hiểu Hồng nói tới đây thì giọng nói hoàn toàn lạnh xuống. Mặt khác, Nghiễm Giang, vì phòng ngừa chuyện phát sinh ngoài ý muốn, nhất định phải nghĩ biện pháp lưu mạng của hắn ở lại Hàng Châu. Hừ, hắn đã không kiêng nể ai mà giết người, lại còn phóng hỏa hủy thi diệt tích. Vẻ mặt Tào Nghiễm Giang trang đầy hàn ý. Tuy rằng trước mắt còn không có chứng cứ việc đó là do hắn làm, nhưng mà, ta nói hắn là thì chính là do hắn làm.
đối mặt với cơ quan quốc gia thì chắc chắn hắn phải chết. Phương Hiểu Hồng rất rõ ràng, hiện giờ Phương Trấn đã chết, việc khẩn trương trước mắt chính là báo thù cho Phương Trấn và Phương Thế Vinh, cùng với việc đem những tài liệu có liên quan đến Tảo Nghiễm Giang xóa đi. Mà muốn làm hai việc này thì chỉ có một biện pháp, đó là xử lý Bùi Đông Lai. Chỉ cần giết chết Bùi Đông Lai thì chẳng những báo thù được cho Phương Trấn và Phương Thế Kiệt, hơn nữa sẽ xóa hết mọi tư liệu có liên quan đến Tảo Nghiễm Giang, như vậy thì sẽ không tạo ảnh hưởng gì đến cho nàng và Tảo Nghiễm Giang. Lúc này nghe Tảo Nghiễm Giang thề son thề sắt thì Phương Hiểu Hồng nhẹ nhàng thở ra. Là tình phụ của Tảo Nghiễm Giang trong 20 năm thì nàng vô cùng hiểu rõ Tảo Nghiễm Giang. Có thể nói Tảo Nghiễm Giang chính là nhân vật số 3 ở Chết Giang, cho nên Tảo Nghiễm Giang chịu trách nhiệm về hệ thống an ninh. Dưới tình hình như thế thì cho dù Tảo Nghiễm Giang không có chứng cứ gì cũng có thể nói rằng chuyện này là do Bùi Đông Lai làm. Huống hồ là trải qua phân tích thì Tảo Nghiễm Giang cũng nhận định là do Bùi Đông Lai làm. Tào Nghiễm Giang cũng không biết vì Phương Hiểu Hồng muốn phòng ngừa hắn bỏ nàng, cho nên nàng đã liên thủ với Phương Trấn để chiếm được không ít chứng cứ của hắn. Hắn cũng không biết Phương Hiểu Hồng đang lo lắng việc các tư liệu kia sẽ được truyền ra ngoài. Hắn cho rằng Phương Hiểu Hồng đang muốn báo thù, cho nên hắn không nói thêm gì nữa, trực tiếp lấy điện thoại gọi cho nhân vật số 1 cục cảnh sát Chiết Giang. Lưu Cục trưởng, tôi nghe nói tại khu Cửu Khê Mân Côi xảy ra hỏa hoạn, phụ tử Phương Trấn đã chết. Tôi rất muốn biết tình huống hiện tại như thế nào rồi. Điện thoại được chuyển, Tào Nghiễm Giang trầm giọng nói. Đầu bên kia điện thoại, Lưu Cục trưởng thấy Tào Nghiễm Giang chủ động gọi điện đến hỏi chuyện này thì vội vàng nói. Tào tỉnh trưởng, trước hết thì đám lửa đã được dập tắt, tại hiện trường phát hiện được thi thể và hài cốt nhưng không biết thân phận của họ, bất quá giống như lời của ngài nói, rất có thể đây là phụ tử Phương Trấn, Phương Thế Vinh. Tào Nghiễm Giang trầm mặc không nói. Mặt khác, xin ngài cứ yên tâm, tôi đã thông chi toàn bộ, tính toán ngay bây giờ sẽ mở hội nghị, thành lập tổ chuyên án. Cố gắng trong thời gian sớm nhất phá vụ án này. Nói xong câu cuối thì Lưu Cục trưởng liền bảo đảm. Lưu Cục trưởng, tôi biết được một ít tin tức, có thể trợ giúp cho việc điều tra này. Tào Nghiễm Giang tỉnh bơ nói. Căn cứ theo lời nói của cháu Phương Trấn là Phương Thế Kiệt thì nó và Phương Thế Vinh đã từng gặp một gã thanh niên kêu là Bùi Đông Lai tại quán Ba BBS. Tên thanh niên kia từng xảy ra xích mích với Phương Thế Vinh ở Đông Hải, Phương Thế Vinh muốn mượn cơ hội này để giáo huấn thanh niên Bùi Đông Lai kia nhưng lại để hắn trốn thoát. Tôi hoài nghi chuyện này có quan hệ đến thanh niên kêu là Bùi Đông Lai kia, thậm chí rất có khả năng là do hắn gây nên. Có thể hỗn đến vị trí này thì Lưu Cục trưởng cũng là một người thông minh, nghe được Tào Nghiễm Giang nói như vậy thì trong lòng hắn biết Tào Nghiễm Giang đã xác định hung thủ là thanh niên Bùi Đông Lai kia. Dưới tình hình như thế thì Lưu Cục trưởng liền vội vàng nói. Hiện tại tôi sẽ ra lệnh phong tỏa sân bay, nhà ga, đường cao tốc, kiên quyết không cho thanh niên Bùi Đông Lai kia có cơ hội chạy trốn. Hung thủ hướng về phía Phương gia mà tới, vì muốn phòng ngừa thảm kịch sẽ phát sinh nên ông hãy lập tức phái người đến bảo vệ Phương Hiểu Hồng và Phương Thế Kiệt đi. Tào Nghiễm Giang nghĩ nghĩ, nói. Mặt khác, về phần hội nghị bên kia thì ông hãy chuẩn bị đi, tôi sẽ liên hệ với đội võ cảnh. 30, tôi sẽ tới chỗ ấy. Vâng, Tào Cục trưởng. Nghe được Tào Nghiễm Giang nói như thế, Lưu Cục trưởng rất rõ ràng, Phương Trấn chết đã chọc giận Tào Nghiễm Giang. Đây là Tào Nghiễm Giang muốn gây chiến, hắn muốn hung thủ phải bỏ mạng lại ở Chiết Giang này. 30, sau. Tào Nghiễm Giang đã tới phòng hội nghị, tất cả mọi người đều có mặt ở đó. Thấy Tào Nghiễm Giang đi vào thì mọi người liền đứng dậy. Mặt Tào Nghiễm Giang không đổi sắc. Đi đến vị trí chủ tọa rồi ngồi xuống, trầm giọng nói. Các đồng chí, nói như vậy thì tất cả đã biết chuyện ở Cửu Khê Mân Côi. Tính chất của chuyện này vô cùng nghiêm trọng, vì ngăn ngừa hung thủ sẽ tiếp tục gây án cho nên trong thời gian sớm nhất chúng ta nhất định phải bắt được hung thủ. Lưu Cục trưởng hãy đem tình huống cụ thể nói rõ một chút. Nói xong, Tào Nghiễm Giang ra hiệu ý bảo Lưu Cục trưởng phát biểu. Tào tỉnh trưởng, các đồng chí. Căn cứ vào băng thu hình ghi được ở Cửu Khê Mân Côi thì chúng ta đã xác định được hung thủ của vụ án. Hắn tên gọi là Bùi Đông Lai, là người Trầm Thành, 18 tuổi, hiện nay đang học ở Đại học Đông Hải. Bùi Đông Lai lén vào Cửu Khê Mân Côi thì không ai có thể biết, nhưng mà Lưu Cục trưởng biết được Tào Nghiễm Giang cho rằng Bùi Đông Lai là hung thủ cho nên hắn phải nói dối để tăng thêm độ tin tưởng. Căn cứ vào tư liệu chúng ta nắm được thì hung thủ Bùi Đông Lai đã từng xảy ra xung đột với Phương Thế Vinh.
lần này hắn cùng đồng học đến Hàng Châu du ngoạn thì lại tiếp tục xảy ra xung đột với Phương Thế Vinh, cho nên hắn liền làm ra sự việc giết người diệt khẩu. Tính đến trước mắt thì người của chúng ta đã phong tỏa sân bay, nhà ga, hơn nữa lại tiến hành kiểm tra ở các khách sạn, các trung tâm tắm rửa. Lưu Cục trưởng trầm giọng nói. Trừ việc đó ra thì người của chúng ta đã đi tìm đồng học của hắn, xem thử hắn có liên lạc với đồng học của mình không, từ đó có thể tìm được vị trí của hắn. Bởi vì thủ đoạn của hung thủ vô cùng tàn nhẫn nên ta đề nghị để đội võ cảnh phối hợp vào hành động lần này. Lưu Cục trưởng nói xong thì dừng lại, đem ánh mắt nhìn về phía Tào Nghiễm Giang. Không riêng gì Lưu Cục trưởng, những người khác cũng sôi nổi nhìn Tào Nghiễm Giang, cùng đợi Tào Nghiễm Giang làm chỉ thị. Tôi đồng ý đề nghị của Lưu Cục trưởng. Sắc mặt Tào Nghiễm Giang ngưng trọng nói. Đội võ cảnh nhất định phải toàn lực phối hợp, cần phải trong thời gian ngắn nhất đem hung thủ vây bắt quy án. Nếu trong quá trình vây bắt, hung thủ tiến hành chống cự thì có thể nổ súng. Đối với chỉ thị của Tào Nghiễm Giang thì đội võ cảnh lập tức đồng ý. Tào Nghiễm Giang cũng không nói lời vô ích, trực tiếp kết thúc hội nghị, từ mình lưu lại để chỉ huy. Cùng lúc đó, tin tức phụ tử Phương Trấn gặp chuyện lan truyền rất nhanh ở Hàng Châu. Bên trong quán rượu BBS, thông qua con đường đặc thù thì đám ăn chơi trác táng cũng biết được chuyện này, cả đám cùng nhau bàn luận. Sau khi Bùi Đông Lai rời khỏi quán rượu thì hắn đã gọi điện cho Ngô Vũ Trạch nói cho mọi người cứ tiếp tục chơi, không cần phải chờ hắn. Bởi vì sự việc của Ngô Vũ Trạch và Phương Thế Kiệt, lại thêm chuyện Bùi Đông Lai rời đi cho nên đám người Hạ Y Na liền không có hứng thú mà chơi nữa, vốn cả đám tính toán rời đi, kết quả là Ngô Vũ Trạch ồn ào nói muốn uống rượu, cuối cùng là hắn uống đến bất tỉnh nhân sự. Phương Trấn, Phương Thế Vinh đã chết. Lờ mờ nghe được những tên kia bàn luận thì Hạ Y Na kinh ngạc không thôi. Vù! Lúc này đây, một lượng lớn cảnh sát đã tiến vào quán bar. Một lát sau, dưới sự yêu cầu của viên chỉ huy thì quán bar liền dừng nhạc, đèn được mở lên. Thình lình xảy ra một màn làm cho khách nhân trong quán bar ngạc nhiên, sau đó cả đám bàn tàn. Tên chỉ huy trực tiếp mang theo thủ hạ đi đến trước đám người Hạ Y Na. Tên nam nhân âm thầm bảo vệ Hạ Y Na thấy thế thì không nói hai lời, lập tức đứng dậy đi đến bên cạnh Hạ Y Na. Mọi người là bạn học của Bùi Đông Lai. Rất nhanh, tên chỉ huy liền trầm giọng hỏi. Thấy một đám cảnh sát thì Trang Bích Phàm, Liễu Nguyệt, Tăng Khả Tâm, Đi Ti liền có chút kinh hoàng, mà Cổ Văn Cảnh thì nghi hoặc, còn Hạ Y Na thì trấn định nói. Đúng, xin hỏi mọi người đây là. Bạn học của mọi người là Bùi Đông Lai hiện đang là nghi phạm phạm tội. Mời mọi người theo chúng tôi đi một chuyến. Tên chỉ huy dùng một loại giọng điệu không thể nghi ngờ. Bá! Nghe được tên chỉ huy nói như thế thì tất cả mọi người liền cả kinh. Ông có lầm không? Làm sao Bùi Đông Lai lại có thể phạm tội được? Đúng à, cảnh sát thúc thúc, Bùi Đông Lai chính là một tờ giấy trắng, không có khả năng làm ra chuyện trái pháp luật đâu à. Rất kinh ngạc, Hạ Y Na cùng Trang Bích Phàm lần lượt mở miệng. Ít nói nhảm, đều đứng lên đi theo ta. Tên chỉ huy quát. Dựa vào cái gì, các ông nói Bùi Đông Lai phạm tội. Rốt cuộc là hắn phạm tội gì, còn nữa các ông có chứng cứ không? Từ nhỏ đã lớn lên trong đại viện quân khu cho nên Hạ Y Na cũng không coi mấy tên này ra gì, lúc này thấy thái độ của tên chỉ huy như vậy thì lập tức không khí đáp lại. Mang đi cho ta. Tên chỉ huy hiểu rõ vụ án này nghiêm trọng đến mức nàng, đâu có rảnh mà nói những lời vô nghĩa với Hạ Y Na. Nghe tên chỉ huy nói vậy thì mấy tên cảnh sát ở sau liền vọt lên, trực tiếp đánh tới, căn bản không để cho đám người Hạ Y Na có cơ hội phản kháng. Thấy vậy thì bảo tiêu của Hạ Y Na cũng không tiến lên, hắn lấy điện thoại ra gọi cho Hạ Hà. Mấy phút sau, đám người Hạ Y Na bị đám cảnh sát đưa vào xe. Trong màn đêm, tiếng còi xe cảnh sát vang lên, làm cho mọi người trong Hàng Châu cảm thấy bàng hoàng. Tào Nghiễm Giang bày ra thiên la địa võng. Bùi Đông Lai làm như thế nào? Một trận chiến xưng hùng. Các ông dựa vào cái gì mà bắt người, chẳng lẽ cảnh sát là có thể tùy tiện bắt người sao? Trong màn đêm, mấy chiếc xe cảnh sát chạy trên đường đến cục công an, trong một chiếc xe, bởi vì lần đầu ngồi xe cảnh sát nên bốn người Trang Bích Phàm, Quách Lệ Na, Đi Ti và Tằng Khả Tâm sợ tới mức không nhẹ, Ngô Vũ Trạch thì say bất tỉnh nhân sự còn Cổ Văn Cảnh thì ngồi một bên giường như đang suy nghĩ điều gì. Hạ Y Na thì vô cùng khó chịu, ngồi chất vấn tên lái xe.
Bạn học của mấy người là Bùi Đông Lai vào lúc 2 tiếng trước đã lẻn đến biệt thự ở Cửu Khê Mân Côi rồi sát hại cha con Phương Trấn, hơn nữa hắn còn hủy thi diệt tích. Mắt thấy Hạ Y Na lại nhảy, đầu lĩnh cảnh sát có chút không kiên nhẫn, âm thanh lạnh lùng nói. Trước mắt, án này đã được Cục Công an đưa vào danh sách số 1, toàn bộ cảnh sát đã được soát động, hơn nữa còn bộ đội võ cảnh nữa, tất cả mọi người được lệnh bắt hung thủ về quy án. Ta mang mọi người đến Cục Công an là muốn biết tình hình, hơn nữa còn muốn mọi người hỗ trợ điều tra, bắt hung thủ quy án. Lúc trước tên chỉ huy đã nói qua Bùi Đông Lai là nghi phạm, lúc ấy vô luận là Hạ Y Na hay là người khác đều không tin, đều cho rằng tên chỉ huy này nói sằng nói bậy. Hiện giờ nghe được tên chỉ huy nói Bùi Đông Lai giết chết phụ tử Phương Trấn thì tất cả mọi người đều hít một hơi. Bởi vì vừa rồi trong quán bar BBS thì bọn hắn đều nghe được chuyện tình phụ tử Phương Trấn bị sát hại. Không, không có khả năng, Phương Trấn là lão đại SSD ở Hàng Châu, làm sao Bùi Đông Lai có thể giết chết hắn được? Hạ Y Na lập tức phản bác. Ách, lúc này đây, nghe Hạ Y Na nói như thế thì tên chỉ huy có chút nghi ngờ. Hắn không ngờ rằng Hạ Y Na lại có thể biết được thân phận thật sự của Phương Trấn. Đúng à, tôi nghĩ các ông đã lầm, bạn học của tôi chỉ là một người thư sinh văn nhược, làm sao có thể giết chết lão đại SSD được. Mắt thấy tên chỉ huy trầm mặc không nói, Trang Bích Phàm cũng mở miệng phản bác. Thư sinh văn nhược, tên chỉ huy cười lạnh một tiếng. Nếu hắn là thư sinh văn nhược là chúng ta đây có thể cởi bỏ bộ đồng phục cảnh sát này rồi đâm vào đậu hũ chết cho xong. Nói cho mọi người biết, lúc trước hắn đã làm bị thương Phương Thế Vinh, hơn nữa lại đánh bảo tiêu của Phương Thế Vinh trở thành tàn phế. Mà ở trong tình huống đó là bảo tiêu của Phương Thế Vinh có mang theo súng. Biết vì sao vừa rồi ta nói toàn bộ võ cảnh được xuất động không? Chính là sợ hắn tiếp tục gây án hoặc là chạy trốn. Tên chỉ huy thấy đám người hơn y không nói lời nào thì tiếp tục. Trừ việc đó ra thì muốn ngăn ngừa hắn trốn thoát cho nên cấp trên đã phái cả đặc công xuống. Đám người hơn y liền sợ ngây người. Thấy đám người trầm mặc thì tên chỉ huy cũng không nói gì nữa, chậm rãi châm một điếu thuốc rồi hút một hơi. Sau đó, đám người Hạ Y Na liền lấy lại tinh thần, cả đám nhìn nhau, giống như đang hỏi, Bùi Đông Lai có thể là tội phạm sao? Mang theo nghi hoặc, mang theo vẻ không tin, đám người Hạ Y Na bị dẫn tới Cục Công an. Sau tiến vào Cục Công an thì vô luận là Hạ Y Na hay là những người khác đều cảm nhận được áp lực trong này. Đợi đến khi tổ chuyên án giải thích tình hình thì bọn hắn không thể không tin một sự thật, Bùi Đông Lai quả thật đã giết chết phụ tử Phương Trấn, hơn nữa còn phóng hỏa hủy thi diệt tích. Sau khi đám người Hạ Y Na biết được tình huống thì tổ chuyên án liền mượn điện thoại của đám người Hạ Y Na gọi cho Bùi Đông Lai, kết quả là không gọi được. Sau đó, coi như lúc tổ chuyên án đi hỏi cấp trên nên xử lý đám người Hạ Y Na như thế nào thì có một quân nhân vào tìm đám người Hạ Y Na. Hạ tiểu thư. Thấy được Hạ Y Na thì tên đại tá liền tiến lên chào hỏi. Chu tư lệnh có lệnh kêu chúng ta đưa cô cùng với bạn của cô ra ngoài. Căn cứ vào câu trả lời của Vương Cục trưởng thì mọi người đã phối hợp tốt với hắn, lúc nào cũng có thể rời đi. Ý của Chu tư lệnh là để tôi mang mị người đến nhà khách của quân khu. Bạn học của tôi Bùi Đông Lai, hắn thật sự giết chết phụ tử Phương Trấn sao? Mặc dù từ trong miệng cảnh sát biết được chân tướng sự việc nhưng mà Hạ Y Na vẫn ôm một tia may mắn. Đúng, tên đại tá kia trả lời. Nghe được câu trả lời thuyết phục này thì vô luận là Hạ Y Na hay đám người Trang Bích Phàm đều trầm mặc, không nói gì. Sau đó, đám người Hạ Y Na ủ rũ rời đi. Đi ra khỏi Cục Công an, Cổ Văn Cảnh vốn định lấy điện gọi cho CBN nhưng nghĩ lại sự việc này quá nghiêm trọng cho nên hắn đã bỏ qua ý định này. So sánh với Cổ Văn Cảnh mà nói thì Hạ Y Na không nghĩ hiểu như vậy, nàng chỉ biết bản thân mình đã thích Bùi Đông Lai, nàng không hy vọng Bùi Đông Lai gặp phải chuyện bất trắc gì. Cho nên vừa ra khỏi thì nàng liền lấy di động ra, bấm số của Hạ Hà. Hạ Bàn Tử. Điện thoại được chuyển thì nàng liền gọi thẳng tên Hạ Hà. Con mặc kệ cha dùng phương pháp gì, nhất định phải cứu được Bùi Đông Lai. Ai ra, tiểu tổ tông của tôi. Đây không phải là con muốn mạng của cha sao? Đầu bên kia điện thoại, Hạ Hà đã biết được chuyện từ miệng của tên bảo tiêu cho nên hắn dở khóc dở cười. Hạ Y Na cũng mặc kệ nhiều như vậy, tức giận nói. Hạ Bàn Tử, cha nói đi cứu hay không cứu? Nữ nhi bảo bối, con hãy nghe cha nói. Con không nghe, không nghe.
Hạ Y Na liền nói. Hạ Hà thở dài. Nhà đầu ngốc, lấy tình huống hiện giờ thì ta cũng bất lực. Cha! Nghe được Hạ Hà nói như vậy thì khóe mắt của nàng đỏ lên, mang theo vài phần khóc nức nở, nói. Con thích hắn, con không muốn hắn chết. Ta biết. Giọng nói Hạ Hà phức ta. Nếu ở Vân Nam thì cha có thể giúp nhưng mà, ở Chiết Giang thì cho dù là ông ngoại của con cũng không có cách nào. Dù sao thì Phương gia cũng đã cắm rễ nhiều năm ở Chiết Giang, hơn nữa lại có phó tỉnh trưởng Tào Nghiễm Giang chủ trì đại cục. Cha, cha nói, chắc chắn hắn phải chết ư. Hạ Y Na nóng nảy. Mặc dù Hạ Hà không muốn tổn thương Hạ Y Na nhưng mà hắn cũng biết xác suất sống sót của Bùi Đông Lai dường như là bằng không. Mắt thấy Hạ Hà không có trả lời thì Hạ Y Na liền cúp máy, sau đó nàng liền bấm số của quân khu Vân Nam. Ông ngoại. Điện thoại được chuyển, Hạ Y Na liền khóc nức nở nói. Từ nhỏ đến lớn Y Na chưa từng cầu xin ngài việc gì, hôm nay con xin ông ngoại hãy vì con mà cứu hắn, có được không? Đứa nhỏ này. Đầu bên kia điện thoại, ông ngoại của Hạ Y Na trầm mặc một lúc rồi thở dài. Ông ngoại cũng muốn giúp cháu nhưng mà, chuyện này công cũng bất lực. Ông ngoại, Chu Gia Gia không phải là làm tư lệnh ở đây sao? Hạ Y Na không cam lòng hỏi. Đúng là hắn làm tư lệnh ở đây nhưng mà cháu nên biết, chuyện này là chuyện của địa phương không có liên quan gì đến bộ đội, hắn không thể tùy tiện nhúng tay vào được. Huống hồ, lùi một bước mà nói cho dù Chu Gia Gia có ra mặt thì cũng chẳng thấm vào đâu. Theo ông được biết thì hành động lần này do chính tay Tào Nghiễm Giang làm chủ, mà Tào Nghiễm Giang lại có quan hệ chặt chẽ với Phương gia, muốn cứu người thanh niên kia là một điều không thể nào. Bên tai vang lên lời nói của ông ngoại thì Hạ Y Na liền tuyệt vọng. Lúc này trong một tiểu khu xa hoa ở Yến Kinh, Nạp Lan Minh Châu thân mặc một bộ lễ phục dạ hội màu đen, tay bưng một ly rượu đỏ, đứng ở sát cửa sổ nhìn Tử Cấm Thành mà Nạp Lan Hiên thì cung kính đứng ở sau Nạp Lan Minh Châu, ngẩng đầu nhìn Nạp Lan Minh Châu. Tỷ, mới vừa nghe nói tên ngốc Bùi Đông Lai kia ở Hàng Châu đã giết chết Phương Chấn, trước mắt của Hàng Châu đã giới nghiêm, hơn nữa 1000 võ cảnh đã được xuất ra để bắt hắn. Thấy vậy thì Nạp Lan Hiên không nhịn được hỏi. Tỷ nói, hắn có thể sống sót không? Hừ, sống sót, có thể sao? Nạp Lan Minh Châu cười lạnh, cảm giác kia hận không thể thấy Bùi Đông Lai chết sớm. Cho dù Bùi Vũ Phu có ra mặt thì cũng không cứu được hắn sao? Vẻ mặt Nạp Lan Hiên ngạc nhiên, ở hắn xem ra, Bùi Vũ Phu đã làm Lâm Phong bị thương mà Lâm gia lại không dám làm ra hành động gì, điều đó có nghĩa là Bùi Vũ Phu có năng lực cứu Bùi Đông Lai. Nạp Lan Minh Châu xoay người. Từ trên cao nhìn xuống Nạp Lan Hiên, nói. Tào Nghiễm Giang là người của Diệp gia, cậu cảm thấy Bùi Vũ Phu có thể ra mặt được ư? Nạp Lan Hiên hoàn toàn há hốc mồm. 20 năm trước, Bùi Vũ Phu như mặt trời ban trưa, dám chọc giận Diệp gia cho nên bị cắt đi một chân, huống chi là tên phế vật Bùi Đông Lai kia. Nạp Lan Minh Châu không che vẻ hận ý của mình đối với Bùi Đông Lai, nếu có thì đó chính là vẻ khinh miệt. Thì ra là nàng đã bám vào Diệp đại thiếu gia. Nạp Lan Hiên cho là đúng. Hàng Châu. Người thanh niên tên là Bùi Đông Lai không chạy trốn. Hắn cũng không nhờ qua tử giúp đỡ. Trong màn đêm, hắn mang theo vẻ kiêu ngạo của nam nhân Bùi gia bước vào một tòa biệt viện ở Chiết Giang. Một trận chiến định tương lai. Một trận chiến này, hắn không cho phép bại. Tuyệt không cho phép. Chủ nhân của khu biệt thự này tên là Bạch Quốc Du, 41 tuổi. Cũng giống như Tào Nghiễm Giang, đều là phó tỉnh trưởng. Luận về cấp bậc thì có thể Bạch Quốc Du không bằng Tào Nghiễm Giang. Nhưng mà tính riêng về tài sản thì cả Chiết Giang này không ai bằng hắn. Tất cả chuyện này, đơn giản là hắn đến từ Bạch Gia ở Yến Kinh. Bạch Gia, Yến Kinh, là một nhà giàu có tiếng ở Tung Của. Mà Bạch Quốc Du cũng giống như Tần Tranh của Tần Gia, 20 năm trước cũng được xưng là tứ đại thiếu gia của Kinh Thành. 20 năm sau, tứ đại thiếu gia của Kinh Thành, trừ đi Tiêu Quân của Tiêu gia đang phát triển ở nước ngoài, trong 3 người còn lại thì hắn lại chưa bước qua cánh cửa cấp tỉnh. Ở mặt ngoài mà xem thì hắn là bại tướng nhưng mà hắn chỉ mới 41 tuổi. 41 tuổi đã thành phó tỉnh. Điều này đủ để 99% số người phải ngước lên nhìn. Bởi vì ưu thế chính là tuổi. Không có người nào dám hoài nghi hắn không thể bước lên đỉnh quyền lực của Tung Của. Cũng không ai dám nói hắn sẽ không trở thành người cầm quyền của Bạch Gia.
Cũng vì vậy mà nơi này chính là nơi khó bước vào nhất của Chiết Giang. Nhưng mà, lúc này đây, dưới sự dẫn dắt của thư ký Bạch Quốc Du thì Bùi Đông Lai đang bước vào đại viện này. Tiến vào biệt thự thì Bùi Đông Lai phát hiện được nơi này cũng giống với biệt thự đàn cung của Liễu Nguyệt, nơi này không có bể bơi ngoài trời, cũng không có những ngọn giả sơn. Thư ký của Bạch Quốc Du dựa vào chỉ thị của Bạch Quốc Du mà mang Bùi Đông Lai đến đây. Hắn thấy Bùi Đông Lai bước vào đây mà còn có tâm tư quan sát khắp nơi thì trong lòng cảm thấy ngạc nhiên. Hắn lại hiếu kỳ vì sao tại thời điểm mấu chốt này Bạch Quốc Du lại gọi Bùi Đông Lai đến đây, hơn nữa tại sao Bùi Đông Lai lại có thể tỏ ra bình tĩnh như thế. Mặc dù hiếu kỳ nhưng mà hắn cũng không có lên tiếng, một đường dẫn Bùi Đông Lai đi vào. Cốc, cốc, thư ký Bạch Quốc Du bước lên vài bước rồi gõ cửa phòng. Vào đi. Bên trong liền truyền ra một giọng nói uy nghiêm. Két, cánh cửa được mở ra, thư ký Bạch Quốc Du cung kính nói. Bạch tỉnh trưởng, người đã tới. Không lên tiếng, Bạch Quốc Du không lên trước, trước mắt hắn đem ánh mắt đánh giá Bùi Đông Lai. Ánh mắt hắn không giống như Tào Nghiễm Giang, không làm cho người ta cảm thấy một cảm giác uy nghiêm, cũng không giống như PC. Mà ánh mắt của Bạch Quốc Du vô cùng ôn hòa, khiến cho người ta không đề phòng. Cảm nhận được Bạch Quốc Du đang đánh giá mình, Bùi Đông Lai cũng không biểu hiện ra một bộ dạng hèn mòn, cũng không có biểu hiện ra một chút cuồng ngạo, hắn chỉ đứng thẳng lưng, cung kính đứng ở cửa phòng, cũng giống như Bạch Quốc Du hắn cũng đang đánh giá Bạch Quốc Du. Bạch Quốc Du cũng giống như Bùi Đông Lai, hắn có khuôn mặt trái xoan, làn da hơi trắng, ngũ quan tinh xảo như điêu khắc, vô cùng xuất chúng, toàn thân toát ra hơi thở của một nam nhân thành thục. 20 năm trước, hắn cũng có thể được xưng là Hoa Hoa công tử, 20 năm sau hắn cũng có thể khiến bao nhiêu thiếu phụ phải say đắm vì hắn. Năm tháng không mang đi vẻ anh tuấn của hắn, lại mang cho hắn vẻ phong quang. Hắn không hề giống như 20 năm trước, không hề bộc lộ tài năng, mà hắn thu lại nội liễm. Giống như là một thanh bảo kiếm bị mài đi một góc. Trọng kiếm vô phong. Nói chung là như thế. Ấy. Đột nhiên. Bùi Đông Lai thấy được Bạch Quốc Du có chút thất thần. Lý Bí Thư, ông đi ra ngoài trước đi. Sau khi khôi phục lại thì Bạch Quốc Du mỉm cười ý bảo thư ký ra ngoài. Vâng, Bạch tỉnh trưởng. Lý Bí Thư cung kính lui ra. Vào đây mà ngồi. Thấy thư ký rời đi, Bạch Quốc Du ý bảo Bùi Đông Lai tiến vào thư phòng. Cảm ơn Bạch tỉnh trưởng. Bùi Đông Lai hơi hơi cúi đầu, sau đó bước chân vững vàng đi vào phòng. Nhìn thấy Bùi Đông Lai đóng cửa phòng, đã biết được chính Bùi Đông Lai là người huyết tẩy Phương gia nhưng Bạch Quốc Du cũng không cảm thấy sợ hãi. Hắn chỉ là mỉm cười nhìn Bùi Đông Lai, lộ ra bộ dạng hứng thú. Sau khi đóng cửa thì Bùi Đông Lai bước đến một chiếc ghế sofa rồi ngồi xuống. Nếu ta đoán không sai thì lần này cậu đến đây là không phải ý tứ của Vũ Phu, là do chính cậu quyết định phải không? Bạch Quốc Du thấy Bùi Đông Lai nhập tọa, mỉm cười mở miệng. Ngữ khí không nóng không vội, tựa hồ đang nói chuyện việc nhà. Mặc dù tò mò vì sao Bạch Quốc Du lại đoán được điều này, bất ua Bùi Đông Lai gật đầu. Đúng vậy, Bạch tỉnh trưởng. Ta rất lấy làm ra, vì sao cậu biết ta sẽ gặp cậu? Bạch Quốc Du nói thẳng, hắn không muốn diễn công phu trước mặt Bùi Đông Lai. Có hai nguyên nhân, bởi vì tôi là con của Diệp Vãn Tình, thứ hai là ngài đã đoán được chuyện đêm nay là do tôi làm. Nhưng mà ngài muốn biết tôi có cái gì để có thể dựa vào khiến ngài ra mặt dùm tôi. Bùi Đông Lai nói đúng mức. Lý do thứ nhất thì ok, lý do thứ hai thì miễn cưỡng là được. Bạch Quốc Du cười cười. Trừ hai cái đó ra thì kỳ thật ta càng muốn biết, vì sao cậu lại không tới tìm gặp cha cậu. Cậu đã biết ta sẽ vì Vãn Tình mà gặp cậu thì chắc hẳn cậu cũng đã biết ít nhiều sự tích năm đó của cha cậu. Đồng dạng. Nếu cha của cậu ra mặt dùm cậu thì chắc chắn cậu sẽ bình an vô sự. Tôi đã nghĩ qua việc này, nhưng mà tôi không muốn làm phiền. Bùi Đông Lai cười khổ. Đương nhiên, quan trọng hơn chính là tôi nghĩ chuyện này tôi có thể giải quyết được. Ô, nghe được Bùi Đông Lai nói tự tin như thế thì Bạch Quốc Du nở nụ cười. Để ta giúp cậu đòi lại công bằng sao? Đúng. Bùi Đông Lai nói ra một câu trả lời thuyết phục. Ha ha, cậu cũng giống như cha cậu, cả hai đều vô cùng tự tin, nhưng mà so với cha cậu thì cậu lại thiếu vài phần hào khí. Nụ cười trên mặt Bạch Quốc Du không giảm. Nếu cậu cho rằng năm đó ta thích mẹ của cậu, nhớ đến tình cũ mà ra mặt giúp cậu thì cậu đã sai rồi.
đồng dạng ta cũng không bởi vì thua cha cậu vào năm đó mà làm ra chuyện tình bỏ đá xuống giếng. Còn nữa, ta không biết rằng cậu đã điều tra tư liệu của Tào Nghiễm Giang chưa? Nhưng mà ta cần phải nhắc nhở cậu một câu, hắn chính là con cờ của Diệp gia, đối phó với hắn thì tương dưới trở mặt với Diệp gia. Bạch Quốc Du nói xong, lại hiếu kỳ liếc mắt nhìn Bùi Đông Lai một cái. Tôi biết. Bùi Đông Lai cũng cười. Đồng dạng, tôi cũng biết rằng ngài rất muốn làm thịt con cờ này. Ha ha, trí tưởng tượng của cậu rất phong phú. Bạch Quốc Du cười nói. Đây không phải tưởng tượng, mà là phân tích. Bùi Đông Lai tiếp tục nói. Tần Tranh của Tần gia, Diệp Cấm của Diệp gia, Tiêu Quân của Tiêu gia, Bạch Quốc Du của Bạch gia. 20 năm trước, bốn người này được xưng là tứ đại thiếu gia ở Kinh Thành, đồng dạng cũng là những người trẻ tuổi xuất sắc xuất thân từ cái đại hào của Tung Của. Căn cứ vào tư liệu tôi tìm được thì năm đó bốn người này đều theo đuổi mẫu thân của tôi, coi đó là một loại cạnh tranh. Mà qua 10 năm rồi, bốn người này từ tình trường nhảy sang quan trường. Mà ba người bọn họ, Tần Tranh cùng Diệp Cấm đã bước qua cánh cửa cấp tỉnh, còn Tiêu Quân thì đã lên chức tướng, là nhân vật có thực quyền ở Yến Kinh, luận về thân phận, luận địa vị hoặc tiền đồ trong tương lai thì cũng không thua gì Tần Tranh và Diệp Cấm. Nghe được những câu nói này của Bùi Đông Lai thì trong mắt của Bạch Quốc Du hiện lên một tia ngạc nhiên. Dường như hắn không ngờ rằng Bùi Đông Lai lại điều tra kỹ đến thế. Kinh thành tứ đại thiếu gia chỉ có một mình ngài rớt lại phía sau. Mà căn cứ vào tư liệu ta tìm được thì 20 năm trước ngài chính là một con dao nhọn nhất trong bốn người. Bùi Đông Lai nhận thấy vẻ ngạc nhiên của Bạch Quốc Du, hắn vẫn tỉnh bơ, nói tiếp. 20 năm sau, đến hôm nay thì ngài đã thay đổi rất nhiều. Nhưng mà, ta nghĩ là ngài không cam lòng bị tụt lại ở phía sau so với ba người bọn họ. Nói tiếp, Bạch Quốc Du hứng thú. 10 năm trước, trong trường phong ba kia, gia tộc của ngài đã bị ảnh hưởng, mặc dù không tổn thương nguyên khí tuy nhiên nó lại làm ngài mất đi một cơ hội tiến lên bước nữa. Bùi Đông Lai tiếp tục nói. Mà trong trận chiến đó, Diệp gia lấy được một khối bánh ngọt, mà khối bánh ngọt kia vốn là của Bạch gia ngài. Trong lòng Bạch Quốc Du nổi lên gợn sóng nhưng vẫn lộ vẻ tươi cười như cũ. Thông qua 10 năm phát triển thì Bạch gia và Diệp gia cũng không chênh lệch đáng kể. Trừ cái đó ra thì trước mắt, quan hệ của tứ đại gia tộc vô cùng vi diệp. Bởi vì sự xuất hiện của tôi mà đám hỏi của Diệp gia và Tần gia mắc cạn. Ta nghĩ, vô luận là ngài hay Bạch gia, tất cả đều muốn lấy lại phần công bằng của năm đó. Bùi Đông Lai nói tới đây thì đột nhiên đề cao giọng nói. Dưới tình hình như thế thì nếu ngài có thể dẫm vào thi thể quân cờ của Bạch gia bước lên thượng vị thì đó là phương thức tốt nhất. Như vậy, cậu mới nhờ ta ra mặt giúp cậu ư? Nụ cười trên mặt Bạch Quốc Du càng đậm, hỏi. Cái này. Bùi Đông Lai từ trong áo lấy ra một xấp tài liệu. Đây chính là tài liệu tham ô của Tào Nghiễm Giang và tài liệu có liên quan đến Phương Hiểu Hồng. Việc phân tích lúc nãy vô cùng chính xác. Nhưng mà trong phân tích của ta thì nguyên nhân Bạch gia động thủ với Diệp gia vẫn còn thiếu đi một điều quan trọng. Bạch Quốc Du cười nói. Bùi Đông Lai hỏi. Là điều gì? Cha của cậu đã rời núi. Nhất thạch kích khởi thiên tầng lãng. Một viên đá làm nổi hàng ngàn đợt sóng. Sáng sớm khi ánh mặt trời vừa lên cao, Thanh Long Sơn Trang, trong phòng ngủ, Phương Hiểu Hồng mặc đồ ngủ đứng sát cửa sổ. Nàng ta đang cau mày không biết là suy nghĩ về cái gì nữa. Có lẽ là do một đêm không ngủ nên mắt của nàng hiện lên những tơ máu. Hiểu Hồng, tại sao đêm qua em không ngủ? Không biết bao lâu, đột nhiên vang lên giọng nói của Tào Nghiễm Giang, hắn đi đến phía sau của Phương Hiểu Hồng rồi ôm bả vai của nàng, ôn nhu hỏi. Em ngủ không được. Phương Hiểu Hồng gật gật đầu. Em đã gọi điện rồi sao? Nghe được Phương Hiểu Hồng nói như thế thì Tào Nghiễm Giang ý thức được điểm gì? Phương Hiểu Hồng lại gật đầu. Vừa rồi em đã gọi điện cho Lưu Cục trưởng, hắn nói còn chưa bắt được hung thủ, thậm chí ngay cả tung tích của hung thủ cũng chưa phát hiện được. Đúng là một đám tích sự, quốc gia nuôi bọn chúng để làm gì không biết. Ngay cả cường đạo cũng không bắt được. Tào Nghiễm Giang có chút tức giận mắng. Nghiễm Giang, nếu hắn chạy thoát khỏi Hàng Châu thậm chí là Chiết Giang thì phải làm sao bây giờ? Phương Hiểu Hồng hỏi ra lo lắng ở trong lòng. Hắn chẳng những có quan hệ không bình thường với Liễu Nguyệt ở Đông Hải, hơn nữa hắn còn là đệ tử thân truyền của Cổ Bồi Nguyên, nếu hắn chạy trốn tới Đông Hải thì chúng ta muốn đối phó với hắn cũng vô cùng khó khăn.
dù sao thì chúng ta cũng không có chứng cứ xác thực hắn là người đã giết anh của em cùng với Thế Vinh. Trước mắt thì toàn bộ mọi nơi đã bị phong tỏa, căn bản là hắn không có cơ hội thoát ra khỏi Hàng Châu. Tào Nghiễm Giang trầm giọng nói. Huống hồ, cho dù hắn có thoát khỏi Hàng Châu thì cũng không sao, không có chứng cứ thì chúng ta giả tạo chứng cứ. Kể từ đó thì không chỉ là Liễu Nguyệt mà ngay cả Cổ Bồi Nguyên cũng không có cơ hội nhúng tay vào. Lùi một bước mà nói, nếu Cổ Bồi Nguyên muốn ra mặt dùm hắn thì ta sẽ cho Cổ Bồi Nguyên đẹp mặt. Nói xong câu cuối thì giọng nói của Tào Nghiễm Giang trở nên âm trầm cùng với vài phần cuồng ngạo. Phần cuồng ngạo kia là bởi vì hắn là thành viên của Diệp gia. Phù! Nghe được Tào Nghiễm Giang nói như thế thì Phương Hiểu Hồng thở nhẹ ra nhưng mà nàng vẫn nhíu mày. Bởi vì nếu Bùi Đông Lai không chết thì nàng sẽ không yên tâm. Tốt lắm, hiện tại anh sẽ tới cục công an, em ở đây chờ tin tức của anh. Thấy Phương Hiểu Hồng không nói lời nào, Tào Nghiễm Giang vỗ nhẹ nhẹ tay của Phương Hiểu Hồng. Sau đó, Tào Nghiễm Giang đi rửa mặt, mặc quần áo tử tế rồi cùng với thư ký bước vào ô tô, đi đến cục công an. 30, sau. Tào Nghiễm Giang cùng với thư ký đã có mặt trong phòng họp của cục công an. Trong phòng họp, tất cả mọi người phụ trách vụ án đều có mặt ở đó. Thấy sắc mặt âm trầm của Tào Nghiễm Giang thì mọi người cũng có chút khó chịu, không khí trong phòng họp cũng trở nên áp lực. Lưu cục trưởng, tình hình hiện tại như thế nào rồi? Tào Nghiễm Giang đi đến phía trước bàn hội nghị rồi ngồi xuống, thấy Lưu cục trưởng ngồi ở phía dưới thì vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Tào tỉnh trưởng, đêm qua chúng ta đã phong tỏa sân bay, đường cao tốc, tất cả mọi đường thông ra bên ngoài. Hơn nữa cũng đã lục soát toàn bộ khách sạn, khu vực massage. Lưu cục trưởng nói xong thì trong mắt hiện lên vẻ tự trách, tiếp tục nói. Tính cho đến trước mắt thì chúng ta vẫn chưa phát hiện được tung tích của hung thủ. Nói xong, Lưu cục trưởng liền xấu hổ không dám nhìn vào Tào Nghiễm Giang, những người khác cũng tỏ ra xấu hổ. Trong lúc nhất thời thì cả phòng họp liền yên lặng như tờ. Các đồng chí, vụ án này không giống với những vụ án trước đây, thủ đoạn của hung thủ vô cùng tàn bạo khiến cho người khác tức giận không thôi. Ánh mắt Tào Nghiễm Giang quét một vòng, trầm giọng nói. Trước mắt, vụ án này chẳng những được cấp trên coi trọng, hơn nữa nhân dân cả nước cũng đã chú ý đến việc này. Áp lực của chúng ta vô cùng lớn, tôi hy vọng chư vị có thể hiểu được điểm này. Tào Nghiễm Giang vừa nói xong thì áp lực trong phòng liền tăng lên, không ít người hút thuốc, muốn dùng cái này để giảm sức ép. Hai ngày. Mắt thấy không ai mở miệng thì Tào Nghiễm Giang gõ bàn, giọng một giọng nó không thể nghi ngờ. Trong vòng hai ngày, nhất định chúng ta phải trả lời cho cấp trên, cho nhân dân cả nước một câu trả lời thích hợp. Cốc, cốc. Đối mặt với kỳ hạn của Tào Nghiễm Giang đưa ra thì mọi người cũng chưa tỏ thái độ, đột nhiên có người gõ cửa. Vào đi. Tào Nghiễm Giang nhíu mày, trầm giọng quát. Két. Cửa phòng mở ra, đội trưởng của đội thiên võng sao xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Sao phục trách bên Internet? Chư vị lãnh đạo. Thân thể đứng thẳng, nói rõ ràng. Có lẽ là khá bất mãn với hành động của vị đội trưởng này nên Tào Nghiễm Giang khẽ quát một tiếng. Bịch. Đội trưởng thiên võng liền biến sắc, sau đó, hắn đứng thẳng người, lớn tiếng nói. Báo cáo chư vị lãnh đạo, tôi có một chuyện quan trọng muốn báo. Ách, nghe được như thế thì mọi người đều cho rằng có tin tức của Bùi Đông Lai, vì thế mắt của ai cũng tỏa sáng, bộ dạng chờ mong. Nói, Tào Nghiễm Giang mở miệng lần nữa, giọng nói mang theo vài phần chờ mong. Thấy được ánh mắt mong chờ của mọi người thì tên đội trưởng có chút chua xót, hắn kiên trì nhìn Tào Nghiễm Giang, giọng nói có vẻ run rẩy. Trên mạng có xuất hiện tin đồn liên quan đến Tào tỉnh trưởng. Bá! Nghe được đội trưởng thiên võng nói như thế thì mọi người liền biến sắc. Bọn họ là lão hồ ly trà trộn trong quan trường đã lâu, tự nhiên sẽ rõ nếu người đưa tin là đội trưởng thiên võng thì đó không phải là chuyện tình tốt đẹp gì. 30 giây sau, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn vào màn hình lớn đặt trong phòng họp. Số tiền giao dịch lớn nhất. Đây là tiêu đề của bài báo. Thấy được tiêu đề này thì vẻ mặt Tào Nghiễm Giang liền biến đổi, những người còn lại thì mở to hai mắt nhìn. Là nguyên nhân gì mà một nữ nhân tên là Phương Hiểu Hồng trong thời gian ngắn có thể vơ vét hàng trăm triệu, trở thành một nhân vật cho vay có tiếng ở Chiết Giang? Là nguyên nhân gì mà một nam nhân tên là Phương Trấn cùng con của hắn là Phương Thế Vinh gây biết bao tội ác mà vẫn không bị pháp luật ngăn cấm?
là nguyên nhân gì mà một quan chức có thể ở trong một ngôi nhà có giá trị vài tỷ đồng? Tất cả chuyện này, rốt cuộc là sau lưng còn giấu tin tức gì mà làm cho người ta không biết? Thương nhân, đầu lĩnh SSD, quan chức, ba người có ba thân phận khác nhau nhưng trong vòng 20 năm bọn chúng đã thu vét một số tiền khổng lồ. Phương Hiểu Hồng, chủ tịch tập đoàn Vận Đạt, là người cho vay có tiếng ở Chiết Giang, được mọi người gọi là Phương Đại Tỷ. Phương Chấn, mặt ngoài là chủ tịch tập đoàn Bảo Hồ nhưng thật ra là đầu lãnh SSD ở Chiết Giang. Bọn họ là huynh muội uy chấn của vùng Tam Giác Trường Giang. Hôm nay, bọn hắn cần phải cảm ơn một người. Tào Nghiễm Giang, phó tỉnh trưởng của Nam Phương. Đây là văn vẻ giới thiệu vắn tắt. Mà bài văn này có nêu ra một ít quan hệ giữa Tào Nghiễm Giang cùng Phương Chấn và Phương Hiểu Hồng. Thấy trên màn hình hiện ra những dòng, những biểu đồ thì tất cả mọi người bị dọa đến không nhẹ. Trong đó, Tào Nghiễm Giang là người sợ nhất. Lúc hắn xem hết tiêu đề thì trên mặt hắn đã tràn đầy vẻ khiếp sợ cùng khủng hoảng. Nhưng mà, rất nhanh hắn đã che giấu phần khiếp sợ kia đi. Phát hiện khi nào, Tào Nghiễm Giang mở miệng, giọng nói vô cùng trầm thấp. Như thế nào lại chưa tháo bỏ xuống? Báo cáo Tào tỉnh trưởng, bài văn này đột nhiên xuất hiện, trước mắt đã có mặt ở trên nhiều diễn đàn. Tên đội trưởng Thiên Võng kinh hồn táng đảm nói. Tôi đã để mọi người tháo xuống nhưng mà tốc độ tháo xuống không nhanh bằng tốc độ lan truyền, hình như đây là phong cách của hacker. Ta mặc kệ các ông dùng phương pháp gì, trong vòng một giờ nên bài văn này còn xuất hiện trên mạng thì tất cả các ông hãy mau cởi bộ đồng phục trên người rồi cút đi. Không đợi đội trưởng Thiên Võng nói hết, Tào Nghiễm Giang đã nổi giận giống lớn. Vâng thưa Tào tỉnh trưởng. Tên đội trưởng kia liền run rẩy, nói ra câu trả lời thuyết phục. Ở hắn xem ra lấy thời gian ngắn như vậy để tháo bỏ những bài văn kia xuống là một điều không thể. Chư vị, ta dám khẳng định đây là thủ đoạn dơ bẩn của hung thủ, cố gắng che tầm mắt của mọi người để hắn có cơ hội chạy trốn. Tào Nghiễm Giang trầm giọng nói. Lưu cục trưởng, lập tức cho người lấy danh nghĩa là công an nói đó là điều bịa đặt, ngoài ra nghĩ biện pháp tuyên bố bài văn này là của hung thủ hoặc là đồng bọn của hắn. Hơn nữa, chúng ta cũng đã tìm được manh mối của hung thủ. Vâng, mặc dù Lưu cục trưởng biết đó là sự thật nhưng mà hắn cũng không dám làm trái mệnh lệnh của Tào Nghiễm Giang. Không riêng gì Lưu cục trưởng mà tất cả mọi người đều biết rõ. Đồng thời, bọn hắn xem ra, lấy thân phận cùng với chỗ dựa sau lưng của Tào Nghiễm Giang thì Bùi Đông Lai muốn thông qua phương thức này để vặn ngã Tào Nghiễm Giang, quả thực là một chuyện cười. Chuyện cười. Vở kịch hay bắt đầu. So sánh với những người khác trong phòng hội nghị mà nói thì thân là đương sự nên Tào Nghiễm Giang lại rõ ràng, chuyện này là có thật, thậm chí ngay cả những chứng cứ kia cũng đều là có thật. Đây cũng là nguyên nhân hắn hoang mang. Nhưng mà, hắn liền bình tĩnh trở lại. Những người khác hiểu điều đó, cho dù Bùi Đông Lai có nắm giữ phương thức này để làm hắn rớt đài nhưng mà tại sao bản thân hắn lại không biết những thứ này ở đâu ra. Hắn bình tĩnh trở lại, trong lòng hắn ngập tràn lửa giận. Mặc dù hắn không tin, người mà mình ân ái suốt 20 năm lại có thể cùng hợp tác với PC để tính kế với hắn, nhưng mà sự thật đã bày ra trước mắt. Tào Nghiễm Giang cũng không có đem phẫn nộ biểu hiện ở trên mặt, hắn liền đi vào một gian phòng, sau đó lấy điện thoại ra gọi điện cho Phương Hiểu Hồng. Năm trước, Thanh Long Sơn Trang, Phương Thế Kiệt mang theo vài phần sợ hãi, vài phần oán độc hướng Phương Hiểu Hồng hỏi. Mẹ! Rốt cuộc là khi nào mới có thể bắt được tên hung thủ kia? Chắc là nhanh thôi. Thấy được Phương Thế Kiệt hoảng sợ, Phương Hiểu Hồng liền an ủi. Thế Kiệt, còn yên tâm, có nhiều người như thế bảo vệ chúng ta, nếu tên hung thủ kia dám xuất hiện thì chắc chắn hắn phải chết. Nghe được Phương Hiểu Hồng nói như thế thì Phương Thế Kiệt bớt hoảng sợ, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói. Tên vương bát đản kia chết 100.000 lần cũng quá nhẹ. Lúc này đây, Phương Hiểu Hồng không nói gì. Đúng rồi, mẹ, tên tiểu tạp chủng kia là bạn học với tên phế vật Ngô Vũ Trạch, mẹ xem có thể nói Tào Thúc Thúc lợi dụng điểm này để bức hắn hiện thân không? Phương Hiểu Hồng cũng không nói gì. Reng, reng. Đột nhiên tiếng điện thoại di động vang lên. Không, không lẽ bắt được rồi. Nghe được tiếng chuông điện thoại thì Phương Hiểu Hồng cảm thấy thế giới toàn là ánh sáng, liền nắm điện thoại lên nghe. Thấy người gọi là Tào Nghiễm Giang thì nàng liền hỏi gấp. Nghiễm Giang, bắt được tên kia chưa? Phương Hiểu Hồng, con tiện nhân này. Đầu bên kia điện thoại, Tào Nghiễm Giang không có trả lời,
hắn liền giống lớn lên. Ách! Nghe được Tào Nghiễm Giang mắng như vậy thì Phương Hiểu Hồng liền sững sờ tại chỗ. Sau đó, dường như nàng hiểu được cái gì, nàng há hốc miệng, cũng không nói một chữ, cả người run lên. Nghiễm Giang! Con tiện nhân này, cô nói đi, ta có chỗ nào không tốt đối với mẹ con cô không? Tại sao cô lại làm ra những chuyện hạ lưu này? Lửa giận Tào Nghiễm Giang ngút trời, hắn không sợ Bùi Đông Lai có thủ đoạn phản kích, nhưng mà hắn có cảm giác mình bị lừa. Bị người mình tín nhiệm nhất phản bội. Loại cảm giác này khiến cho Tào Nghiễm Giang cảm thấy được bản thân mình bị một thanh chủy thủ sắc bén đâm vào tim. Phương Hiểu Hồng không phản bác được. Bịch! Mắt thấy Phương Hiểu Hồng vô lực sụi lơ nằm xuống ghê salon thì Phương Thế Kiệt liền nuốt nước miếng, sau đó liền tới đỡ Phương Hiểu Hồng dậy, vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Mẹ, và Tào Thúc Thúc xảy ra chuyện gì thế? Nghiễm Giang, thật xin lỗi, là do em hồ đồ, sợ anh sẽ vứt bỏ mẹ con em, cho nên trải qua sự khuyên bảo của anh trai em, cho nên em mới. Phương Hiểu Hồng khóc tang lên giải thích nói. Tạm thời cô không cần giải thích. Không đợi Phương Hiểu Hồng mở miệng nói hết, Tào Nghiễm Giang đã giận dữ giống. Kêu Thế Kiệt cút lên lầu, ta có chuyện muốn nói với cô. Thế Kiệt, con lên lầu đi. Mẹ, hai người bị làm sao vậy? Phương Thế Kiệt không có rời đi, mà là tiếp tục hỏi. Lên lầu. Phương Hiểu Hồng khàn giọng hô to. Mắt thấy Phương Hiểu Hồng giống như một người đàn bà chanh chua thì Phương Thế Kiệt hoảng sợ. Nghiễm Giang, những chứng cứ kia bị người khác lấy được rồi sao? Đợi Phương Thế Kiệt lên lầu rồi thì vẻ mặt Phương Hiểu Hồng kinh hoàng hỏi. Dầm. Đầu bên kia điện thoại, Tào Nghiễm Giang một cước đá bay chiếc ghế dựa, quát lên. Tiện nhân, nói cho ta biết, rốt cuộc là các ngươi còn lưu lại bao nhiêu chứng cứ của ta? Rất, rất nhiều, có chuyện anh dùng tiền công quỹ đưa cho em, ta lợi dụng tiền này để cho ai, cũng có chuyện anh chia tiền hoa hồng ở sòng bạc, còn có. 3. Không đợi Phương Hiểu Hồng nói cho hết lời, Tào Nghiễm Giang trực tiếp cúp điện thoại, hắn tức giận đến thiếu chút nữa đập bể điện thoại di động. Hô, hô, liên tục thở sâu hai hơi. Tào Nghiễm Giang như là đem tất cả phẫn nộ trong lòng phun ra ngoài, cả người dần dần bình tĩnh trở lại. Trải qua sóng to gió lớn hắn biết rõ, trước mắt không phải là lúc tức ra can, việc khẩn cấp trước mắt là phải nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này. Bùi Đông Lai, nếu mày rơi vào trong tay tao, tao tuyệt đối cho mày sống không bằng chết. Lẳng lặng hút một điếu thuốc, Tào Nghiễm Giang âm trầm mắng một tiếng. Sau đó, cầm điện thoại gọi đến cho một lão đại để nhờ giải quyết việc này. Số điện thoại này hiện không liên lạc được. Điện thoại được gọi thì giọng nói của tiểu thư vang lên. Từ chối không nghe. Bên tai nghe được giọng nói này thì sắc mặt của Tào Nghiễm Giang liền thay đổi. Hắn và vị lão đại này có quan hệ cá nhân không tệ, hơn nữa lại là người của phe phái Diệp gia. Dưới tình hình như thế mà đối phương lại không nghe điện thoại, điều này làm cho Tào Nghiễm Giang có chút không tốt. Tào Nghiễm Giang lấy lại tinh thần, sau đó lại bấm thêm một lần nữa nhưng kết quả vẫn như cũ. Chẳng lẽ là đang mở hội nghị? Sắc mặt Tào Nghiễm Giang liên tục biến đổi, trầm mặc vài giây, hắn lại bấm số điện thoại của một vị đảm nhận chức trong kỷ ủy. Số điện thoại ngài vừa gọi. Vẫn như cũ, vẫn cự tuyệt. Vị lão đại này vẫn cự tuyệt không nghe máy, làm cho Tào Nghiễm Giang cảm thấy càng ngày càng bất an. Reng. Lúc này đột nhiên điện thoại của hắn rung lên, là người ở Yến Kinh gọi đến. Nếu là lúc bình thường thì chắc chắn Tào Nghiễm Giang sẽ không nhận, nhưng mà lúc này thấy được số điện thoại này thì Tào Nghiễm Giang liền lập tức bắt máy. Alo, vị nào? Tào Nghiễm Giang, lãnh đạo thật thất vọng đối với anh. Trong lúc Tào Nghiễm Giang đang lo lắng chờ đợi thì trong điện thoại lại truyền ra một giọng nói quen thuộc, đồng thời vô cùng uy nghiêm. Kế tiếp, mặc kệ phát sinh chuyện gì, ông nhất định phải quản tốt cái miệng của mình lại. Lăng thư ký. Đô. Không đợi Tào Nghiễm Giang nói cái gì, đầu bên kia điện thoại, người được gọi là Lăng thư ký liền cúp điện thoại. Nghe được tiếng cúp điện thoại thì sắc mặt Tào Nghiễm Giang liền xanh mét. Khuôn mặt hắn hiện lên vẻ sợ hãi. Sợ hãi từ tận trong xương tủy. Bịch. Ngay sau đó, tay phải của hắn buông xuống, điện thoại di động liền rớt xuống sàn nhà. Hắn cũng không cúi người nhặt lên, mà là sụi lơ trên mặt đất, hai mắt vô thần nhìn trần nhà, thì thào tự nói. Làm sao có thể, điều này sao có thể? Mặc dù là đã trà trộn vào trong quan trường nhiều năm nhưng mà hắn vẫn không tin.
không tin tất cả những điều này là sự thật. Két! Không biết qua bao lâu, cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Theo bản năng thì QNG ngẩng mặt lên. Hắn thấy rõ, BDQ cùng với nhân vật phụ trách an toàn của chiếc giang mang theo 4 gã đặc công xuất hiện ở cửa. Tào Nghiễm Giang đồng chí, dựa vào chỉ thị của cấp trên, bởi vì ông đã vi phạm kỷ luật cho nên tạm thời đình chỉ công tác của ông. Nhân vật kia liền mở miệng nói. Công tác của ông sẽ để đồng chí Bạch Quốc Du tiếp nhận. Bạch Quốc Du không trả lời, Tào Nghiễm Giang dường như là đã hiểu được điều gì, chỉ cảm thấy thiên địa thay đổi, sau đó liền hôn mê. Mang đi. Thấy Tào Nghiễm Giang hôn mê thì người phụ trách an toàn liền âm thầm kinh hãi, thủ đoạn của Bạch Quốc Du vô cùng nhanh chóng, đồng thời hắn liền hạ lệnh. Quân cờ của Diệp gia rơi xuống, chiến cuộc đại định. Trận chiến trên bàn cờ bắt đầu. Mẹ, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Thanh Long Sơn Trang, lúc này Phương Thế Kiệt đi xuống, nắm tay Phương Hiểu Hồng hỏi. Trên ghế salon, Phương Hiểu Hồng vẫn không trả lời, hai mắt vô thần nhìn trần nhà, vẫn không nhúc nhích. Mặc dù nàng không biết tin tức Tào Nghiễm Giang bị ngã ngựa, nhưng mà những chứng cứ kia cũng đủ xé rách phần tình cảm trong 20 năm qua giữa nàng và Tào Nghiễm Giang. Kể từ đó, coi như Tào Nghiễm Giang không bị bắt vì chuyện này thì nàng và Tào Nghiễm Giang sẽ không thể sống chung với nhau được. Thậm chí, nàng không thể cam đoan Tào Nghiễm Giang có trở mặt hay không. Mẹ! Mắt thấy Phương Hiểu Hồng không nói lời nào, Phương Thế Kiệt nóng nảy. Từ nhỏ hắn đã biết Tào Nghiễm Giang là phụ thân của mình. Dưới tình cảnh như thế thì hắn rất quan tâm đến chuyện giữa Tào Nghiễm Giang và Phương Hiểu Hồng. Reng, reng. Lúc này đây, không đợi Phương Hiểu Hồng mở miệng, đột nhiên một tiếng chuông cửa vang lên. Ai đó? Nghe được tiếng chuông thì Phương Thế Kiệt giống lớn lên một tiếng, sau đó đứng lên rồi bước nhanh ra mở cửa. Két. Cửa phòng mở ra, một đám cảnh sát liền xuất hiện ở trước đại sảnh. Có chuyện gì? Nếu không có chuyện gì thì các ngài nên ở bên ngoài. Không nên vào đây. Thấy một đám cảnh sát đi vào thì Phương Thế Kiệt không kiên nhẫn nói. Mang đi. Tên chỉ huy cảnh sát lạnh lùng liếc mắt nhìn Phương Thế Kiệt một cái, trầm giọng quát. Bá. Lập tức có hai gã cảnh sát liền bước lên khống chế Phương Thế Kiệt. Đối mặt với biến cố thì Phương Thế Kiệt trực tiếp ngây người. Phải biết rằng, trước đó đám cảnh sát này đến bảo vệ mình, mà hiện giờ đám người này lại bắt hắn. Ông. Các ông làm gì? Trên ghế salon, Phương Hiểu Hồng thấy vậy thì liền nhảy dựng lên, lớn tiếng chất vấn. Phương Hiểu Hồng, cô đang bị hoài nghi phạm tội, căn cứ vào chỉ thị của cấp trên thì cô đi cùng với chúng tôi để về điều tra. Tên chỉ huy thổn thức không thôi, diễn cảm cũng hết sức nghiêm túc. Nghi phạm. Nghe được tên chỉ huy nói mấy chữ này thì Phương Hiểu Hồng dường như ý thức được cái gì, cả người chấn động, sắc mặt trắng bệch. Phương Thế Kiệt giống lớn. Cậu cùng với ca ca của ta bị giết, các ông không đi bắt hung thủ, lại muốn đến đây bắt mẹ con ta, còn nói mẹ của ta là nghi phạm. Các ông có lầm hay không? Tên chỉ huy thấy vậy thì cười lạnh, lấy ra một tờ giấy, đưa cho Phương Hiểu Hồng, nói. Cô không phải là người trong hiệp ủy viên Z sao? Đây chính là giấy của cấp trên. Thấy được tờ giấy kia thì Phương Hiểu Hồng chỉ cảm thấy toàn thân mất đi khí lực, hai chân mềm nhũn, ngã ra sau. Mang đi. Tên chỉ huy thấy thế thì liền hạ lệnh. Hai gã cảnh sát liền bước tới mang Phương Hiểu Hồng đi ra ngoài. Mẹ, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Mắt thấy Phương Hiểu Hồng không chống cự thì Phương Thế Kiệt trợn tròn mắt, vẻ mặt không tin hỏi. Phải biết rằng trong trí nhớ của hắn thì không có một ai có thể động vào Phương Hiểu Hồng, mà giờ phút này mấy tên cảnh sát cùi chuối này lại dám hung hăng càn quấy như thế. Ta đi cùng các ông, thả con ta ra. Con ta không có liên quan đến việc này. Nghe được Phương Thế Kiệt nói như vậy thì Phương Hiểu Hồng liền tỉnh mộng, nàng trầm giọng nói. Con của cô có liên quan đến việc này hay không, không phải chỉ một câu nói của cô là xong. Tên chỉ huy mặt không đổi sắc. Pháp luật sẽ cho mọi người một điều công bằng, mang đi. Bên tai vang lên lời nói của tên chỉ huy thì Phương Hiểu Hồng thiếu chút nữa tức giận đến hôn mê bất tỉnh. Mà Phương Thế Kiệt thì điên cuồng mà kêu lớn lên. Mẹ, mau gọi điện thoại cho Tào Thúc Thúc. Nghe Phương Thế Kiệt nói như thế thì Phương Hiểu Hồng cũng thở ơ, nàng giống như là một cái xác không hồn đi theo hai gã cảnh sát ra ngoài. Giờ phút này, nàng cảm thấy mình đã bước vào vực sâu. Mẹ, tại sao mẹ không lên tiếng? Thấy Phương Hiểu Hồng không nói lời nào,
Phương Thế Kiệt liền nóng nảy, giống lớn một tiếng. Các ông mau buông ta ra, ta phải gọi điện thoại cho Tào Nghiễm Giang. Bốp! Tên cảnh sát đang áp giải Phương Thế Kiệt nghe vậy thì liền quay lại tát vào mặt Phương Thế Kiệt một cái. Phương Thế Kiệt thiếu chút nữa hộc máu, sau đó phẫn nộ. Ông làm gì đó? Tiểu tử, nếu không muốn bị giày vò thì im miệng lại, thành thật mà đi. Tên cảnh sát thấy vậy thì lanh lùng nói. Còn Tào Nghiễm Giang như mày nói, hiện nay ông ta đã bị cấp trên bắt rồi, mày đừng mơ hắn ta có thể đến cứu mày. Tào Nghiễm Giang bị bắt. Lúc này đây, Phương Thế Kiệt là sợ ngây người. Không có khả năng. Điều này, tuyệt đối không có khả năng. Hắn giống như là kẻ điên, điên cuồng lắc đầu, hô to. Ông nói bậy. Mắt thấy Phương Thế Kiệt còn chưa bỏ ý định thì tên cảnh sát kia liền khinh bỉ mà nhìn Phương Thế Kiệt. Lúc này đây, trong cục công an, toàn bộ mọi người đều ở đây để tham gia hội nghị. Chủ đề của hội nghị vẫn là vụ án của Cửu Khê Mân Côi. Biến hóa duy nhất trong buổi hội nghị này là vị trí chủ trò là do Bạch Quốc Du thay cho Tào Nghiễm Giang. Chư vị, bởi vì đồng chí Tào Nghiễm Giang đã vi phạm kỷ cương cho nên công việc của đồng chí ấy do ta đảm nhận. Đang lúc mọi người bất an thì Bạch Quốc Du mở miệng, giọng nói không nóng không lạnh, không có một chút điểm uy áp. Nhưng mà, chính giọng nói hờ hững đó lại khiến mọi người cảm thấy áp lực rất lớn. Lưu Cục trưởng, ông hãy nói một chút tình hình đi. Bạch Quốc Du lại mở miệng nói, giọng nói vẫn không nóng không lạnh. Bạch tỉnh trưởng, các đồng chí. Lưu Cục trưởng cố gắng điều chỉnh cảm xúc, trầm giọng nói. Sau khi chuyện của Cửu Khê Mân Côi xảy ra thì Tào Nghiễm Giang đồng chí đã lập tức mở hội nghị, hơn nữa lại ra lệnh phong tỏa toàn bộ mọi con đường vào nội thành, lại tiến hành kiểm tra các khách sạn, các quán massage. Tính đến trước mắt thì vẫn chưa phát hiện được tung tích của hung thủ. Lưu Cục trưởng. Không đợi Lưu Cục trưởng nói hết lời, Bạch Quốc Du đã mở miệng, trực tiếp cắt đứt câu nói của Lưu Cục trưởng. Bạch tỉnh trưởng cứ nói. Trong lòng Lưu Cục trưởng nhảy dựng lên. Trong đôi mắt thoáng hiện một tia kinh hoàng. Dựa theo lời nói của ông thì các ông đã xác định được hung thủ rồi, đúng không? Bạch Quốc Du nhẹ nhàng hỏi. Lưu Cục trưởng liền cả kinh, lông tơ cả người dựng lên, hắn cúi đầu xuống, không dám lên tiếng. Bạch Quốc Du thấy thế thì ánh mắt liền nhìn qua mọi người trong phòng họp, mọi người thấy vậy thì liền cúi đầu. Giờ khắc này, không người nào dám nhìn thẳng hắn. Tôi không biết vì sao mọi người lại nhận định hung thủ là sinh viên Bùi Đông Lai kia, theo ta được biết thì mọi người không có chứng cứ việc đó là do thanh niên Bùi Đông Lai làm. Mà vụ án phát sinh vào buổi chiều hôm ấy ở Đông Hải cũng xảy ra chuyện lớn, trong đó người chết là thủ hạ của Phương Chấn. Bạch Quốc Du thản nhiên nói, cá nhân tôi cho rằng mọi người đã sai lầm, hung thủ không phải là sinh viên gọi là Bùi Đông Lai kia, rất có thể là do báo thù. Tôi đồng ý đánh giá của Bạch tỉnh trưởng. Tôi cũng đồng ý. Bạch Quốc Du vừa mới mở miệng thì có hai người liền mở miệng tỏ thái độ ủng hộ. Tôi cũng đồng ý ý kiến của Bạch tỉnh trưởng, đồng thời đề nghị lập tức hủy bỏ lệnh phong tỏa, phái người đến Đông Hải để tìm hiểu rõ mọi chuyện, chờ sau khi điều tra chân tướng của sự việc thì tính tiếp. Mắt thấy hai người kia tỏ thái độ thì Lưu Cục trưởng vội vàng phụ họa. Các đồng chí có cái nhìn khác không? Bạch Quốc Du tỉnh bơ hỏi. Ánh mắt nhìn về mấy tên lão đại cảnh sát còn lại. Nghe được câu hỏi của Bạch Quốc Du thì tất cả mọi người liền lắc đầu. Nếu các đồng chí đã thống nhất ý kiến, vậy thì quyết định như vậy đi. Bạch Quốc Du thấy mọi người lắc đầu thì không nói lời vô ích. Tan họp. Nói xong thì Bạch Quốc Du liền đứng lên, bước ra khỏi phòng họp. Nhìn bóng lưng Bạch Quốc Du rời đi thì tất cả mọi người đều hít vào một hơi. Đồng thời tất cả mọi người đều cảm thấy khó hiểu, tên thanh niên gọi là Bùi Đông Lai kia rốt cuộc là thần thánh phương nào. Vì sao Bạch Quốc Du lại có thể làm chỗ dựa cho hắn? Thế cục thay đổi. Phương Chấn chết, Tào Nghiễm Giang rớt đài, Phương Hiểu Hồng bị bắt. Chỉ trong hai ngày mà hàng loạt tin tức được truyền ra làm cho giới thượng lưu ở Hồ Giang phải bàn tán. Bên trong, Bạch Quốc Du đạp lên hài cốt Tào Nghiễm Giang để thượng vị. Bên ngoài. Tất cả các lão đại ở Hồ Giang dục dịch, hắc đạo Hồ Giang phong vân tái khởi, kẻ thù của Phương Chấn bắt đầu mài dao, chuẩn bị lật đổ địa vị Phương Chấn, hùng bá Hồ Giang. Người ở phía sau đạo diễn là ai? Đối mặt với loạn cục, đối mặt với khối bánh ngọt sắp được chia cắt. Các thương nhân, chính khách, hắc đạo kiêu hùng, bọn hắn không suy nghĩ nhiều mà đợi sự việc kết thúc để ra tay đoạt miếng bánh ngọt này.
buổi trưa, trong một tòa nhà rộng lớn gần 300 mét vuông. Thân là mãnh tướng đệ nhất dưới tay của Phương Chấn, Phương Hồng Cương đang ngậm một điếu xì gà, nhìn ra bên ngoài, trong lòng cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hồng Cương, Bát Gia đã chết, đây là cơ hội để anh thượng vị, anh tính khi nào thì sẽ ra tay. Trong phòng khách, một nữ nhân mặc một bộ sườn xám đi đến sau Phương Hồng Cương, đưa tay ôm lấy Phương Hồng Cương, nhẹ nhàng để đôi môi vào sát tai hắn. 3. Đối mặt với sự khiêu khích của nữ nhân thì này Phương Hồng Cương liền sờ trên kiêu đồn của nàng, âm hiểm cười nói. Bát Gia đã chết, trước mắt không biết cảnh sát sẽ làm như thế nào, lại nói, nếu kẻ nào tùy tiện ra tay trước thì cảnh sát tuyệt đối sẽ bắt hắn. Ý tứ của anh là muốn đợi thời cơ, sau đó mới ra tay. Thân là nữ nhân thân cận nhất của Phương Hồng Cương thì mỹ nữ này cũng không phải là bình hoa, ngược lại nàng chính là quân sư của Phương Hồng Cương. Lúc này nghe Phương Hồng Cương nói như thế thì mỹ nữ này liền cười. Bản thân em hiểu được, nếu anh không ra tay trước thì những người đó cũng sẽ ra tay tranh giành nhau. Đến lúc đó đầu rơi máu chảy, nghêu cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Anh cũng nghĩ như vậy. Nghe nữ nhân nói như thế thì Phương Hồng Cương nở ra nụ cười sáng lạn, đồng thời bàn tay hắn thuần thục mò vào giữa hai chân của nàng, hướng về phía khu hoa viên thần bí. Nữ nhân này mỹ nhãn như tơ giống như là đang đợi được phép vậy. Két. Sau đó, coi như Phương Hồng Cương định mang mỹ nhân này quất một trận thì đột nhiên cửa phòng bị người khác đẩy ra, một thân hình cao to liền xuất hiện trước cửa. Bá. Xem thanh niên mới xuất hiện thì vô luận là Phương Hồng Cương hay là nữ nhân kia đều vô cùng khiếp sợ. Xem ra thì chắc hắn ta nên chậm lại một chút. Thanh niên kia nhẹ nhàng khép cửa, không chút hoang mang đi vào phòng khách. Lời nói của thanh niên kia làm cho Phương Hồng Cương cũng nữ nhân kia lấy lại tinh thần, theo bản năng Phương Hồng Cương ôm theo nữ nhân kia đi lui vài bước. Ta có thể giết chết Phương Chấn như giết chết một con gà, huống hồ là mày. Bùi Đông Lai lộ ra một nụ cười khinh thường. Cho nên mày không cần phải giãy giụa làm gì. Bộp. Mặc dù là Phương Hồng Cương và nữ nhân kia hoài nghi Phương Chấn chết trong tay của Bùi Đông Lai nhưng lúc này thấy Bùi Đông Lai nghênh ngang tiến vào phòng mình. Hơn nữa hắn lại nói toạt ra như thế thì vô luận là Phương Hồng Cương hay nữ nhân kia cũng sợ ngây người. Phương Hồng Cương, 32T, là giám đốc của công ty bảo vệ Bảo Hồ, thân là đệ nhất mãnh tướng dưới tay Phương Chấn, là thủ hạ đắc lực để giải quyết những chuyện trong hắc đạo cho Phương Chấn, được xưng là tiểu bát gia. Phương Hồng Cương liền sợ tới mức đứng ngay tại chỗ, Bùi Đông Lai mỉm cười đi đến bên cạnh sofa, thản nhiên ngồi xuống, cầm một quả táo lên rồi lấy một con dao gọt gọt. Mỉm cười nói. Hô, hô. Nghe Bùi Đông Lai nói như vậy, lại thấy Bùi Đông Lai gọt táo thì sắc mặt Phương Hồng Cương trắng bệch, hơi thở hấp gáp, còn nữ nhân kia lại bình tĩnh, hướng Bùi Đông Lai thử hỏi. Không phải Bùi thiếu muốn đến đây giết chúng ta chứ? Bùi Đông Lai mỉm cười, sau đó hướng Phương Hồng Cương nói. Phương Hồng Cương, trong mắt ta thì nữ nhân bên cạnh mày so với mày thì còn thông minh hơn. Rốt cuộc mày muốn làm gì? Mặc dù vẫn sợ hãi, nhưng mà nghe Bùi Đông Lai nói như thế thì Phương Hồng Cương cũng hiểu rằng Bùi Đông Lai sẽ không giết hắn, lập tức can đảm mở miệng hỏi. Nếu ta muốn giết hai người thì hiện tại các ngươi đã chết rồi. Bùi Đông Lai vuốt nhẹ quả táo, thản nhiên nói. Bá! Lại nghe Bùi Đông Lai nói như vậy thì hai người liền biến đổi sắc mặt, đồng thời trong lòng liền động. Phương Chấn đã chết, để lại tập đoàn Bảo Hồ cũng giang sơn hắc đạo ở Hồ Giang. Bùi Đông Lai nói xong, liền chỉ tay vào quả táo. Nó cũng giống với quả táo này, những người bên trong đều muốn cắt một miếng. Khi nói chuyện thì Bùi Đông Lai liền cắt đứt quả táo. Nhưng mà, các ngươi đã quên, vô luận là mày Phương Hồng Cương hay là những kẻ khác, cũng không có một ai có thể động vào. Phương Hồng Cương nheo mắt lại, mà nữ nhân kia lại suy nghĩ điều gì đó. Cho dù các ngươi có lấy được đi chăng nữa thì cuối cùng tất cả cũng phải nhổ ra. Bùi Đông Lai nói xong thì liền đem quả táo kia ném vào rổ, vỗ vỗ tay, hờ hững nói. Bởi vì quả táo này đã thuộc về tao. Ân. Sắc mặt Phương Hồng Cương liền biến đổi, mà nữ nhân kia lại hiểu được cái gì, quay mặt nhìn Phương Hồng Cương nói. Hồng Cương, thả tay em ra. Phương Hồng Cương không có hé răng, chủ động buông nữ nhân kia ra. Bùi thiếu, tự giới thiệu, ta gọi là Lý Ngọc. Sau đó nữ nhân kia liền giới thiệu. Phương Hồng Cương, nữ nhân này thoạt còn thông minh so với mày,
những lời của nàng đại biểu cho mày sao? Bùi Đông Lai không muốn vòng vo, trực tiếp nói thẳng. Lý Ngọc nghe vậy thì liền trừng mắt với Phương Hồng Cương, Phương Hồng Cương thấy vậy thì hơi trầm ngâm, sau đó gật đầu. Đúng vậy. Bùi Thiếu, ngài mới nói quả táo kia là của ngài thì ta cảm thấy hơi khoa trương. Lý Ngọc thấy Phương Hồng Cương gật đầu thì áp chế nỗi sợ hãi trong lòng, cười nói. Nói lý do xem thử. Bùi Đông Lai có hứng thú nhìn Lý Ngọc, dường như cảm thấy trên người Lý Ngọc có bóng dáng của Quý Hồng nhưng mà so với Quý Hồng thì còn thua xa. Ta thừa nhận lấy thực lực của Bùi Thiếu thì có thể giết chết những gã dưới tay Phương Trấn dễ như trở bàn tay, đồng dạng, Bùi Thiếu cũng có thể uy hiếp bọn chúng. Lý Ngọc nói. Nhưng mà chỉ bằng điểm này thì Bùi Thiếu muốn độc chiếm quả táo của Bát Gia là điều không có khả năng, thứ cho ta nói thẳng, những thứ Bát Gia đã tẩy trắng thì Bùi Thiếu rất khó khả năng đoạt được. Cho nên ta mới tới tìm cô, Nga, không phải, là các ngươi. Bùi Đông Lai nở nụ cười. Chẳng lẽ mày muốn mượn tay của ta, giúp mày đạt được những chuyện này sao? Phương Hồng Cương tỉnh ngộ. Nụ cười trên khuôn mặt của Bùi Đông Lai vẫn không giảm. Đúng vậy. Chính xác hơn là, mày, Phương Hồng Cương phải thần phục tao, làm con chó cho Bùi Đông Lai tao, giúp tao làm tất cả những chuyện này. Mày, nghe Bùi Đông Lai nói mình làm chó cho hắn thì Phương Hồng Cương thiếu chút nữa ngất đi. Nếu không phải kiêng kỵ võ lực của Bùi Đông Lai thì hắn đã rút súng bắn chết Bùi Đông Lai rồi. Như thế nào, mày đã làm chó cho Phương Trấn được, chẳng lẽ không muốn làm chó cho tao sao? Giọng nói Bùi Đông Lai lạnh xuống. Nếu tao nhớ không lầm thì mày có hai thủ hạ tên là Cửu Chỉ và Liên Hoa, đúng không? Cửu Chỉ và Liên Hoa. Nghe hai cái tên này thì khóe mắt Phương Hồng Cương liền giật lên. Lúc trước, Bùi Đông Lai xảy ra xung đột với Chu Phúc Thái, lúc ấy Chu Phúc Thái đã nói chuyện này cho Phương Trấn nghe, sau đó Phương Trấn liền phái người ra. Kết quả là Cửu Chỉ và Liên Hoa liền ra mặt, nhưng mà cả hai cũng chẳng thể nào quay trở lại. Chuyện này đã làm cho Phương Hồng Cương mất đi hai đại tướng, hơn nữa cũng bị mấy tên trong bang hội cười nhạo. Nếu mày đã không muốn làm thì tao cũng sẽ trả lại ân tình lúc trước cho mày, sau đó đi tìm người khác, tao nghĩ rằng sẽ có người nguyện ý làm chó cho tao. Bùi Đông Lai mở miệng, một lần nữa cầm quả táo lên tay rồi gọt, tràn ngập sát ý. Thấy hành động của Bùi Đông Lai thì Phương Hồng Cương sợ tới mức sắc mặt của hắn trắng bệch, không dám lên tiếng. Bùi Thiếu. Thật không giấu này, cho dù ngài có giết Hồng Cương rồi đi tìm những người khác, dùng vũ lực uy hiếp bọn chúng thì chưa chắc bọn chúng sẽ làm chó cho ngài. Lùi một bước mà nói, cho dù bọn hắn nguyện ý thì ngài cũng không thể lấy hết được những gì mà Bát Gia để lại. So sánh với Phương Hồng Cương mà nói thì Lý Ngọc lại trấn định hơn, nàng cho rằng Bùi Đông Lai sẽ không giết Phương Hồng Cương. Lý do là gì? Bùi Đông Lai cười hỏi. Chính là... Tất cả mọi người nguyện ý làm chó cho Bát Gia là bởi vì Bát Gia mạng lưới rộng rãi, đồng thời Bát Gia có thể đem lại lợi ích cho bọn hắn, mà ngài thì lại không làm được điều này. Lý Ngọc trầm giọng nói. Cô cảm thấy rằng nếu là Bạch Quốc Du, hoặc là cả Bạch Gia thì như thế nào? Bạch Quốc Du, cả Bạch Gia, bá, không riêng gì Phương Hồng Cương mà ngay cả Lý Ngọc đều cả kinh. Bọn hắn cùng với rất nhiều người trong Hồ Giang cho rằng lần này chính là do Bạch Quốc Du vặn ngã Tào Nghiễm Giang, để Bạch Quốc Du có thể chiếm lấy vị trí của Tào Nghiễm Giang. Bọn hắn không nghĩ tới việc Bạch Quốc Du thượng vị sẽ có quan hệ tới Bùi Đông Lai. Điều đó không có khả năng. Khuôn mặt Phương Hồng Cương lộ ra vẻ không tin. Không riêng gì Phương Hồng Cương mà ngay cả Lý Ngọc cũng hoài nghi, ở nàng xem ra, Bùi Đông Lai làm sao có thể quen biết với Bạch Quốc Du thậm chí là cả Bạch Gia. Không có khả năng. Reng, reng. Điện thoại vang lên, Bùi Đông Lai lấy điện thoại ra, thấy người gọi là Bạch Quốc Du thì hắn liền mỉm cười bắt máy. Đông Lai, Tào Nghiễm Giang đã rớt đài, hơn nữa ta cũng đã hủy bỏ lệnh truy nã cậu, kế hoạch của cậu có thể bắt đầu triển khai. Giọng nói của Bạch Quốc Du vang lên, Phương Hồng Cương và Lý Ngọc nghe được vậy thì liền há hốc mồm. Đã biết, Bạch Thúc. Đô, đô. Điện thoại bị tắt. Ánh mắt Bùi Đông Lai nhìn về phía Phương Hồng Cương và Lý Ngọc. Bịch! Thấy Bùi Đông Lai nhìn mình, Phương Hồng Cương liền giống như một con chó Trung Quốc quỳ rạp xuống đất. Sau này, tôi Phương Hồng Cương chính là con chó của Bùi Thiếu chỉ hướng đông, tôi sẽ không dám đi về hướng tây. Bùi Đông Lai mỉm cười, nắm chặt quả táo trong tay. Phong ba hắc đạo ở Hồ Giang sắp tới,
Đông Lai thượng vị. Khách sạn Hoa Bắc là một trong những khách sạn tốt nhất ở Hồ Giang, nằm ở sát bên Tây Hồ nên nơi này vô cùng an tĩnh. Đám người Hạ Y Na qua đêm ở đây. Lúc này đây trong phòng, tất cả mọi người đều có mặt. Ai cũng trầm mặc không nói gì. Đều tại ta, nếu ta không đề nghị mọi người đến Hàng Châu thì Đông Lai cũng sẽ không xảy ra chuyện. Ngô Vũ Trạch mở miệng nói, ngữ khí đầy vẻ tự trách. Đêm qua, hắn say đến bất tỉnh nhân sự, thẳng đến sáng sớm đứng lên mới biết được Bùi Đông Lai bị truy nã, trong lòng hắn đã ngập tràn áy náy. Vũ Trạch, ai cũng không nghĩ ra sẽ phát sinh chuyện như vậy, chú không cần phải tự trách. Nghe được Ngô Vũ Trạch nói như thế thì Cổ Văn Cảnh thì vỗ lấy bả vai Ngô Vũ Trạch, an ủi nói. Mắt Ngô Vũ Trạch đỏ hồng, cúi đầu hút thuốc, không có nói cái gì nữa. Tất cả mọi người đều trầm mặc, không biết làm gì nữa. Đối với mọi người mà nói thì chuyện ngày hôm qua giống như là trăng trong nước vậy, có vẻ không chân thật. Hạ Y Na đâu? Mắt thấy không khí có chút áp lực, Cổ Văn Cảnh mở miệng hỏi. Buổi sáng mình đã đi tìm Hạ Tỷ nhưng Hạ Tỷ lại không mở cửa, sau đó mình lại tiếp tục gõ cửa nhưng mà Hạ Tỷ vẫn không muốn nhìn chúng ta. Tăng Khả Tâm nhỏ giọng nói. Tăng Khả Tâm vừa nói xong thì tất cả mọi người đều im lặng. Trước kia, bọn hắn cảm thấy Hạ Y Na tò mò với Bùi Đông Lai, nhưng mà càng ngày bọn hắn càng thấy quả thật là Hạ Y Na đã động tâm đối với Bùi Đông Lai. Lúc này đây, Hạ Y Na mặc quần áo, dựa vào đầu giường, suy nghĩ xuất thần. Ngay khi biết được cha cùng ông ngoại của mình không có cách nào để cứu Bùi Đông Lai thì Hạ Y Na giống như là chút hết khí lực. Sau khi đến khách sạn thì nàng tự nhốt mình ở trong phòng, cả một đêm không chợp mắt. Đối với Hạ Y Na mà nói thì một đêm này chính là đêm mà nàng khó quên nhất. Nàng không biết vì sao mình lại thích Bùi Đông Lai, nàng chỉ cảm thấy rằng hiện tại hình bóng của Bùi Đông Lai đang dần rời xa nàng. Reng, reng. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên. Nghe được như vậy thì Hạ Y Na cũng không lập tức nghe máy, vẻ mặt nàng mờ mịt cầm chiếc iPhone lên, chuẩn bị cúp điện thoại. Dường như, nàng không có tâm tư nghe điện thoại. Ách! Đột nhiên, nàng nhìn thấy người gọi là Bùi Đông Lai. Nàng cứ ngơ ngác nhìn. Hô, hô! Hô hấp của nàng bỗng trở nên dồn dập, nàng nhắm mắt lại, dùng sức lắc đầu một cái, sau đó mở mắt ra, cố gắng làm cho mình nhìn rõ ràng một ít. Sau khi thấy được đây là sự thật thì Hạ Y Na không do dự gì, kích động mà nhấn nút nghe máy. Hạ Y Na là tớ, Bùi Đông Lai. Đầu bên kia điện thoại, Bùi Đông Lai đang ngồi trên một chiếc Audi A8 trở về Đông Hải mở miệng nói. Cậu đang ở đâu? Hạ Y Na ngừng thở, kích động hỏi. Tớ đang đi làm một việc quan trọng cho nên phải về Đông Hải trước. Bùi Đông Lai lại hỏi. Tối hôm qua mọi người không có việc gì chứ? Không phải là cậu bị truy nã sao? Hơn nữa cả Hàng Hồ đều bị phong tỏa, làm sao cậu trở về Đông Hải được? Theo bản năng Hạ Y Na mở miệng hỏi thăm. Chuyện tối hôm qua chỉ là một hiểu lầm, là cảnh sát nghĩ sai rồi, lệnh truy nã vừa rồi đã được gỡ bỏ. Suy nghĩ một chút, cuối cùng Bùi Đông Lai không có nói rõ tình hình thực tế cho Hạ Y Na biết. Thật sao? Nghe được Bùi Đông Lai nói như thế thì Hạ Y Na liền kích động, cả người liền đứng dậy. Ừ, nghe được vẻ vui sướng trong giọng nói của Hạ Y Na thì Bùi Đông Lai liền hiểu được Hạ Y Na đã quan tâm đến mình. Trong lòng hắn cảm thấy ấm áp, đồng thời mang theo vài phần bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn nói xạo, nhưng mà hắn không muốn nói cho Hạ Y Na biết tất cả những việc kia đều do hắn làm. Dù sao thì đó cũng là một việc tối tăm. Thật tốt quá, thật tốt quá. Thấy Bùi Đông Lai không có việc gì, Hạ Y Na giống như là một chú cún con, cả người nhảy trên giường. Bùi Đông Lai, cậu cũng không biết, sau khi chúng tớ biết được việc này thì ai ai cũng tỏ ra lo lắng. Sau đó, Hạ Y Na bắt đầu kể công với cách mạng. Bùi Đông Lai cười khổ. Thật có lỗi, tối hôm qua xảy ra một số chuyện đặc thù nên mình không có cách nào liên lạc với mấy bạn. Được rồi, không ai trá cậu cứ an tâm. Hạ Y Na rộng lượng nói. Không phải cậu nói là phải trở về Đông Hải làm một số chuyện quan trọng ư? Cậu cứ đi làm đi, tớ sẽ đem tin tức cậu không có chuyện gì nói cho mấy người bọn họ biết. Tốt. Bùi Đông Lai nói xong, do dự một chút. Cảm ơn cậu, Hạ Y Na. Cảm ơn cái đầu cậu chứ cảm ơn, đừng có cùng tỷ cãi láo nữa, cứ như vậy đi, gặp lại tại Đông Hải.
Hạ Y Na cũng không có nói chuyện tối qua bản thân mình muốn cứu Bùi Đông Lai nên đã thức trắng một đêm. Ngược lại, nàng cười mắng một câu, sau đó liền trực tiếp cúp điện thoại. Đô, đô. Sau khi cúp điện thoại thì Bùi Đông Lai cười khổ, sau đó hắn lại bấm số điện thoại của Liễu Nguyệt. Liễu tỷ, Tào Nghiễm Giang đã rớt đài, Bạch Quốc Du đã thay thế hắn, tỷ hãy kêu bọn hacker dừng lại đi. Điện thoại chuyển được, Bùi Đông Lai nghiêm mặt nói. Đêm qua, Bùi Đông Lai đã cùng Bạch Quốc Du đạt được mục đích hợp tác, sau đó hắn liền gọi điện thoại cho Liễu Nguyệt, nói nàng thông qua đám hacker tung lên những tin tức có liên quan đến Tào Nghiễm Giang. Lúc này, nghe được Bùi Đông Lai nói như thế thì Liễu Nguyệt có chút kinh ngạc. Nhanh như vậy ư? Thấy được Liễu Nguyệt kinh ngạc, Bùi Đông Lai không phải không thừa nhận Bạch gia quả thật là danh bất hư truyền, năng lực quả thật là không thể tưởng tượng được. Đông Lai, nếu Bạch Quốc Du đã thay Tào Nghiễm Giang thì chắc hẳn hắn đã hủy bỏ lệnh truy nã đối với cậu rồi. Thấy Bùi Đông Lai không nói lời nào, Liễu Nguyệt nghĩ tới điều gì, hỏi. Ừ. Bùi Đông Lai gật gật đầu, sau đó trầm ngâm một chút, hỏi. Đúng rồi Liễu tỷ, tình huống hiện tại bên Đông Hải như thế nào rồi? Cậu lợi dụng người Phương Trấn thủ tiêu người Quý Hồng chẳng những bị tổn thương trầm trọng, hơn nữa nàng ta lại bị Trần Anh theo dõi. Nói đến Quý Hồng thì Liễu Nguyệt căm giận không thời, đồng thời nàng không nhịn được mà cảm thán Bùi Đông Lai. Nàng cũng Quý Hồng tranh đấu mười mấy năm, lần này rơi vào thế hạ phong, đột nhiên Bùi Đông Lai lại ra tay giúp đỡ, chẳng những giúp nàng từ nguy thành an, mà còn khiến cho Quý Hồng phải té đau. Hiện tại Quý Hồng đang ở đâu? Bùi Đông Lai hỏi. Nghe nói đêm qua nàng ta đã bị Trần Anh đem đi. Liễu Nguyệt nói xong, nhịn không được hỏi. Đông Lai, cậu muốn làm gì? Tính toán đi tìm nàng. Bùi Đông Lai cũng không giấu giếm mục đích trở về Đông Hải lần này. Tìm nàng ta. Lời nói của Bùi Đông Lai khiến Liễu Nguyệt hoảng sợ, nàng khó hiểu hỏi. Đông Lai, nói vậy chắc hẳn đã biết chuyện tối qua là do cậu làm, như vậy thì nàng sẽ hận cậu thấu xương. Cậu đi tìm nàng không phải là tương đương dê vào miệng cọp, sẽ rất nguy hiểm. Yên tâm đi Liễu tỷ, nàng sẽ không dám đụng đến ta, cũng không thể động được ta. Vẻ mặt Bùi Đông Lai tự tin nói. Chẳng lẽ cậu đã đạt tới cảnh giới ám kính? Liễu Nguyệt chợt bừng tỉnh. Bùi Đông Lai thừa nhận. Đúng vậy, tối qua cùng thủ hạ của Phương Trấn giao thủ, cuối cùng ta đã từ trong quyết đấu đột phá. Quý Hồng đã đạt tới cảnh giới ám kính. Cậu cũng thế, nói như vậy thì quả thật nàng ta không thể động vào cậu. Nghe Bùi Đông Lai nói vậy thì Liễu Nguyệt yên lòng, đồng thời nàng có chút nghi hoặc, hỏi. Bất quá cậu tìm nàng ta để làm gì? Thu phục nàng. Sông Hoàng Phổ có chôn hài cốt, cũng là nơi chôn dã tâm của nhiều người. Thiếu niên đi ra từ trong núi, 3 tháng sau khi bước vào Đông Hải, lần đầu tiên lộ ra dã tâm. Trần đội trưởng, nếu có việc gì thì cô cứ gọi. Điện thoại của tôi lúc nào cũng mở, cô cứ gọi. Bên trong một văn phòng của cục cảnh sát, Quý Hồng mỉm cười ngồi đối diện với Trần Anh. Tốt nhất là cô đừng để ta nắm lấy nhược điểm, nếu không ta tuyệt đối sẽ không tha cho cô. Đối mặt với vẻ mặt tươi cười của Quý Hồng thì Trần Anh vẫn không tỏ thái độ gì, giọng nói lạnh như băng. Trần đội trưởng nói quá lời, một người an phận thủ thường như tôi đây làm sao có thể phạm pháp được. Quý Hồng cười cười. Dường như nàng không sợ Trần Anh uy hiếp. Nhưng mà nàng cũng biết nếu mình hoàn toàn chọc giận Trần Anh thì cho dù Trần Anh không có chứng cứ chuyện tối qua là do nàng làm nhưng mà Trần Anh cũng có thể lấy lý do mời nàng để hiệp trợ điều tra, vì vậy nàng cũng không có khiêu khích nữa. Trần đội trưởng, hiện tại tôi có thể rời đi được chưa? Có thể. Mặc dù Trần Anh muốn lưu Quý Hồng lại để thẩm vấn nhưng mà nàng không thể làm trái mệnh lệnh ở phía trên, nàng lạnh lùng nhìn Quý Hồng, gằn từng chữ. Hiện tại, cô không được phép rời khỏi Đông Hải. Không thành vấn đề. Quý Hồng sảng khoái đáp ứng rồi đứng dậy, dưới ánh mắt lạnh như băng của Trần Anh, nàng bước ra khỏi phòng. 10. Sau. Quý Hồng đi ra khỏi sở cảnh sát. Bên ngoài sở cảnh sát, chiếc Rolls Royce Phantom đã đứng đợi ở đây gần 12 tiếng đồng hồ. Trong ô tô, Ân Ly cả một đêm không ngủ thấy Quý Hồng bước ra thì vội vàng xuống xe. Quý tỷ, tỷ không sao chứ? Không có việc gì. Quý Hồng cười âm trầm, nói. Tất cả chuyện này đơn giản là tối hôm qua đối với nàng quả thật là giống với một cơn ác mộng. Tối qua, bởi vì Bùi Đông Lai ra tay nên kế hoạch của nàng hoàn toàn thất bại,
những mãnh tướng trong mãnh hổ bang bị tổn thất nặng nề mà chính bản thân nàng cũng bị Trần Anh thẩm vấn suốt 12 tiếng đồng hồ. Có lẽ biết tâm tình Quý Hồng không tốt cho nên Ân Ly không nói nữa, nàng chủ động mở cửa xe để Quý Hồng bước vào. Sau đó nàng cũng vào rồi khởi động ô tô. Tình huống hiện tại như thế nào? Ô tô khởi động, Quý Hồng nhẹ nhàng xoa nhẹ huyệt thái dương, trầm giọng hỏi. Đêm qua sau khi cảnh sát xuất động thì người của chúng ta cũng không bị tập kích nữa, Liễu Nguyệt cũng không có động thủ, tình thế đã ổn định trở lại. Ân Ly lập tức báo. Bất quá, những người chúng ta phái đi đã bị cảnh sát bắt lấy, lần này Trần Anh đã ra tay, cho nên những người kia căn bản là không thể đưa ra được. Hắc, nếu nàng muốn điều tra thì cứ để nàng điều tra đi. Quý Hồng giận quá mà cười, sau đó lại hỏi. Bên hàng hồ thế nào? Tình huống bên ấy có chút kỳ lại, đêm qua phụ tử Phương Chấn chết sau đó Tào Nghiễm Giang tự mình chủ trì đại cục, ra lệnh phong tỏa toàn bộ hàng hồ hơn nữa lại ra lệnh truy nã Bùi Đông Lai. Ân Ly nói tới đây, lông mày nhíu lại, giọng nói có chút phức tạp. Bất quá, sáng sớm hôm nay đã xảy ra một chuyện lớn, Tào Nghiễm Giang đột nhiên bị rớt đài, Bạch Quốc Du đã thay vị trí của hắn, mặt khác Phương Hiểu Hồng cùng Phương Thế Kiệt đã bị cảnh sát mang đi, đang bị điều tra. Nghe được Ân Ly nói như thế thì Quý Hồng liền khiếp sợ. Hiển nhiên, nàng không ngờ rằng tình hình sẽ trở thành như vậy. Bùi Đông Lai đâu? Quý Hồng vội vàng hỏi. Hiện tại, cảnh sát ở bên hàng hồ đã hủy bỏ lệnh truy nã hắn, hơn nữa còn bỏ phong tỏa, vẫn chưa xác định được vị trí cụ thể của hắn. Ân Ly nói rõ. Lúc này đây, Quý Hồng không có hé răng, mà là cau mày, lâm vào trầm tư. Thân là đại tỷ của Đông Hải thì Quý Hồng rất rõ, Tào Nghiễm Giang ở hàng hồ thậm chí là ở Hồ Giang có địa vị như thế nào, đồng thời nàng cũng biết Tào Nghiễm Giang là một thành viên trong phe phái Diệp gia. Dưới tình hình như thế, trong một đêm Tào Nghiễm Giang rớt đài, Bạch Quốc Du cướp lấy vị trí của hắn. Điều đó đã làm nàng kinh sợ. Đúng rồi, Quý tỷ. Mắt thấy Quý Hồng trầm mặc, Ân Ly nhớ ra cái gì đó, lại nói. Sở dĩ Tào Nghiễm Giang té đài là do ở trên mạng đưa tin hắn vi phạm kỷ luật. Tất cả mọi chuyện như chuyển tiền cho Phương Hiểu Hồng hay là làm ô dù cho Phương Chấn đều được ghi rõ ràng. Lấy thế lực Tào Nghiễm Giang, cho dù vài tin đó có bị đưa ra cũng sẽ không rơi đài, hiện giờ trong một đêm mà hắn đã rớt xuống, về chuyện này tất có vấn đề lớn. Quý Hồng trầm tư nói. Ân Ly do dự một chút, nói. Quý tỷ. Ta hoài nghi những chứng cứ đó có quan hệ với Bùi Đông Lai. Nếu như cô nói hắn có quan hệ thì như vậy những chứng cứ đó đã rơi vào tay Bùi Đông Lai, sau đó hắn tung lên mạng. Quý Hồng suy nghĩ một chút rồi nói. Ân Ly, cô nói Bạch Quốc Du muốn mượn việc này để vặn ngã Tào Nghiễm Giang hay là hắn có được chứng cứ từ trong tay Bùi Đông Lai rồi sau đó vặn ngã Tào Nghiễm Giang. Ân Ly không dám mở miệng, lý trí nói cho nàng biết, nếu Tào Nghiễm Giang rớt đài nhanh như vậy. Chứng tỏ Bạch Quốc Du đã nắm lấy chứng cứ của Tào Nghiễm Giang trong tay. Kể từ đó, nếu là những chứng cứ này từ Bùi Đông Lai đưa ra thì đáp án không nói cũng biết. Ngay cả Ân Ly cũng đoán được điều này huống hồ là một người thông minh như Quý Hồng. Trong lúc nhất thời, trong xe liền lâm vào trầm mặc. Reng, reng. Đột nhiên tiếng điện thoại vang lên. Quý Hồng thấy vậy thì liền cầm điện thoại lên, thấy người gọi tới thì nàng không thể tưởng tượng được. Bùi Đông Lai. Suy nghĩ một chút, Quý Hồng liền nghe máy. Tin tức của Đông Lai đệ đệ thật nhanh, tỷ tỷ vừa mới ra khỏi sở cảnh sát thì liền gọi điện cho tỷ tỷ. Nàng vẫn mở miệng nói mình là tỷ tỷ, bất quá trên mặt nàng không có vẻ nũng nịu tươi cười. Quý lão bản, có hứng thú cùng ta ra bãi ở phía sau gặp mặt không? Đầu bên kia điện thoại, Bùi Đông Lai vừa lái xe, một bên cầm di động hỏi. Thấy Bùi Đông Lai chủ động gặp mặt thì Quý Hồng cũng không trả lời. Nàng trầm ngâm, trong chốc lát mới cười nói. Trong lòng ta có nhiều nghi vấn muốn hỏi Đông Lai đệ đệ, nếu Đông Lai đệ đệ đã chủ động thì tỷ tỷ cung kính không bằng tuân mệnh. Tốt, một tiếng sau, không gặp không về. Thấy Quý Hồng đáp ứng gặp mặt, Bùi Đông Lai liền đáp, sau đó hắn liền cúp điện thoại. Đô, đô, Quý Hồng cũng để điện thoại xuống, cau mày, trong lòng cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ân Ly mơ hồ nghe được cuộc đối thoại giữa Quý Hồng và Bùi Đông Lai, nhưng mà mắt thấy Quý Hồng không nói gì thì nàng cũng trầm mặc. Ngay khi Bùi Đông Lai đến bờ sông thì từ trong đám người hắn cũng không tìm thấy bóng dáng của Quý Hồng. Đối với lần này Bùi Đông Lai cũng không rời đi, hắn dựa vào lan can, đem ánh mắt nhìn về phía trước.
3 tháng trước. Lần đầu tiên hắn đứng chỗ này nhìn lên đỉnh tháp Đông Phương Minh Châu phía trước. Hôm nay, hắn vẫn đứng chỗ này nhưng mà không nhìn lên, mà là nhìn thẳng. Đông Lai đệ đệ thật sự rảnh rỗi, lại có thể đứng ở nơi này ngắm cảnh. Không biết qua bao lâu, một mùi nước hoa liền bay vào trong mũi của hắn, giọng nói quen thuộc từ phía sau vang lên. Dưới ánh mắt trời, Quý Hồng không để ý đến ánh mắt của những nam nhân bên cạnh, vẻ mặt âm tình bất định nhìn bóng lưng Bùi Đông Lai, trong lòng nàng tràn đầy tò mò. Rốt cuộc là Bùi Đông Lai dựa vào cái gì mà có thể yên tâm đứng đây ngắm cảnh? Cô đã đến rồi, Quý lão bản. Sau đó, Bùi Đông Lai xoay người, mỉm cười. Đông Lai đệ đệ, hôm qua ngươi đã làm hư chuyện tốt của ta, chẳng lẽ ngươi không sợ ta ám toán ngươi sao? Nhìn nụ cười trên mặt Bùi Đông Lai, Quý Hồng nhíu mày. Nếu như là Phương Chấn thì ta sẽ lo lắng bị ám toán, nhưng người đó là cô thì ta sẽ không sợ. Bùi Đông Lai vẫn tươi cười, tự tin. Bởi vì cô là một người thông minh, mà người thông minh thì lại hiểu rất nhiều. Cậu thật tự tin. Quý Hồng cũng không thấy Bùi Đông Lai có biến hóa gì, nàng trầm giọng nói. Đông Dạng, suy đoán của cậu rất chính xác, nói đi, mục đích của cậu là gì? Cô cảm thấy thế nào? Bùi Đông Lai đem bóng cao su đá trả lại cho Quý Hồng. Quý Hồng nhíu mày. Nếu ta đoán được thì cũng sẽ không đến đây. 3 tháng trước, lần đầu tiên bước vào Đông Hải, ta đã đứng chỗ này để hỏi mình, rằng bản thân có thể mất bao lâu mới bước lên được tòa tháp Đông Phương Minh Châu. Bùi Đông Lai nói xong liền đem ánh mắt ngó về phía trước. Hiện tại, ta đã biết được đáp án. Quý Hồng không nói gì, âm thầm suy nghĩ ý tứ của Bùi Đông Lai, nàng càng nhíu mày chặt hơn. Tiếp tục làm địch của ta hoặc giúp ta làm việc. Vài giây sau, Bùi Đông Lai quay đầu, vẻ mặt bình tĩnh nhìn khuôn mặt Quý Hồng, hờ hững nói. Hai con đường, cô chọn đi. Nàng nằm mơ cũng không ngờ rằng Bùi Đông Lai lại muốn thu phục nàng. Điều này làm cho nàng trực tiếp bị sợ ngây người. Nếu không phải nàng biết hành động tối hôm qua là do Bùi Đông Lai làm thì nàng nhất định cho rằng đầu của Bùi Đông Lai đã bị nhét đầy bã đậu. Mặt Bùi Đông Lai vẫn không đổi sắc. Khanh khách. Vài giây sau, Quý Hồng nở nụ cười, nàng cười ngây ngốc khiến hai ngọn núi hùng vĩ trước ngực rung lên, làm cho đám nam nhân xung quanh chú ý đến. Bùi Đông Lai cũng không có ngắm nhìn, hắn mỉm cười hỏi. Quý lão bản, chẳng lẽ cô cho rằng việc này rất đáng cười sao? Đông Lai đệ đệ, ta cho rằng đây là việc buồn cười nhất mà ta đã từng nghe. Nghe được Bùi Đông Lai hỏi như thế thì Quý Hồng liền ngưng cười, nàng nhìn chằm chằm vào Bùi Đông Lai. Đông Lai đệ đệ, từ sau khi ta đến Đông Hải thì có không biết bao nhiêu nam nhân muốn chinh phục ta, nhưng mà, tính đến trước mắt, còn chưa có ai làm được. Thật sự ta rất tò mò, dựa vào cái gì mà cậu nói ra những lời cuồng vọng như thế. Nói tới đây, Quý Hồng dừng lại một chút, trong con ngươi hiện lên một tia hài hước. Chẳng lẽ chỉ bằng việc cậu đạt đến cảnh giới ám kình? Hoặc là chuyện giết Phương Chấn? Những việc này cũng đúng nhưng mà không phải là tất cả. Bùi Đông Lai thản nhiên nói. Được rồi, vậy mời Đông Lai đệ đệ nói, tỷ tỷ xin mở tai lắng nghe. Quý Hồng vẫn cười, nhưng mà trong nụ cười mang theo vẻ trào phúng cùng với vài phần tức giận. Giống như lời cô nói. Đích thật là Phương Chấn đã chết trong tay của ta, đồng thời dựa vào việc ta hợp tác với Bạch Quốc Du để vặn ngã Tào Nghiễm Giang, hơn nữa lại đem Phương Hiểu Hồng đưa vào ngục. Đối mặt với vẻ mặt hài hước của Quý Hồng, Bùi Đông Lai chậm rãi mở miệng, giọng nói không lớn nhưng cũng Quý Hồng nghe rõ. Hợp tác với Bạch Quốc Du. Nghe được những lời này thì nụ cười trên mặt Quý Hồng liền biến mất. Đông Dạng, ta còn có thể khiến Phương Hồng Cương thần phục ta, ta nghĩ. Phía trên có Bạch Quốc Du, thậm chí là có Bạch Gia làm chỗ dựa, lại có Phương Hồng Cương bán mạng cho ta, ta muốn được những gì của Phương Chấn ở Hàng Hồ, cũng không phải là khó a. Có lẽ là thấy được vẻ mặt khiếp sợ của Quý Hồng cho nên Bùi Đông Lai híp mắt cười, hỏi. Quý Hồng trầm mặc, nàng cũng biết rằng thực lực của Bạch Gia hùng mạnh như thế nào. Hiểu được điểm này, Quý Hồng rất rõ. Nếu quả thật những lời Bùi Đông Lai nói là sự thật thì việc Bùi Đông Lai nắm giữ tất cả mọi việc ở Hồ Giang cũng không phải là quá khó. Đương nhiên, ta có hay không những thứ này cũng không quan trọng, dù sao thì đại bản doanh của cô cũng ở Đông Hải. Bùi Đông Lai chậm rãi nói. Ta nghĩ rất đúng, Bạch Quốc Du, Bạch Gia, đây là những thứ mà ta dựa vào. Ta tạm thời tin cậu, cứ nói tiếp. Quý Hồng nhìn chằm chằm vào Bùi Đông Lai,
dường như nàng muốn nhìn thấu tâm tư của Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai cũng không có sợ hãi, vẫn tiếp tục nói. Nói vậy thì chắc hẳn quý lão bản còn nhớ việc ta lợi dụng thủ hạ của Phương Trấn để giết người của cô. Nữ nhân luôn nhớ dai. Trong đôi mắt Quý Hồng hiện lên lửa giận. Mà ta thì lại nhớ dai hơn những nữ nhân bình thường, cậu cảm thấy ta sẽ quên sao? Cô không quên là tốt. Bùi Đông Lai không thèm để ý lửa giận của Quý Hồng, cười nói. Bởi vì chuyện tối qua mà Trần Tỷ đã chú ý đến cô. Tuy rằng bên ngoài cô tẩy trắng khiến cho Trần Tỷ không tìm được một chút chứng cứ gì, nhưng mà dựa vào chuyện tối qua thì ta có thể để cô mang một cái tội danh trên người. Nói tới đây, Bùi Đông Lai dừng lại một chút, nụ cười trên mặt dần dần chuyển lạnh. Trước khi ta trở về Đông Hải thì ở Hàng Hồ đã bỏ lệnh truy nã của ta. Cảnh sát Hàng Hồ đã đến Đông Hải để điều tra, cô nói nếu ta đem chuyện này đổ lên đầu cô thì sẽ ra sao? Chấm. Nghe Bùi Đông Lai nói những lời này thì tim Quý Hồng không khỏi đập nhanh. Tối hôm qua, Bùi Đông Lai lợi dụng thủ hạ của Phương Trấn phát động đánh úp Mãnh Hổ Bang, khiến Mãnh Hổ Bang thảm trọng. Dưới tình hình như thế, nếu đem chuyện Phương Trấn bị giết đổ lên đầu người mình thì đó cũng là chuyện hợp lý. Càng quan trọng hơn là Quý Hồng hiểu được, hiện giờ ở bên Hồ Giang kia người chủ trì vụ án là Bạch Quốc Du, nếu Bạch Quốc Du là chỗ dựa vững chắc của Bùi Đông Lai thì đúng như vậy. Việc này sẽ đổ trên người của nàng. Cách nói này cũng có thể chấp nhận. Mắt thấy vẻ mặt Quý Hồng âm tình bất định, Bùi Đông Lai tiếp tục đổ dầu vào lửa. Chắc hẳn là cô không quên việc huấn luyện quân sự ở Đại học Đông Hải. Lúc ấy Tôn Tường Vân muốn vì nhi tử mình mà lấy lại công đạo. Lúc đó, dường như tất cả mọi người đều cho rằng Tôn Tường Vân gặp vận khí kém, đụng phải Trần Tỷ một người ghét ác như cừu, bởi vì nàng đứng về phía chính nghĩa cho nên thuận tay giúp ta. Nhưng mà, sẽ không ai nghĩ đến quan hệ giữa ta và Trần Tỷ. Mặc dù là Bùi Đông Lai không nói quan hệ giữa hắn và Trần Anh là như thế nào, nhưng mà Bùi Đông Lai mở miệng là Trần Tỷ, đóng miệng cũng là Trần Tỷ. Điều này làm cho Quý Hồng ý thức được gì đó. Vẻ mặt của nàng lại trầm trọng hơn. Trần Tỷ là một người ghét ác như cừu, coi như không có chuyện tối qua, lấy tính cách của tỷ ấy thì tỷ ấy sẽ nhìn chằm chằm vào cô. Nếu ta lợi dụng Bạch Quốc Du đem chuyện Phương Trấn đổ lên đầu cô, hơn nữa nói cho Trần Tỷ biết, cô đã từng vài lần phái người giết ta, cô nói đến lúc đó Trần Tỷ sẽ làm gì? Bùi Đông Lai cười híp mắt hỏi. Vẫn không có trả lời, vẻ mặt Quý Hồng trở nên khó coi. Trần Tỷ sẽ không bỏ qua cho cô, đương nhiên là cô có thể lợi dụng mạng lưới quan hệ Bạch Đạo để không thèm để ý chuyện này, mà ta cũng thừa nhận. Ở Đông Hải thậm chí là ở vùng Tam Giác Trường Giang này thì cô là người có thế lực nhất nhưng mà cô nghĩ lại xem. Giữa cô và Bạch Gia, Trần Tỷ thậm chí cả Liễu Tỷ thì bên nào lợi hại hơn? Hô, hô, hơi thở Quý Hồng càng lúc càng trở nên dồn dập, sát ý trong đôi mắt càng ngày càng đậm. Dường như là Bùi Đông Lai sẽ không lo lắng Quý Hồng động thủ, hắn lạnh lùng nói. Mặt khác cô chớ quên, Trần Tỷ chính là xuất thân từ Long Nha. Mạng lưới tình báo của Long Nha còn mạnh hơn so với cô tưởng tượng. Cô cho rằng cô tẩy trắng có thể giấu được Trần Tỷ hay sao, đến lúc đó, không nói Trần Tỷ cùng Liễu Tỷ, chỉ cần Bạch Gia cũng có thể nghiền nát cô, cho cô rơi vào vực sâu, không có cơ hội để xoay sở. Bùi Đông Lai nói xong thì liền âm thầm quan sát Quý Hồng, lúc này khuôn mặt của Quý Hồng đã trở nên âm trầm. Giờ phút này nàng đã khôi phục lại bộ mặt của một xà mỹ nữ. Nàng đứng ở trước người Bùi Đông Lai. Tóc không gió mà bay, sát ý khủng bố lan tràn bốn phía làm cho những người xung quanh cảm thấy áp lực mà phải bỏ đi. Trong lúc nhất thời, xung quanh không còn một bóng người. Bùi Đông Lai, tuy rằng đã ý thức được ngươi là một người rất khó đối phó. Có thể là tâm cơ, lòng dạ, dã tâm cùng với sự quyết đoán của ngươi đã vượt qua sự tưởng tượng của ta. Ánh mắt Quý Hồng nhìn chằm chằm vào Bùi Đông Lai, huống như là một con nhãn kính xà. Nhưng mà... Người không biết được, trên thế giới này không có một nam nhân nào có thể khiến ta thần phục. Cũng không có một ai có thể phá hư kế hoạch của ta. Muốn động thủ ư? Cảm nhận được sát ý của Quý Hồng, Bùi Đông Lai cũng không có sợ hãi. Xem ra ngươi không lo lắng ta sẽ động thủ đối với ngươi. Sát ý trên người Quý Hồng càng lúc càng đậm. Chẳng lẽ người dạy võ cho ngươi không nói cho ngươi biết rằng cao thủ ám kình cũng phân ra mạnh, yếu sao? Đương nhiên là ta biết. Bùi Đông Lai liền làm ra tư thế bất cứu lúc nào cũng có thể ứng chiến. Nhưng mà,
lúc trước khi chưa đạt đến cảnh giới ám kình thì ta tin tưởng có thể trốn thoát khỏi tay cô, hiện giờ ta đã đạt tới cảnh giới ánh kình, cô cho rằng ta sẽ sợ sao? Cô không cần phải phí sức, căn bản cô không giết được ta. Quý Hồng trầm mặc. Ta hy vọng cô hiểu được, nếu cô giết ta không chết, một khi ta đã chạy trốn được thì ta sẽ trả thù. Đối với cô mà nói thì đó không phải là một việc tốt. Bùi Đông Lai ngạo nghễ nói. Lùi một bước mà nói, cho dù cô có thể giết chết được ra thì cô cũng sẽ không chịu nổi lửa giận của cha ta. Cha của ngươi là ai? Giọng nói Quý Hồng khàn khàn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bùi Đông Lai. Cho tới này, nàng rất tò mò về xuất thân của Bùi Đông Lai. Chẳng những hắn có quan hệ với Liễu Nguyệt, hơn nữa lại cùng Trần Anh, Bạch Gia có dây mơ dễ má với nhau, điều này làm nàng càng tò mò đối với thân phận của Bùi Đông Lai. Vũ Thần, Bùi Vũ Phu. Bùi Đông Lai chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn. Nhưng mà, đối với Quý Hồng mà nói, năm chữ kia như hổ gầm, sấm rền. Lần đầu tiên Bùi Đông Lai nhắc về cha của mình. Quý Hồng bị dọa đến hồn phi phách tán. Đối với Quý Hồng mà nói, lúc nàng nghe được âm mưu quỷ kế của Bùi Đông Lai xong, quả nhiên động sát cơ đối với Bùi Đông Lai. Bởi vì, cái kế hoạch kia của Bùi Đông Lai thực sự quá mức thâm độc, đủ để đem nàng ném vào vực sâu. Chỉ là, đồng thời lúc động sát cơ, Quý Hồng cũng rõ ràng, chung quanh đây đều là người đi lại, nếu nàng làm trò chém giết trước nhiều người như vậy, tuyệt đối sẽ lưu lại vô cùng vô tận phiền phức, đồng dạng, nếu nàng chỉ là đem Bùi Đông Lai đánh cho tàn phế. Sự trả thù của Bùi Đông Lai, đối với nàng mà nói, cơ hồ không thể chịu nổi. Huống chi, Quý Hồng cũng nhìn ra được thực lực của Bùi Đông Lai có sự tăng trưởng lớn, cho dù nàng động thủ, cũng chưa chắc có thể 100% chiến thắng Bùi Đông Lai. Có thể nói, tình hình lúc này khiến nàng rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Giờ phút này, nghe Bùi Đông Lai nhắc đến cha mình là Vũ Thần thì Quý Hồng hoàn toàn sợ ngây người. Đúng vậy. Nàng hoàn toàn sợ ngây người. Những người khác nếu nghe được hai chữ Vũ Thần thì phản ứng đầu tiên là nhân vật trong tiểu thuyết hoặc điện ảnh. Mà Quý Hồng thì rất rõ, 20 năm trước hai chữ Vũ Thần này đại biểu cho cái gì ở tung của cũng như giới võ học tung của. Trời chiều dần dần tắt nắng, Quý Hồng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Bùi Đông Lai, cả người giống như là mất linh hồn, đứng yên không nhúc nhích. Tự ý nào đó mà nói thì những lời lúc trước Bùi Đông Lai nói chỉ là nửa thật nửa giả. Được cho cáo mượn oai hùng, dọa nạt bắt Quý Hồng thần phục hắn. Hắn tin Liễu Nguyệt sẽ không chối từ sự giúp đỡ của hắn, phía bên kia Bạch Quốc Du cũng không thành vấn đề. Nhưng mà muốn cho Bạch Gia ra tay thì đó là việc không có khả năng, càng quan trọng hơn nữa hắn không chắc được Trần Anh vì giúp hắn thượng vị mà đối phó với Quý Hồng. Dù so thì Trần Anh cũng là một người ghét ác như cừu. Còn Qua Tử chính là lá bài tẩy cuối cùng của hắn. Lúc này, thấy phản ứng của Quý Hồng, Bùi Đông Lai cảm thấy Qua Tử thật đáng sợ, hắn cũng âm thầm may mắn bản thân mình đã đánh cược thành công. Hô! Không biết qua bao lâu, Quý Hồng mới dần dần lấy lại được tinh thần, nàng nhìn Bùi Đông Lai, nói. Cho tới nay, ta đều vô cùng tò mò, không biết vì sao Liễu Nguyệt lại đối với cậu như thế, đồng dạng ta cũng tò mò không biết vì sao trong thời gian ngắn như vậy mà thực lực của cậu lại tăng lên một cách nhanh chóng. Hiện giờ, nghe nói phụ thân của cậu là Bùi Vũ Phu. Như vậy tất cả chuyện này đã có lời giải thích. Nói như vậy thì chắc hẳn là cô giúp ta làm việc. Bùi Đông Lai hỏi. Đối mặt với vấn đề này của Bùi Đông Lai thì Quý Hồng vẫn nở nụ cười. Còn nhớ những gì ta nói không? Trên thế gian này không có nam nhân nào có thể khiến cho Quý Hồng ta thần phục, cậu không được. Thậm chí ngay cả phụ thân của cậu cũng không được. Ân. Lúc này đây, đến phiên Bùi Đông Lai kinh ngạc. Bùi Đông Lai tuy rằng không biết tại sao cậu muốn vắt óc tìm kế để bước lên trên, nhưng mà nếu muốn ta khuất phục, làm việc cho cậu thì đó là điều không có khả năng. Quý Hồng lại mở miệng, giọng nói không nóng không lạnh. Nếu cậu đã đoán hết thảy được mọi việc thì hãy kêu phụ thân của cậu ra mặt. Nói xong, Quý Hồng liếc mắt nhìn Bùi Đông Lai một cái, không đợi Bùi Đông Lai mở miệng, liền xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng Quý Hồng rời đi, Bùi Đông Lai cũng không lên tiếng giữ lại. Hắn đang âm thầm suy nghĩ. 10. Sau. Bùi Đông Lai ngồi trên chiếc Audi A8 của PSC rồi rời đi. Trên xe, hắn cầm điện thoại bấm số của Liễu Nguyệt. Đông Lai, Quý Hồng có đáp ứng không? Điện thoại được chuyển, Liễu Nguyệt liền mở miệng hỏi. Không. Bùi Đông Lai gật đầu, sau đó hỏi.
Liễu tỷ, Quý Hồng còn có thế lực nào khác không? Hẳn là đã không có. Liễu Nguyệt trầm ngâm một lát, nói. Hệ thống tình báo của huyết sát tuy rằng không bằng quân đội nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu. Mấy năm nay, tỷ luôn cố gắng đề phòng Quý Hồng cho nên luôn điều tra cô ta, tới nay vẫn chưa phát hiện được thế lực nào khác của nàng ta. Nghe được Liễu Nguyệt nói như vậy thì Bùi Đông Lai cũng không hé răng, hắn hồi tưởng lại tình hình lúc nãy. Bùi Đông Lai có thể thấy được Quý Hồng rất kiên quyết. Tục ngữ có nói hiểu rõ ngươi nhất không phải là bằng hữu của ngươi, cũng không phải là người nhà của ngươi mà chính là địch nhân của ngươi. Làm đối thủ một mất một còn với Quý Hồng thì Liễu Nguyệt nghiên cứu Quý Hồng không ít, lúc này thấy Bùi Đông Lai trầm mặc thì nàng hỏi. Đông Lai, Quý Hồng người đàn bà kia thoạt nhìn là một người luôn tỏ ra bộ dáng cười nói hì hì nhưng mà trên thực tế nàng ta là một nữ nhân cương liệt, lấy tính tình của nàng, không có đáp ứng cậu thì đó cũng là một chuyện dễ hiểu. Ừ, nghe Liễu Nguyệt nói thế thì Bùi Đông Lai cũng không suy nghĩ nhiều nữa, hắn cười khổ. Xem ra lần này ta quá cố chấp rồi, bất quá nếu sau lưng Quý Hồng không còn thế lực gì nữa, lấy cục diện bây giờ, chúng ta như cũ có thể chèn ép khiến nàng thở không nổi. Mãnh hổ bang biến mất ở Đông Hải chỉ còn là vấn đề thời gian. Ừ. Đầu bên kia, Liễu Nguyệt đã biết được kế hoạch của Bùi Đông Lai nên gật đầu. Cùng lúc đó, trong chiếc Rolls Royce Phantom, Quý Hồng vô lực mà dựa vào ghế ngồi, không nói tiếng nào. Ân Ly thấy thế thì liền kinh ngạc. Trong trí nhớ của nàng thì chưa bao giờ nàng thấy Quý Hồng sa sút như thế này. Nếu như trước kia Quý Hồng là một đóa mân côi nở rộ thì hiện giờ Quý Hồng lại giống như một đóa mân côi úa tàn. Quay về biệt thự Tử Viên. Không biết qua bao lâu, Quý Hồng mở to mắt, chậm rãi mở miệng. Nói xong, Quý Hồng không đợi Ân Ly trả lời liền kéo tấm ngăn giữa xe lại. Ân! Thấy được điểm này thì Ân Ly lại cả kinh. Bởi vì, từ sau khi trở thành bảo tiêu của Quý Hồng thì Quý Hồng chưa bao giờ giấu giếm điều gì với nàng. Mà giờ phút này, Quý Hồng lại kéo tấm ngăn giữa ô tô rồi gọi điện. Mặc dù là hiếu kỳ nhưng Ân Ly cũng không tỏ ra nhiều chuyện, nàng vẫn chuyên chú lái xe. Ở phía sau ô tô, Quý Hồng lấy ra một cái bộ đàm rồi nhấn vài cái. Vài giây sau, từ trong bộ đàm truyền ra giọng nói. Tiểu Hồng, có chuyện gì sao? Sư phụ, Vũ Thần xuất hiện. Cung điện Bố Lạp Đạt được xưng là Phổ Đà Sơn thứ hai, nó nằm sừng sững ở phía tây bắc Hồng Sơn. Là một cung điện có quy mô to lớn. Cung điện Bố Lạp Đạt có tổng cộng 13 tầng, cao 110 mét, độ cao so với mặt nước biển là 3.750 mét, toàn bộ cung điện dựa vào đỉnh núi, chiếm diện tích hơn 10.000 mét vuông. Lúc hoàng hôn, một người thân mặc một trường bào màu đen, mái tóc dài phiêu giật, lưng đeo một thanh trường kiếm, bước đi giống như một đại kiếm trách trong phim cổ trang. Dưới ánh trời chiều, đối mặt với những cái nhìn chăm chúc của đám du khách, nam nhân trung niên thân mặc một trường bào màu đen vẫn không để ý đến, mà là dọc theo bậc thang, từng bước đi đến cung điện Bố Lạp Đạt. Trên quảng trường, vài lão tăng thấy nam nhân trung niên này đến thì tất cả mọi người đều lộ ra khuôn mặt lo lắng. Bởi vì, bọn họ cũng đều nam nhân trung niên này. Cô Độc Phong Ảnh, một cái tên trong vòng 10 năm qua, làm cho giới võ học Trung Quốc nghe đến là phải sợ vỡ mật. 10 năm qua. Sau khi Mai Danh ẩn tích thì cô Độc Phong Ảnh đã tái xuất giang hồ, lần lượt khiên chiến cái đại môn phái, đến nay vẫn chưa bại trận lần nào. Mà một tháng trước, cô Độc Phong Ảnh đã đến nơi này, khiêu chiến với đệ nhất cao thủ ở đây là Tàng Bố Chát Khắc Đại Sư. Cô Độc Phong Ảnh, ông muốn cùng ta chiến một trận ư? Trong một tháng qua, cô Độc Phong Ảnh vẫn chưa khiên chiến, Tàng Bố Chát Khắc nghĩ rằng cô Độc Phong Ảnh đã quên. Hiện giờ thấy cô Độc Phong Ảnh tiến đến thì Tàng Bố Chát Khắc hỏi một câu. Người đứng thứ ba trên long bảng Không Minh Đại Sư đã không dám ứng chiến, chẳng lẽ người đứng thứ năm như ông cũng không dám sao? Cô Độc Phong Ảnh hỏi một đằng, trả lời một nẻo, vẻ mặt cao ngạo nhìn Tàng Bố Chát Khắc Đại Sư. Không Minh Đại Sư không tiếp nhận lời khiêu chiến của ông cũng không phải là do Đại Sư sợ ông, mà Đại Sư một lòng tu luyện Phật học. Nghe được lời nói cuồng vọng của cô Độc Phong Ảnh, Tàng Bố Chát Khắc Đại Sư cau mày nói. Nếu ông đã muốn cùng ta chiến một trận, như vậy ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ông. Đến đây đi, xuất kiếm đi, để cho ta biết một chút về phong thái của tung của đệ nhất kiếm. Thế gian này chỉ có Bùi Vũ Phu và người ở Tử Cấm Thành kia đáng giá để ta xuất kiếm, còn ông, ta dùng ta không cũng đủ rồi. Cô Độc Phong Ảnh ngạo nghễ mà đứng, giống như kiếm thần hạ phàm.
Vũ thần rời núi rồi sao? Tàng Bố Trát Khắc đại sư không để ý đến sự cuồng ngạo của Cô Độc Phong Ảnh, mà vẻ mặt mang theo vài phần kinh ngạc hỏi. Không riêng gì hắn mà vài lão tăng ở phía sau, nghe được ba chữ Bùi Vũ Phu thì sắc mặt liền thay đổi. Tất cả chuyện này, đơn giản là trận chiến năm đó. Trận chiến ấy, Bùi Vũ Phu một chiêu đã giết Vũ thần của Nhật Bản, hô lên phạm vào Hoa Hạ dù xa cũng giết, những lời này đã khiến địa vị của Vũ thần trong giới võ học không thể bị lay động. Đúng, hắn đã xuất hiện. Nhắc tới Bùi Vũ Phu, trên người Cô Độc Phong Ảnh liền tràn ngập chiến ý. Ra tay đi Tàng Bố Trát Khắc, không cần phải lãng phí thời gian, đánh bại ông, ta sẽ đến tìm hắn. Nói xong, chiến ý của Cô Độc Phong Ảnh tăng lên, đầu tóc không gió mà bay, trường bào rung động vù, vù. Mọi người lui lại phía sau. Cảm nhận được chiến ý của Cô Độc Phong Ảnh, sắc mặt của Tàng Bố Trát Khắc ngưng trọng, ý bao mọi người lui về phía sau, đồng thời ném thanh trượng trong tay ra ngoài. Cô Độc Phong Ảnh, ông đã không muốn xuất kiếm vậy thì ta đây liền dùng tay không chiến với ông một trận. Phanh! Nói xong, Tàng Bố Trát Khắc liền dậm chân, mặt đất vỡ vụn, đột nhiên Tàng Bố Trát Khắc liền biến mất giống như là chưa từng xuất hiện. Trong chớp mắt, Tàng Bố Trát Khắc đã tiến sát tới Cô Độc Phong Ảnh, rồi vung ra một quyền. Đối mặt với một quyền của Tàng Bố Trát Khắc, Cô Độc Phong Ảnh cũng không né tránh, cũng không còn dám khinh thị, mà là đưa tay đỡ. Phanh! Quyền trưởng chạm nhau, kinh lực liền bạo phát. Dầm, dầm! Kinh lực bạo phát, cả người Cô Độc Phong Ảnh chấn động, gạch ở dưới chân liền vỡ vụn, sau đó hai người liền lui sau vài bước. So sánh với Cô Độc Phong Ảnh mà nói, Tàng Bố Trát Khắc đã bị lực phản chấn, cả người bay ngược ra sau, ước chừng bay khoảng 10 mét thì hắn mới dừng lại. Gạch đá ở dưới chân đã bị hắn dẫm nát vụn. Thấy một màn như vậy, vài tên tăng nhân đang quan sát cuộc chiến bỗng sắc mặt biến đổi. Mà khuôn mặt của Tàng Bố Trát Khắc đã trở nên trắng, hắn điều chỉnh lại hơi thở một chút, sau đó cười khổ. Ông thắng, ta không phải là đối thủ của ông. Nghe được Tàng Bố Trát Khắc nói như vậy thì Cô Độc Phong Ảnh nở ra một nụ cười, hắn không nói nhảm, xoay người rời đi. Sư huynh, huynh không sao chứ? Mắt thấy Cô Độc Phong Ảnh rời đi, bốn tên tăng nhân liền lao lên phía trước. Không sao. Tàng Bố Trát Khắc nhẹ nhàng lắc đầu, sắc mặt dần dần khôi phục lại bình thường. Thật không nghĩ tới, thực lực của hắn đã đạt tới trình độ như vậy. Nghe được Tàng Bố Trát Khắc nói mình không có việc gì thì bốn gã tăng nhân liền yên lòng, một người trong đó nhịn không được cảm thán nói. Cũng không biết cuộc chiến giữa hắn và Vũ Thần, rốt cuộc ai thắng ai thua. Tên tăng nhân kia vừa dứt lời thì một gã khác nhịn không được hỏi. Nói xong, bốn gã tăng nhân liền nhìn Tàng Bố Trát Khắc, chờ Tàng Bố Trát Khắc trả lời. Lấy thực lực của hắn bây giờ chỉ sợ ngoài vị ở Tử Cấm Thành ra thì không có ai là đối thủ của hắn. Tàng Bố Trát Khắc trầm ngâm nói. Còn về phần Vũ Thần, giang hồ đồn đãi năm đó hắn bị vị ở Tử Cấm Thành cắt đứt một chân. Nếu như có chuyện này thì hắn muốn chiến thắng Cô Độc Phong Ảnh là một chuyện rất khó. Đương nhiên, nếu chuyện kia không có thật thì như vậy sẽ rất khó nói. Nghe Tàng Bố Trát Khắc nói như thế thì bốn gã tăng nhân không nói gì nữa. Bọn hắn liền nhìn về phương hướng Cô Độc Phong Ảnh rời đi, trong đôi mắt hiện lên vẻ chờ mong. Dường như, chờ mong cuộc chiến giữa Cô Độc Phong Ảnh và Bùi Vũ Phu. 2 giờ sau, màn đêm hoàn toàn bao phủ chốn phồn hoa Đông Hải. Trong thư phòng của một khu nhà giàu biệt thự Tử Viên, Quý Hồng Thân mặc một quần áo màu đỏ ngồi ở trên ghế thư phòng. Két! Cửa thư phòng bị đẩy ra, một thanh niên có diện mạo bình thường bước vào thư phòng. Lão bản! Nhẹ đóng cửa lại, thanh niên trước tiên hành lễ với Quý Hồng. Tình huống hiện tại như thế nào? Quý Hồng trầm giọng hỏi. Bẩm lão bản, trước mặt cảnh sát Hàng Hồ đã thông báo kết quả của vụ án Phương Trấn, cho là kẻ thù của Phương Trấn gây nên. 1 giờ trước, cảnh sát Hàng Hồ đã xuất động, đem 5 tên thành viên trung tâm dưới tay của Phương Trấn bắt lại. Đối mặt với câu hỏi của Quý Hồng, tên thanh niên liền đáp. Ngoài ra, cảnh sát Hàng Hồ đã cùng liên hợp với cảnh sát Đông Hải, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh cảnh sát sẽ xuống tay đối với chúng ta. Phương Hồng Cương có bị bắt không? Quý Hồng hơi nhíu mày, hỏi. Không có. Tốt lắm, cậu cứ đi ra ngoài đi, có tin tức gì thì báo lại cho ta. Nghe được thanh niên báo lại, lông mày Quý Hồng càng nhíu lại chặt hơn, nàng biết Bùi Đông Lai không lừa nàng.
Quả thật Bạch Quốc Du đã trở thành chỗ dựa của Bùi Đông Lai, hơn nữa lại lợi dụng cảnh sát để trợ giúp Bùi Đông Lai diệt trừ những tên ác nghiệt còn lại của Phương Trấn, giúp Bùi Đông Lai xưng bá ở Hắc Đạo Hàng Hồ. Vâng, lão bản. Thanh niên cung kính rời khỏi. Reng, reng. Thanh niên vừa mới bước ra thì điện thoại trong thư phòng vang lên. Quý Hồng nhìn người tới là ai, thấy được số này, sắc mặt nàng trở nên trưng trọng. Quý lão bản, tình huống hiện tại đã phát triển ngoài dự liệu của A, trước mắt, cảnh sát Hàng Hồ đã tham gia vào. Đem vụ án Cửu Khê Mân Côi cùng với vụ án sống mái ở Đông Hải có liên quan với nhau, trải qua nghiên cứu giữa song phương thì xác định đây là một cuộc báo thù. Trong điện thoại, giọng nói của Quách Cục trưởng vô cùng nghiêm túc. Mặt khác cấp trên đã ra lệnh, vụ án lần này nhất định phải điều tra kỹ, sợ là đè không xuống. Quách Cục trưởng, tôi biết chuyện này vô cùng khó giải quyết nhưng mong ngài hãy toàn lực hỗ trợ. Quý Hồng chau mày nói. Ta cũng muốn giúp cô nhưng mà cô có điều không biết, cảnh sát Hàng Hồ tham gia vào là do có Bạch Quốc Du ở phía sau, mà cô cũng biết thân phận của Bạch Quốc Du. Đầu bên kia điện thoại, Quách Cục trưởng thở dài. Chuyện này ta cũng hữu tâm vô lực. Quý Hồng trầm mặc, nàng rất rõ, tuy rằng Quách Cục trưởng là lão đại cảnh sát ở Đông Hải, hơn nữa lại có người ở Tử Cấm Thành nhưng mà người ra mặt lại là Bạch Quốc Du, căn bản là không cùng một cấp bậc. Dưới tình hình như thế, Quách Cục trưởng không dám xen vào chuyện này cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Quý lão bản, hiện tại cấp trên đã ra lệnh, để cho Trần Anh phụ trách vụ án này, ta đề nghị cô nên bỏ xe giữ tướng. Quý Hồng trầm mặc khiến cho Quách Cục trưởng có chút xấu hổ, hắn trầm ngâm một chút. Đa tạ lời nhắc nhở của Quách Cục trưởng. Quý Hồng híp mắt nói cảm ơn. Quách Cục trưởng không nói lời vô ích, trực tiếp cúp điện thoại. Bùi Đông Lai, mặc dù Bạch Quốc Du ra mặt giúp ngươi nhưng mà ngươi chớ quên nơi này dù sao cũng là Đông Hải, không phải Hồ Giang. Bạch Quốc Du cũng không thể với tay tới được, Diệp gia sẽ không ngồi yên. Cúp điện thoại, Quý Hồng đứng dậy đi đến trước cửa, thì thào. Còn về phần Trần Anh, tuy rằng khó chơi nhưng mà nếu là nàng muốn lợi dụng mạng lưới tình báo của Long Nha để nhổ tận gốc thì sẽ xảy ra phản ứng dây chuyền, làm cho ích lợi của nhiều người bị tổn hại. Ta nghĩ, những người đó không có khả năng trơ mắt nhìn nàng làm như vậy. Nói xong lời cuối, khuôn mặt Quý Hồng hiện lên vẻ tức giận. Bùi Đông Lai có câu, núi xanh còn đó, lo gì thiếu củi đốt. Nói xong lời cuối cùng, Quý Hồng vừa cười. Chỉ cần sư phụ ta giết được cha ngươi, như vậy những gì cố gắng của ngươi sẽ trở nên vô nghĩa. Nói xong, ánh mắt của Quý Hồng nhìn về phía tây. Phía tây, cô độc phong ảnh kiếm chỉ Đông Hải. Đêm đã khuya, ánh trăng nhẹ nhàng chiếu vào khu biệt thự đàn cung. Trong biệt thự, tiểu la lị Đông Phương Uyển Nhi đã ngủ, còn Đông Phương Lãnh Vũ thì đang ở trong phòng làm bài tập, còn Bùi Đông Lai thì lại cùng Liễu Nguyệt ngồi trong thư phòng. Đông Lai, căn cứ vào tin tức vừa thu được, 2 tiếng trước cảnh sát đã chính thức xuống tay với Mãnh Hổ Bang, ngoại trừ Phong Diệp ra thì tất cả thành viên trung tâm đã bị bắt giữ, ngoài ra hơn 10 bãi của Mãnh Hổ Bang cũng đã bị đóng cửa. Liễu Nguyệt ngồi ở trước bàn đọc sách, mỉm cười mở miệng, giọng nói khó nén hưng phấn. Lúc này, mặc dù không thể nói Mãnh Hổ Bang bị suy sụp, nhưng là Mãnh Hổ Bang đã bị tổn thương nguyên khí nặng nề. Nói xong, Liễu Nguyệt dùng một loại ánh mắt bội phục nhìn Bùi Đông Lai, trong lòng âm thầm cảm thán hổ phụ quả nhiên vô khuyển tử. Mạng lưới của Quý Hồng đã hoàn toàn vượt qua dự đoán của chúng ta, nếu không thì nàng sẽ không có khả năng tổn thất như thế này. Bùi Đông Lai giống như là đã biết được tất cả mọi chuyện, hắn cũng không có hiện ra vẻ vui sướng mà mang theo vài phần tiếc nuối. Đương nhiên, Bạch Quốc Du cũng không có toàn lực ra tay, dù sao thì đây cũng là Đông Hải, nếu nhúng tay quá sâu thì Diệp gia sẽ không ngồi yên. Liễu Nguyệt gật đầu, nàng cũng biết tình cảnh của Bạch gia và Diệp gia, Bạch Quốc Du mượn cơ hội này để nuốt lấy quân cờ của Diệp gia ở Hàng Hồ, nếu cứ tiếp tục gây sức ép thì Diệp gia sẽ ra tay. Đúng rồi Liễu tỷ. Bên Quý Hồng có động tĩnh gì không? Thấy Liễu Nguyệt trầm mặc, Bùi Đông Lai nhịn không được mở miệng hỏi. Bởi vì cảnh sát ra tay cho nên Quý Hồng luôn bị đặc công theo dõi, nhân cơ hội này Bùi Đông Lai đã kêu Liễu Nguyệt phái ra hảo thủ âm thầm đi điều tra Quý Hồng, cố gắng muốn tìm thế lực phía sau của Quý Hồng. Reng, reng. Bùi Đông Lai nói xong, không đợi Liễu Nguyệt trả lời, bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại trong thư phòng vang lên. Liễu Nguyệt ra hiệu chờ một chút. Sau đó nhận nghe điện thoại. Lão bản, Quý Hồng đã rời khỏi biệt thự Tử Viên. Điện thoại được chuyển,
một giọng nói liền truyền vào tai Liễu Nguyệt, trong giọng nói mang theo vài phần tự trách. Ngay từ đầu chúng ta cùng với đặc công đã theo dõi Quý Hồng, bất quá lại bị Quý Hồng bỏ lại phía sau, hiện giờ không biết hướng đi của Quý Hồng. Ân, nghe được tên thành viên huyết sát kia báo lại thì đồng tử của Liễu Nguyệt mở to ra, sau đó nàng nói. Nghĩ biện pháp tra ra hướng đi của Quý Hồng. Bụp, nói xong, Liễu Nguyệt liền cúp điện thoại. Nếu không có bất ngờ xảy ra, thế lực phía sau của Quý Hồng sẽ nổi lên mặt nước. Từ sau khi dung hợp với Tiêu Phi, năng lực tiên thiên của hắn liền cao hơn so với người thường. Cho nên, cuộc điện thoại vừa rồi hắn đều nghe rõ ràng. Khả năng rất lớn. Nguyên bản Quý Hồng cũng không tin Liễu Nguyệt có thế lực khác, hiện giờ thấy Quý Hồng đã thoát khỏi sự giám thị của đặc công cùng với người của nàng thì nàng liền hoài nghi. Đồng thời, không nhịn được mà hỏi Bùi Đông Lai. Đông Lai, kế tiếp, chúng ta làm sao bây giờ? Tùy cơ ứng biến, trước hết cần phải biết được thế lực phía sau của Quý Hồng. Bùi Đông Lai liền đáp, lý trí nói cho hắn biết, thân là một cao thủ đạt tới cảnh giới ám kính, chắc hẳn thế lực phía sau nàng cũng không kém. Thấy được trên mặt của Bùi Đông Lai hiện lên vẻ ngưng trọng, Liễu Nguyệt vốn định đề nghị Bùi Đông Lai liên lạc với Bùi Vũ Phu, nhưng nghĩ lại bỏ qua ý nghĩ này. Ở nàng xem ra nếu Bùi Đông Lai muốn dùng Bùi Vũ Phu để quật khởi thì cậu ta sẽ không tốn nhiều thời gian để chèn ép, bức Quý Hồng đến như ngày hôm nay. Cùng lúc đó, Quý Hồng tự mình lái chiếc Mercedes-Benz S600 chạy như bay đến phi trường, đi đến trước sân bay Phổ Đông. Vì không muốn bị bại lộ cho nên đêm nay Quý Hồng để An lái chiếc Rolls-Royce Phantom, sau đó nàng lại đổi bộ trang phục trên người. 20. Sau. Một chiếc máy bay bay từ từ hạ cánh ở sân bay Phổ Đông. Sau khi máy bay ổn định, tiếp viên hàng không liền nhắc nhở mọi người nghe vậy thì đứng lấy hành lý, chuẩn bị đi xuống. Cùng lúc đó, ngồi ở khoang hạng nhất, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, The Sea liền dẫn đầu bước ra khỏi máy bay. Rất nhanh, cô độc phong ảnh đã đi ra bên ngoài. Bá! Thân mặc trường bào màu đen, lưng đeo kiếm. Cô độc phong ảnh vừa mới xuất hiện liền hấp dẫn ánh mắt của các nhân viên. Trong đó, Quý Hồng thấy được bóng dáng của cô độc phong ảnh thì cả thân hình liền run lên, vẻ mặt kích động bước lên nghênh đón. Cô độc phong ảnh ý bảo Quý Hồng không cần nói chuyện. Thấy được ý tứ của cô độc phong ảnh, Quý Hồng liền im miệng, thành thành thật thật đi sau cô độc phong ảnh. Đã điều tra được Bùi Vũ Phu ở chỗ nào chưa? Sau khi đi được khoảng 30 mét, cô độc phong ảnh cũng không quay đầu lại hướng Quý Hồng hỏi. Bẩm sư phụ, tính đến trước mắt vẫn chưa biết được Bùi Vũ Phu ở chỗ nào. Quý Hồng cung kính trả lời, sau đó do một chút, nói. Bất quá, bản thân con có cách để làm cho Bùi Vũ Phu hiện thân. Con tính lợi dụng nhi tử của Bùi Vũ Phu để bức hắn ra mặt. Cô độc phong ảnh khe khẽ thở dài. Vâng, mặc dù là thấy cô độc phong ảnh bất mãn nhưng Quý Hồng vẫn gật đầu thừa nhận. Dù sao, ở nàng xem ra chỉ có biện pháp này mới có thể để Bùi Vũ Phu hiện thân. Có lẽ chúng ta rất không phóng khoáng rồi. Cô độc phong ảnh nghiêm mặt nói. Tuy nói nho tử của Bùi Vũ Phu tài trí song toàn mới có thể bước con đến tuyệt cảnh này, nhưng mà đối với ta nó chỉ là một tên tiểu tử mà thôi, không đáng để ta ra tay. Ý của sư phụ là... Quý Hồng hỏi. Tuy rằng Bùi Vũ Phu đã mai danh ẩn tích 18 năm nhưng mà âm thầm để lại không ít thế lực. Cô độc phong ảnh nói, nếu ta đã giúp con ra mặt, tự nhiên là phải đến một ít đồ vật, một trận chiến này, ta chẳng những muốn thằng Bùi Đông Lai đưa thế lực của hắn làm vật đặt cược, kể từ đó, chỉ cần con có được thế lực này thì nguyện vọng của con sẽ được thực hiện trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn sư phụ. Nghe được cô độc phong ảnh nói như thế thì Quý Hồng vốn ngẩn ra, sau đó vẻ mặt kích động nói. Hiển nhiên, nàng rất rõ. Lấy địa vị 20 năm trước của Bùi Vũ Phu thì thế lực lưu lại tuyệt đối không yếu. Lát nữa con hãy đi tìm nhi tử của Bùi Vũ Phu, giúp ta hạ chiến thư. Cô độc phong ảnh nói. Quý Hồng vội vàng gật đầu đáp lại. Đã hiểu sư phụ. Nghe được Quý Hồng trả lời, cô độc phong ảnh không nói lời vô ích, bước chân đi nhanh hơn, Quý Hồng theo sát ở phía sau. 10. Sau. Dưới sự dẫn đường của Quý Hồng. Cô độc phong ảnh đã đi ra bãi đỗ xe ngoài phi thường. Bá! Mới bước vào bãi đỗ xe, cước bộ của cô độc phong ảnh liền dừng lại, ánh mắt như đao quét về phía trước. Phía trước, nam nhân vẫn giống như 18 năm trước, lôi thôi, trên người mặc một bộ y phục rẻ tiền,
lười nhác dựa vào chiếc Mercedes-Benz S600 của Quý Hồng. Ân, thấy được sự khác thường của cô Độc Phong Ảnh, Quý Hồng liền dừng bước, theo ánh mắt của cô Độc Phong Ảnh thì nàng liền nhìn thấy Bùi Vũ Phu. Trong đôi mắt hiện ra vẻ khiếp sợ. Dường như nàng nằm mơ cũng không ngờ một người hô phong hoán vũ 20 năm trước lại có bộ dạng như thế. Nàng không nghĩ đến Bùi Vũ Phu lại có thể theo dõi nàng, hơn nữa lại đứng đây chờ nàng và cô Độc Phong Ảnh. Sau đó, Bùi Vũ Phu bóp tắt điếu thuốc, bước tới. Dưới ánh đèn, cái chân bị đánh gãy kia không có ảnh hưởng đến bước đi của Bùi Vũ Phu. Ngược lại, hắn vẫn bước đi nhẹ nhàng, không có phát ra bất kỳ âm thanh nào. Cô Độc Phong Ảnh, tiểu hài tử đánh nhau, ông không biết xấu hổ mà nhúng tay vào sao. Trong chớp mắt, Bùi Vũ Phu cách cô Độc Phong Ảnh 15 mét, cười híp mắt nhìn cô Độc Phong Ảnh. Hắc, Bùi Vũ Phu, tại sao ngươi không nói đó chính là ngươi? Đối mặt với một thân quỷ dị Bùi Vũ Phu, cô Độc Phong Ảnh không có cảm thấy sợ hãi, mà là cười lạnh một tiếng. Ta! Bùi Vũ Phu lên tiếng, lộ ra hàm răng vàng ố. Bùi Vũ Phu, ngươi không cần phải giả vờ hồ đồ. Cô Độc Phong Ảnh lãnh ngạo nói. Nếu không phải là ngươi thì làm sao Bạch Quốc Du có thể ra tay giúp cho con ngươi? Không có Bạch Quốc Du hỗ trợ, con của ngươi không có khả năng bước đồ đệ ta tới tình cảnh như thế này. Quên đi, ta lười giải thích cho ông, vẫn là trực tiếp đi. Dường như Bùi Vũ Phu không có hứng nối chuyện, khoanh tay đứng, nói. 20 năm trước, ngay cả tư cách khiêu chiến ta thì ông cũng không có. Hiện giờ, đồ đệ của ông lại đấu không lại con ta. Ông đã không biết xấu hổ mà ra mặt cho đồ đệ ông, vậy ta cho ông một cơ hội khiêu chiến. Năm đó, thân là võ học thiên tài của Trung Quốc, cô Độc Phong Ảnh đã từng khiêu chiến với Bùi Vũ Phu, kết quả bị Bùi Vũ Phu cự tuyệt. Sau đó tới ngày luận võ, cô Độc Phong Ảnh từng xuất chiến, kết quả là hắn không địch lại Vũ Thần Nhật Bản, cuối cùng là do Bùi Vũ Phu ra mặt ngăn cơn sóng dữ, một chiêu đánh bại Vũ Thần Nhật Bản. Ngày luận võ Trung Nhật trôi qua, cô Độc Phong Ảnh cảm thấy xấu hổ mà rời đi. Hắn âm thầm thề một ngày kia nhất định phải siêu việt hơn Bùi Vũ Phu, vì thế mai danh ẩn tích, bế quan 10 năm. 10 sau, hắn rời núi, trong vòng 10 năm hắn đã quét ngang cả giới võ học. Hiện giờ nghe Bùi Vũ Phu nói lời cuồng vọng như thế, cô Độc Phong Ảnh nhớ đến chuyện cũ năm đó, trong đôi mắt hiện lên một tia tức giận. Bùi Vũ Phu, ta hy vọng ngươi hiểu được, ngươi không phải là ngươi của 20 năm trước. Mà ta cũng không phải là ta của 20 năm trước. Thử là biết. Bùi Vũ Phu hờ hừng nói. Bùi Vũ Phu, ta biết tuy rằng ngươi đã thoái ẩn 18 năm nhưng lại âm thầm để lại không ít thế lực. Trong nháy mắt hắn trở nên bình tĩnh. Mặc dù ta không có hứng thú với những thứ kia nhưng là đồ đệ của ta cần. Nếu trận chiến này ngươi thua thì tất cả những thứ ấy sẽ thuộc về đồ đệ của ta, như thế nào? Thua. Dưới ánh đèn, Bùi Vũ Phu nở nụ cười. Nụ cười cuồng ngạo của một vũ thần. Ta cho ngươi một cơ hội xuất kiếm. Ta cho ông một cơ hội xuất kiếm. Bên tai vang lên lời nói cuồng vọng của Bùi Vũ Phu, Quý Hồng như là bị chúng phải định thân thuật, nàng ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Thân là đại tỷ lớn của Đông Hải, nàng đã thấy nhiều người cuồng vọng. Ở nàng xem ra, những người đó so với Bùi Vũ Phu thì kém vạn lần. Thậm chí ngay cả sư phụ của nàng cô Độc Phong Ảnh cũng chưa bao giờ cuồng vọng như thế. Bùi Vũ Phu, 20 năm trước ngươi ngông cuồng, 20 năm sau cũng như thế. Chẳng lẽ bài học về 18 năm trước không làm ngươi đổi tính sao? Cô Độc Phong Ảnh gắt gao nhìn chằm chằm Bùi Vũ Phu, cười lạnh hỏi. Hai, nghe cô Độc Phong Ảnh nhắc chuyện 18 năm trước, Bùi Vũ Phu nhẹ nhàng cười nói. Cô Độc Phong Ảnh, vừa rồi ta có nói cho ông một cơ hội xuất kiếm. Nếu ông đã lãng phí cơ hội này, như vậy từ nay về sau ta sẽ làm ông phong kiếm. Tiểu Hồng, lui ra phía sau. Chiến ý của cô Độc Phong Ảnh bùng nổ, cả người giống như một thanh lợi kiếm sắp được rút ra khỏi vỏ, vô cùng sắc bén. Cảm nhận được chiến ý khủng bố của cô Độc Phong Ảnh, cả người Quý Hồng run lên, nàng không nói hai lời, vội vàng lui ra phía sau. Mặc dù nàng đã đạt đến cảnh giới ám kính, nhưng mà nàng rất rõ. Trận chiến giữa Bùi Vũ Phu và cô Độc Phong Ảnh, nàng không có tư cách xen vào. Thậm chí, nàng có một vạn lý do tin tưởng, trên thế giới này, người có thể nhúng tay vào trận luận võ này cũng không có mấy người. Bùi Vũ Phu, 20 năm trước, ta khiêu chiến ngươi nhưng ngươi đã cự tuyệt, để ta trở thành trò cười của giới võ học. Vì muốn rửa sạch mối sỉ nhục năm đó,
ta đã bế quan ở Thiên Sơn 10 năm, dùng 10 năm để mài kiếm. Chiến ý của cô Độc Phong Ảnh không ngừng tăng lên, thanh bảo kiếm phía sau lưng dường như là cảm nhận được chiến cho nên phát ra những tiếng vù vù. Mười sau, ta mang kiếm rời núi, quét ngang giới võ học nhưng chưa bao giờ rút kiếm ra. Hôm nay ta muốn nói cho người biết, cho dù ta không rút kiếm cũng có thể thắng ngươi. Nói xong, khí thế trên người của cô Độc Phong Ảnh đột nhiên thay đổi, giống như một vị kiếm thần hạ phàm. So sánh với cô Độc Phong Ảnh mà nói, trên người Bùi Vũ Phu vẫn tản mát ra khí tức quý dị như cũ, làm người ta có một loại cảm giác mơ hồ. Trong lòng ông không có cách nào khẳng định hắn có đứng ở đó hay không. Bùi Vũ Phu, thời đại của ngươi đã kết thúc. Cô Độc Phong Ảnh hét to lên một tiếng, chiến ý của hắn tăng lên tới đỉnh. Cảm nhận được chiến ý của cô Độc Phong Ảnh, Quý Hồng có cảm giác như chuột thấy mèo. Ngay sau đó, thân hình của cô Độc Phong Ảnh động. Chỉ thấy thân hình của hắn lóe lên, lướt về phía Bùi Vũ Phu, giống như là một mũi tên được bắn ra. Tốc độ vô cùng khủng khiếp, trên không trung chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Hắn hóa thủ vi kiếm, thân hình hớp gấp lên, giống như lạc nhật cung. Cung bộ thứ kiếm. Cô Độc Phong Ảnh ra tay không theo quy tắc, vừa ra tay đó chính là cung bộ thứ kiếm trong Bát Tiên kiếm chứ danh. Ong, ong. Tuy rằng cô Độc Phong Ảnh hóa thủ thành kiếm nhưng mà lại giống như một thanh kiếm sắc bén thông thường, bên tai không ngừng vang lên những tiếng ong. Ong. Mắt thấy thế tiến công của cô Độc Phong Ảnh, sắc mặt của Bùi Vũ Phu vẫn không thay đổi, chỉ nhẹ nhàng nhấc chân, dậm lên mặt đất một cước. Trong nhất thời, cả người Bùi Vũ Phu giống bạo phát. Dầm. Một cước của Bùi Vũ Phu làm cho mặt đất xung quanh vỡ tung. Bá. Cảm nhận được sự rung động của mặt đất, khí huyết cả người Quý Hồng liền quay cuồng, thiếu chút nữa nàng ngã nhào xuống đất. Thậm chí, ngay cả cô Độc Phong Ảnh cũng bị một cước này làm cho kinh sợ, khí thế của hắn đột nhiên giảm đi vài phần. Không một chút do dự, trong nháy mắt cô Độc Phong Ảnh liền dừng bước, cuối cùng không tiến lên công kích nữa. Dưới ánh đèn, con mắt hắn hiện ra vẻ khiếp sợ. Cô Độc Phong Ảnh, 20 năm trước cho dù người có rút kiếm ra cũng không đủ cách khiêu chiến với ta, hôm nay người rút kiếm thì còn đáng giá để ta ra tay. Mắt thấy cô Độc Phong Ảnh dừng lại, Bùi Vũ Phu ngạo nghễ đứng nhìn cô Độc Phong Ảnh. Đến đây đi, để ta thấy phong thái của Trung Quốc đệ nhất kiếm. Bùi Vũ Phu, thì ra là ta đã lầm. Tục ngữ nói, hành gia vừa ra tay thì liền biết có hay không. Bùi Vũ Phu vừa mới ra tay liền khiến cô Độc Phong Ảnh hiểu được. Đã qua 20 năm, công phu của Bùi Vũ Phu chẳng những hạ xuống mà ngược lại đã đến một cảnh giới khủng bố. Thực lực bây giờ của ngươi còn mạnh hơn so với người ở Tử Cấm Thành kia. Nói xong, cô Độc Phong Ảnh không còn tự đại nữa, hắn rút thanh Thất Tinh Long Uyên kiếm ở phía sau lưng ra. Keng! Kiếm ra khỏi vỏ, kiếm ngân vang ra. Thất Tinh Long Uyên! Một trong những thanh kiếm do Âu Giã Tử cùng hai vị đại kiếm sư tạo ra. Âu Giã Tử cùng Can Tương, mở núi, dẫn nước từ suối trong núi, đến cạnh lò đúc kiếm tạo thành 7 cái ao có hình bắt đầu thất tinh. Lấy danh thất tinh. Sau khi kiếm đúc thành, nhìn xuống thân kiếm giống như là đứng trên đỉnh núi nhìn xuống vực sâu, mờ ảo mà thâm thúy, phảng phất như cự long nằm ở đó. Là Long Uyên. Lúc này, cô Độc Phong Ảnh rút thanh Thất Tinh Long Uyên không phải là thanh trong truyền thuyết kia. Đây là một thanh kiếm cho một vị đại kiếm sư thời Minh. Bắt chước lại phương pháp đúc kiếm, trải qua 7 năm mới có thể rèn được thanh kiếm này. Sau 10 năm, Thất Tinh Long Uyên mới xuất ra khỏi vỏ. Cô Độc Phong Ảnh cũng không nói gì, cả người lẳng lặng đứng đó, thân kiếm mông lung, cảm giác kia giống như người cùng kiếm đang trao đổi với nhau. Vù! Đột nhiên! Cô Độc Phong Ảnh động. Kiếm tùy thân tẩu, dĩ thân đái kiếm. Câu này chịu! Hắn như dao long nổi trên mặt nước, tay xuất âm dương, thân giấu bát quái. Chân đạp cửu cung, kinh khí nhập kiếm, tiếng kiếm ngân vang không dứt. Minh kiếm lý, tẫn kiếm tính. Giờ phút này hắn và kiếm nhập lại thành một. Kiếm đó là người, người đó là kiếm người hợp nhất. Đây có thể nói là một kiếm hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến nỗi Quý Hồng cũng không thể thấy được thân ảnh của cô Độc Phong Ảnh, chỉ có thể thấy được thanh kiếm mờ ảo kia. Một kiếm xuất ra, giống như chặt đứt sự liên hệ giữa Bùi Vũ Phu với thế giới này, đem Bùi Vũ Phu cô lập. Khiến Bùi Vũ Phu muốn tránh cũng không được. Đối mặt với một kiếm của cô Độc Phong Ảnh, Bùi Vũ Phu không có trốn tránh, cũng không lui lại, mà là bước lên. Trong nháy mắt, Bùi Vũ Phu biến mất. Trong phút chốc,
kiếm đến, người đến. Được kinh lực của cô độc phong ảnh truyền vào Thất Tinh Long Uyên mang theo quyết tâm của cô độc phong ảnh 10 năm nay, đâm thẳng vào cổ của Bùi Vũ Phu. Không thể ngăn cản. Cổ tay Bùi Vũ Phu rung lên, ngón giữa xuất ra. Keng. Trong nháy mắt, tiếng vang truyền ra. Hai người gặp thoáng qua. Sau đó, dường như thân hình của hai người cùng ngừng lại. Vù, vù. Dưới ánh đèn, thanh Thất Tinh Long Uyên giống như là mất đi sinh mệnh, không cam lòng mà kêu lên. Đột nhiên, một vết nứt xuất hiện trên thanh kiếm. Vết nứt lan ra, lan ra. Thấy một màn này, đồng tử của cô độc phong ảnh trợn tròn lên, hắn liền khiếp sợ, đứng yên một chỗ. Rắc, rắc. Thanh Thất Tinh Long Uyên trong tay cô độc phong ảnh gãy vụn. Bá. Cả người cô độc phong ảnh chấn động, hắn nhẹ buông tay, chuôi kiếm trong tay liền rớt xuống. Leng keng. Chuôi kiếm rơi xuống đất, thanh âm chói tai vang lên. Kiếm còn, người còn. Kiếm đoạn, người mất. Đối với một kiếm khách mà nói, kiếm chính là sinh mạng thứ hai của hắn. Hiện giờ, Thất Tinh Long Uyên kiếm gãy, trong nháy mắt sắc mặt hắn trở nên trắng bệch. Dưới ánh đèn, hắn xoay người nhìn về phía Bùi Vũ Phu. Hắn nhìn thấy một bóng lưng ao ngạo. Bóng lưng kia giống như một tòa núi lớn làm cho hắn có cảm giác không thể nào chinh phục được. Bùi, Bùi Vũ Phu, làm sao ngươi có thể đánh gãy Thất Tinh Long Uyên? Vẻ mặt cô độc phong ảnh ngây ngốc hỏi. Dường như cho đến bây giờ hắn không tin rằng trong chớp mắt Bùi Vũ Phu có thể đánh gãy thanh Thất Tinh Long Uyên kiếm trong tay hắn. Một ngón tay mà thôi. Bùi Vũ Phu xoay người, thản nhiên nói. Một ngón tay. Trong nháy mắt, Thất Tinh Long Uyên gãy. Nghe Bùi Vũ Phu nói thế thì hắn liền giống như nghe được một chuyện cười. Trước hết hắn cả kinh, sau đó ngửa mặt lên trời cười to, cười xong, hắn điên cuồng lắc đầu. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Bùi Vũ Phu, người đang nói hưu nói vượn. Cảnh giới cao nhất của kiếm pháp không phải là nhân kiếm hợp nhất, mà phải là tâm tung vô kiếm trong lòng không có kiếm. Bùi Vũ Phu cười nhẹ. Cô độc phong ảnh. Bản thân ngươi được xưng là kiếm khách đệ nhất tung của. Trên thực tế, ngươi còn kém xa. Tâm trung vô kiếm. Bùi Vũ Phu, thật không nghĩ rằng ngươi đã đạt tới cảnh giới này. Toàn thân cô độc phong ảnh rung lên, sau đó ánh mắt phức tạp nhìn Bùi Vũ Phu, nhẹ giọng nói. Ta bại rồi. Thua. Thua rồi. Cô độc phong ảnh thua bởi Bùi Vũ Phu. Chỉ có một chiêu. Nghe một người luôn kiêu ngạo như cô độc phong ảnh mở miệng nói ta thua rồi thì Quý Hồng liền ngây ngốc, nàng không thể tưởng tượng được một người mà nàng cho rằng thần thông quảng đại nhất lại có thể thua. Một trận chiến vừa rồi giống như là mờ ảo, không chân thật. Tựa như ảo mộng. Dường như đã nhận ra ánh mắt của Quý Hồng, cô độc phong ảnh không nhịn được mà xoay đầu lại, nhẹ giọng. Tiểu Hồng. Quý Hồng nghe vậy thì lấy lại tinh thần, từng bước đi đến cô độc phong ảnh. Một bước. Hai bước, ba bước. Giờ phút này đột nhiên Quý Hồng cảm thấy khoảng cách giữa mình và cô độc phong ảnh vô cùng xa xôi, dường như trải qua mấy thế kỷ nàng mới có thể bước đến trước người cô độc phong ảnh. Xin lỗi Tiểu Hồng, sư phụ đã thua. Hình như hiểu được tâm tình của Quý Hồng, cô độc phong ảnh chua xót mở miệng, trong giọng nói đã tràn ngập ý xin lỗi. Không có, sư phụ không thua. Quý Hồng điên cuồng mà lắc đầu, nàng cho rằng đó chỉ là giấc mơ. Hai tử ngốc, thua là thua. Sau khi chiến bại, cô độc phong ảnh đã thông suốt, hắn không chấp nhất nữa, bàn tay khẽ vỗ nhẹ vào đầu của Quý Hồng. Quý Hồng không trả lời, hai mắt hồng lên, nước mắt cứ như vậy mà chảy xuống. Bùi Vũ Phu, trận này ta thua, thua tâm phục khẩu phục. Thấy Quý Hồng rơi lệ, cô độc phong ảnh hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn phía Bùi Vũ Phu. Kiếm đoạn, nhân vong, việc còn lại ta sẽ tự mình làm. Nhưng mà, ta có một việc muốn nhờ. Sư phụ, Quý Hồng nghe thấy thế thì liền thất thanh hô to. Giờ phút này, ở trước mặt cô độc phong ảnh, nàng không còn phong phạm của một xà mỹ lực mà giống như một hài tử bất lực. Cô độc phong ảnh, nguyện vọng đồ đệ của ông, ta cũng có nghe qua. Bùi Vũ Phu không đợi cô độc phong ảnh nói ra thỉnh cầu, liền mở miệng nói. Tuy rằng nàng không đấu lại nhi tử ta, nhưng mà nàng cũng được gọi là chí dũng song toàn. Sắc mắt cô độc phong ảnh liền hơi đổi. Mà cả người Quý Hồng thì cứng đờ. Hiển nhiên, nàng nằm mơ cũng thật không ngờ Bùi Vũ Phu lại biết được tâm nguyện của nàng. Phải biết rằng, tâm nguyện của nàng, trừ sư phụ nàng ra thì không ai biết.
Nhưng mà, cô độc phong ảnh, người được xưng là một võ cuồng, đối với thế tục sẽ không để vào mặt. Cho dù ngươi có trợ giúp thì đồ đệ của ngươi cũng sẽ không thể làm được chuyện kia, huống chi là không có sự trợ giúp của ngươi. Bùi Vũ Phu cười nói. Bùi Vũ Phu, chẳng lẽ ngươi muốn diệt sạch sao? Ánh mắt cô độc phong ảnh trở nên sắc bén, nhưng nháy mắt đi qua hắn lại cảm thấy bất đắc dĩ. Bây giờ hắn không phải đối thủ của Bùi Vũ Phu, nếu như hắn muốn lấy tánh mạng của mình và Quý Hồng thì việc đó cũng quá đơn giản. Mấy trăm năm nay cục diện của Trung Quốc luôn bị rớt lại phía sau là xảy ra một số nguyên nhân, trong đó có nội đấu. Bùi Vũ Phu thở dài. Mặc dù cảnh giới của ngươi không đạt tới tâm vô trung kiếm nhưng mà luận về thực lực thì ngươi cũng được coi là một cường giả. Để ngươi chết chẳng phải là tiện nghi cho đám ngươi khác sao? Huống chi ngươi có thể yên tâm lưu lại một người đồ đệ mà đi đưa tin cho Diêm Vương ra. Ngươi! Cô độc phong ảnh liền minh bạch điều gì? Thời đại của chúng ta đã kết thúc, thế giới hiện giờ thuộc về những người trẻ tuổi. BVL nói xong, tựa hồ đang nhớ đến Bùi Đông Lai, cười ngây ngô. Ngươi cùng ta tránh ra sau, thưởng thức bọn nhỏ diễn xuất, thế nào? Ân! Nghe được Bùi Vũ Phu nói như vậy thì cô độc phong ảnh càng thêm khẳng định, mà Quý Hồng cũng mơ hồ đoán được cái gì, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Bùi Vũ Phu. Cô độc phong ảnh, trước khi quyết đấu thì ngươi từng nói ta lấy ra thế lực làm tiền đặt cược. Bùi Vũ Phu nói xong, cười cười nhìn Quý Hồng. Hiện giờ, ngươi thua, có phải là ngươi lấy toàn bộ tài sản của đồ đệ ngươi giao cho nhi tử ta không? Sau đó theo ta cùng nhau thưởng thức bọn hắn diễn xuất. Điều này, Bùi Vũ Phu làm cho cô độc phong ảnh khó xử, mặc dù hắn biết muốn hoàn thành tâm nguyện kia của Quý Hồng là một điều xa vời, nhưng mà từ nhỏ hắn đã nhận nuôi Quý Hồng, hơn nữa lại truyền võ nghệ cho Quý Hồng. Nên hắn hiểu tính khí của Quý Hồng chưa bao giờ khuất phục ai. Tiểu Hồng, ý của con ra sao? Cuối cùng, cô độc phong ảnh trực tiếp hỏi Quý Hồng. Bùi tiền bối. Từ nhỏ tính khí của Tiêu Hồng đã cương liệt, không muốn khuất phục bất kỳ kẻ nào. Nhưng mà, nếu ngài đã mở miệng vậy Tiểu Hồng liền đáp ứng ngài. Quý Hồng không trả lời câu hỏi của cô độc phong ảnh, mà là dùng một loại ánh mắt tôn sùng nhìn Bùi Vũ Phu, gần từng chữ. Tối nay ta sẽ đi tìm con trai của ngài, sau này tùy hắn phân phó. Ha ha, nhà đầu, ta nhìn ra được sở dĩ cô đáp ứng điều kiện của ta không phải là cô kiêng kỵ vũ lực. Cũng không phải kiêng kỵ thế lực của ta, mà chính là cô sợ ta đối phó với sư phụ của cô, đúng không? Quý Hồng dường như bị người khác nhìn thấu tâm tự, vẻ mặt kinh hoàng, sau đó khẽ gật đầu. Cô độc phong ảnh, từ nhỏ ngươi đã là cô nhi cho nên mới có cái tên cô độc phong ảnh này. Tựa hồ ông trời không muốn để ngươi cô độc cả đời nên mới mang đến cho ngươi một đồ đệ như vậy, vậy cũng gọi là phúc khí của ngươi. Cô độc phong ảnh không nói gì. Mà là vui mừng vỗ vỗ bả vai của Quý Hồng. Nhà đầu, mặc dù cô đáp ứng ta là vì chuyện của sư phụ cô, muốn đi giúp con ta làm việc nhưng ta hy vọng cô hiểu được. Luận về mưu trí, vừa mới chấm dứt trận chiến này cô đã thua trước nhi tử của ta, thua thảm bại. Luận về võ lực, thực lực nhi tử ta ngày một tăng, chẳng bao lâu nữa nó sẽ dễ dàng chiến thắng cô. Bùi Vũ Phu trầm ngâm một chút, lại nói. Âm mưu cô chơi không lại nó. Võ lực thì hiện nay nó không bằng cô nhưng mà hai người các ngươi cứ tiếp tục chiến nữa, thì người cuối cùng thua là cô có thừa nhận điểm này không? Thân thể Quý Hồng khẽ run, sắc mặt trở nên trắng, cắn răng, khẽ gật đầu. Mặc dù nàng không muốn thừa nhận chuyện này nhưng mà sự thật chính là như vậy nếu không nàng cũng không nhờ cô độc phong ảnh ra mặt. Một khi cô đã thua thì tất cả cố gắng trong vòng 5 năm qua của cô sẽ rơi vào tay ta, đối với con ta rất rõ. Đối với địch nhân nó sẽ không nói hai chữ nhân từ. Bùi Vũ Phu nói xong, khe khẽ thở dài. Ta muốn nói cho cô biết, người ta kính nó một thước thì nó nhường một trượng. Đối với ân oán nó rất rõ ràng, chỉ cần cô thành tâm thành ý đến nhờ nó, nói vậy nó sẽ không bạc đãi cô. Tiểu Hồng nhớ kỹ lời dạy của ngài. Nghe xong Bùi Vũ Phu nói thì mọi khúc mắc trong lòng Quý Hồng liền dược cởi bỏ. Năm đó, ta gãy chân rời khỏi Tử Cấm Thành. Tất cả mọi người cho rằng ta Bùi Vũ Phu sợ, đấu không lại. Thấy Quý Hồng đã cởi mở tâm tình, vẻ mặt Bùi Vũ Phu thổn thức nói. Vốn ta lười cùng lão già ở Tử Cấm Thành kia tính toán. Bất quá, nếu nhi tử ta quyết tâm thẳng lưng bước vào Tử Cấm Thành như vậy ta sẽ giúp nó tát cho những lão già kia một tát, cô yên tâm. Đi theo nhi tử ta thì nguyện vọng kia của cô sẽ được thực hiện.
Nghe được Bùi Vũ Phu cảm thán, không riêng Quý Hồng mà ngay cả cô Độc Phong Ảnh đều cảm thấy tốt hơn. Bùi Vũ Phu không nói gì nữa, thay đổi đề tài. Đúng rồi nha đầu, khi cô đến nói chuyện với hắn thì không nên để lộ tin tức của ta ra. Vũ Phu, ý của ông là muốn tôi luyện hắn thêm một thời gian nữa. Lúc này đây không đợi Quý Hồng mở miệng, cô Độc Phong Ảnh nhìn không được hỏi. Tôi luyện, cũng không tính. Bùi Vũ Phu cười khổ. Tính tình của nhi tử ta vô cùng chấp nhất, nó đã quyết muốn làm gì thì cho dù trời có sập xuống nó cũng không thay đổi. Nó muốn tự thân đi vào Tử Cấm Thành, ta sẽ mặc kệ nó. Huống chi nếu ta ra tay giúp nó, không khỏi khiến những kẻ khác xem thường nó. Nếu ta đoán không sai, lần này ông xuống núi là bởi vì nhi tử của ông. Cô Độc Phong Ảnh cười khổ không thôi. Ông đúng là dụng tâm lương khổ a. Hắc hắc, cô Độc Phong Ảnh, ông đã không hiểu. Con ta phất rất nhanh, có thể thành tựu của nó một ngày nào đó sẽ vượt qua ta. Những thứ khác không nói, chỉ riêng nó đã đạt được chứng trạng nguyên kia thôi cũng khiến ta mất ngủ một đêm. Bùi Vũ Phu lên tiếng, lộ ra hàm răng vàng ố, cười ngây ngốc. Nghe Bùi Vũ Phu mèo khen mèo dài đuôi, cô Độc Phong Ảnh không nói gì mà Quý Hồng là một đầu hắc tuyến. Thế giới của Qua Tử ngươi không cần biết. Nhân sinh của Qua Tử không cần phải giải thích. Trước khi vào xã hội, có tinh lực, có thời gian, không có tiền. Khi đã thâm niên, có tinh lực, có tiền, không thời gian. Về già, có thời gian, có tiền, không có tinh lực. Lúc còn trẻ, chúng ta một lòng kiếm tiền, rốt cuộc chúng ta kiếm tiền hay là tiền kiếm chúng ta? Người nghèo kiếm tiền để nuôi bản thân, người giàu thì lấy tiền để mua sức khỏe. Cũng vì những câu nói này mà sáng sớm, trong biệt thự Đàn Cung không ít nhóm người ra luyện công. Đông Lai, ca, cái này có thể dùng sao? Trong một rừng cây nhỏ, Đông Phương Lãnh Vũ cùng Bùi Đông Lai luyện công buổi sáng, dựa theo yêu cầu của Bùi Đông Lai thì Đông Phương Lãnh Vũ đứng tấn, trên trán hắn lộ ra mồ hôi, hơn nữa hai chân giống như là bị điện giật, không ngừng run lên. Công phu này ca đã tập qua, chú nói có tác dụng không? Bùi Đông Lai đánh xong bộ quyền, vốn là đang suy nghĩ điều gì, nghe được Đông Phương Lãnh Vũ nói thế thì cười mắng. Thật sự sao? Đông Phương Lãnh Vũ không tin, ở hắn xem ra nếu cứ đứng tấn hoài mà trở thành cao thủ thì sẽ xuất hiện vô số cao thủ. Lúc này đây, Bùi Đông Lai không nói, đột nhiên hắn phát lực, tay phải nắm chặt, nhắm ngay một thân cây to, toàn lực nện vào. Phanh! Chỉ nghe một tiếng phanh, tay phải của Bùi Đông Lai nện vào thân cây, ám kình bạo phát, thân cây liền gãy. Ách! Thấy màn như vậy thì miệng của Đông Phương Lãnh Vũ biến thành chữ O. Hắn không biết nói cái gì, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Bùi Đông Lai. Thế nào? Bùi Đông Lai thu quyền, hướng Đông Phương Lãnh Vũ hỏi. Đông Lai ca, ca quả thật rất nghiêu. Đông Phương Lãnh Vũ kích động nhìn Bùi Đông Lai, trong ánh mắt tràn vẻ sùng bái. Hắn từng nghe Liễu Nguyệt nói công phu của Bùi Đông Lai rất lợi hại nhưng không ngờ lại có thể lợi hại đến mức này. Bùi Đông Lai giờ khóc giờ cười. Ở hắn xem ra nếu để Đông Phương Lãnh Vũ thấy thực lực của Qua Tử, chỉ sợ hắn sẽ bị hù chết. Tốt lắm, hôm nay đến đây thôi. Sau này, ca sẽ dạy chú vài động tác, mỗi ngày chú cần phải chăm chỉ tập luyện. Bùi Đông Lai tính toán đem dẫn thể thuật dạy cho Đông Phương Lãnh Vũ. Tốt! Đúng như suy nghĩ của Bùi Đông Lai, Đông Phương Lãnh Vũ liền vui mừng đồng ý. Xem đây! Nói xong, Bùi Đông Lai liền làm ra chiêu đầu tiên của dẫn thể thuật. Đông Phương Lãnh Vũ ở một bên chăm chú xem. Đợi sau khi Bùi Đông Lai luyện xong 18 thức dẫn thể thuật thì Đông Phương Lãnh Vũ bĩu môi. Trở thành cao thủ cũng không khó a. Bùi Đông Lai khóc không ra nước mắt, một đầu hắc tuyến. Bùi thiếu, Quý Hồng đến đây, bảo là muốn gặp ngài. Sau đó không đợi Bùi Đông Lai mở miệng, thân là bảo tiêu của Đông Phương Lãnh Vũ đột nhiên A Long chạy tới, sắc mặt ngưng trọng báo. Năm trước, đột nhiên Quý Hồng mang theo bảo tiêu đến tìm Liễu Nguyệt. Điều khiến cho A Long và vài tên bảo tiêu khác cả kinh chính là dường như Quý Hồng đến đây không phải để làm phiền mà nàng đến tìm gặp Bùi Đông Lai. Quý Hồng đến đây. Nghe A Long nói, Bùi Đông Lai cũng ngẩn ra. Ngày hôm qua, căn cứ theo tình báo của huyết sát, Quý Hồng đã mất tích cả một đêm. Quý Hồng biến mất khiến cho Bùi Đông Lai và Liễu Nguyệt nghĩ rằng Quý Hồng đi tìm chỗ dựa ở phía sau. Dưới tình hình như vậy, đột nhiên Quý Hồng lại đến đây. Điều này làm cho Bùi Đông Lai cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Hắn không biết được mục đích của Quý Hồng khi đến đây.
Biết rồi Long ca, chúng ta cùng trở về. Bùi Đông Lai âm thầm lắc đầu, hắn không suy nghĩ gì nữa mà là tính toán binh lai tương đáng thủy lai thổ yểm. Trong biệt thự, thân mặc một bộ y phục màu đen, Quý Hồng ngồi ở trên ghế salon. Mà ở bên một tiểu la lị Đông Phương Uyển Nhi trợn to mắt, đầy tò mò đánh giá Quý Hồng vị khách không mời mà đến, dường như tiểu la lị không sợ Quý Hồng. Đối lập với Quý Hồng, Liễu Nguyệt Thân mang theo một bộ y phục màu đỏ. Đối mặt với vẻ mặt băng lãnh như tuyết sơn ngàn năm của Liễu Nguyệt cùng với vẻ mặt tò mò của Đông Phương Uyển Nhi, Quý Hồng vẫn giống như ngày thường vẫn tỏ ra tươi cười. Nghe được tiếng mở cửa, cả ba người liền quay lại nhìn. Lúc này, Bùi Đông Lai mang theo Đông Phương Lãnh Vũ tiến vào biệt thự. Nhìn thấy Bùi Đông Lai, nghĩ đến việc hắn phá hủy kế hoạch của mình, hơn nữa ép sát mình và Mãnh Hổ Bang đến chân tường thì trong lòng Quý Hồng thổn thức không thôi. Nhật xuất Đông Lai, vị bác gái này muốn gặp anh, hai người có gì không đấy? Tiểu La Lị thấy Bùi Đông Lai bước vào thì liền đứng dậy, nhát nháy mắt, làm ra bộ dáng tò mò. Hay là anh làm Trần Thế Mỹ, phụ bạc vị bác gái này sao? Nghe được những lời độc mồm độc miệng của Tiểu La Lị thì nụ cười trên mặt Quý Hồng liền đọng lại, nàng không nhịn được mà liếc nhìn Tiểu La Lị một cái. Thấy được Quý Hồng nhìn mình, Tiểu La Lị quệt mồm, khẽ hừ một tiếng. Bởi vì sau khi Quý Hồng bước vào thì nụ cười trên mặt Liễu Nguyệt biến mất, hơn nữa nàng còn mang theo vài phần cảnh giác nhìn Quý Hồng, cho nên điều này đã khiến Tiểu La Lị cho rằng Quý Hồng là địch nhân của Liễu Nguyệt. Cho nên dưới tình hình như thế Tiểu La Lị mới nói những lời như vậy. Liễu tỷ, Bùi Đông Lai cũng không thấy cảm quái về Tiểu La Lị. Trước hết hắn chào hỏi với Liễu Nguyệt, sau đó hướng Quý Hồng hỏi. Quý lão bản, cô tìm ta có việc gì? Liễu tiểu thư, nếu cô không phiền thì có thể để ta mượn thư phòng của cô nói chuyện một lát chứ? Quý Hồng không trả lời câu hỏi của Bùi Đông Lai, nàng hướng về Liễu Nguyệt hỏi. Liễu Nguyệt trầm mặc không nói, nhìn về phía Bùi Đông Lai. Xin mời quý lão bản. Bùi Đông Lai mỉm cười ý bảo Quý Hồng lên lầu. Liễu tỷ, nữ nhân này đến tìm Đông Lai ca gây phiền toái ư? Mắt thấy Bùi Đông Lai mang theo Quý Hồng lên lầu đi tới thư phòng, Đông Phương Lãnh Vũ mang theo vài phần phẫn nộ hỏi. Không biết. Đối với Quý Hồng ý đồ đến đây thì Liễu Nguyệt cũng không biết, lúc này nghe Đông Phương Lãnh Vũ hỏi như thế thì nàng lắc lắc đầu, sau lại bổ sung. Không cần phải lo lắng cho Đông Lai, tuy rằng Quý Hồng là người âm tà nhưng đứng trước Đông Lai thì ngay cả một chút tiện nghi cô ta cũng không chiếm được. Vậy là tốt rồi. Nghe Liễu Nguyệt nói như thế, Đông Phương Lãnh Vũ liền yên lòng. Mà Tiểu La Lị bên cạnh nháy mắt hỏi. Mụ mụ, từ khi nào mà Nhật Xuất Đông Lai lại trở nên lợi hại như thế? Liễu Nguyệt trầm mặc không nói, mà là đem ánh mắt nhìn về phía thư phòng. Trên lầu, Bùi Đông Lai bước vào thư phòng, Quý Hồng theo sát ở phía sau. Quý lão bản, nói đi, cô tìm ta có chuyện gì? Vào thư phòng, Bùi Đông Lai liền lấy thân phận chủ nhân hỏi Quý Hồng. Đông Lai đệ đệ thật sự đã quên rồi hay sao? Trên ghế salon Quý Hồng nũng nịu cười nói. Lời nói thân mật, nụ cười mê người. Nếu người ngoài thấy được cảnh tượng này thì hơn phân nữa sẽ cho rằng giữa Bùi Đông Lai và Quý Hồng có quan hệ với nhau. Nghe được Quý Hồng xưng hô thân thiết như thế, Bùi Đông Lai cũng không có giảm bớt cảnh giác, ngược lại trong lòng hắn còn đề phòng hơn. Nhưng bên ngoài lại nở nụ cười. Không phải quý lão bản muốn nói cho ta biết rằng cô đã thông suốt, muốn làm việc cho ta. Đúng vậy. Câu trả lời của Quý Hồng đã nằm ngoài dự đoán của Bùi Đông Lai. Ách! Nghe câu trả lời của Quý Hồng thì Bùi Đông Lai liền nhíu mày, trong lòng suy một chút rồi nói. Quý lão bản, nếu như ta nhớ không lầm thì cô đã từng nói trên thế giới này không có nam nhân nào có thể khiến Quý Hồng cô thần phục, ta không được, thậm chí là ngay cả phụ thân ta cũng không được. Ta thật sự rất tò mò, vì sao cô lại thay đổi chủ ý nhanh đến như vậy? Đông Lai đệ đệ trong nháy mắt đã đẩy tỷ vào tuyệt cảnh. Tỷ tỷ đây cho dù vùng vẫy cách nào cũng không thể thoát thân, cho nên đành phải đến đây đầu hàng. Nụ cười trên mặt Quý Hồng không giảm. Như thế nào, chẳng lẽ Đông Lai đệ đệ không tin thành ý của tỷ tỷ sao? Cô là một nữ nhân có lòng tin, đồng dạng cũng là một nữ nhân cố chấp. Bùi Đông Lai nghiêm mặt nói. Ngày hôm qua, dưới sự uy hiếp của ta thì cô cũng không đồng ý, hiện giờ cô lại đến đây, cô cho rằng ta sẽ tin sao? Ta sẽ không bỏ tín niệm trong lòng. Đột nhiên, Quý Hồng thay đổi thành một người khác, nụ cười trên mặt nàng biến mất, ánh mắt trở nên sắc bén.
chẳng qua là ta đổi phương thức để có thể đạt được mục đích của ta mà thôi. Bùi Đông Lai, nếu cậu đáp ứng giúp ta làm một việc, vậy thì ta sẽ đem hết thảy những gì mình có giao cho cậu. Cái gì? Đồng tử Bùi Đông Lai đột nhiên phóng đại, mở miệng hỏi. Bùi Đông Lai cùng Quý Hồng nói chuyện với nhau cũng không lâu, chỉ có 30. 30, sau. Quý Hồng đi ra khỏi thư phòng, nàng xuống lầu liền cười nói với Liễu Nguyệt. Liễu Nguyệt, ta biết cô thắc mắc, hãy đi lên hỏi Bùi Đông Lai đi, cậu ấy sẽ nói cho cô biết tất cả mọi chuyện. Nghe được Quý Hồng nói vậy, nhìn Quý Hồng bóng lưng rời đi, Liễu Nguyệt trầm mặc không nói. Tiểu Vũ, con cùng Uyển Nhi ăn điểm tâm trước đi. Dì lên lầu tìm Đông Lai nói chuyện một tí. Thấy Quý Hồng rời đi, Liễu Nguyệt cũng không ngăn cản, thẳng cho đến khi Quý Hồng đi ra khỏi biệt thự thì nàng mới nhíu mày nói. Nghe Liễu Nguyệt nói thế thì Đông Phương Lãnh Vũ cũng im lặng gật đầu, hắn mang theo Uyển Nhi đi ăn sáng. Liễu Nguyệt đi lên thư phòng, thấy được Bùi Đông Lai đang ngồi ở bàn đọc sách, trong tay đang cầm một điếu thuốc lá chỉ còn một nửa. Hắn lặng lẽ ngồi ở chỗ đấy, nhìn thuốc lá bị đốt, trong lòng cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đông Lai, không sao chứ? Thấy bộ dạng khác thường của Bùi Đông Lai, Liễu Nguyệt liền lo lắng, nàng quan tâm hỏi. Không sao. Bùi Đông Lai ngẩng đầu, bóp tắt tàn thuốc, mỉm cười lắc lắc đầu. Quý Hồng tìm cậu có chuyện gì? Mặc dù Bùi Đông Lai nói không sao nhưng mà Liễu Nguyệt vẫn có chút không an tâm. Bùi Đông Lai nói thẳng. Cô ấy nói đồng ý làm việc cho ta. Liễu Nguyệt biến sắc, nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Nguyên bản nàng cho rằng Bùi Đông Lai gặp chuyện phiền toái khó giải quyết, hiện giờ nghe Bùi Đông Lai nói Quý Hồng nhận thua, điều này không làm cho nàng kinh ngạc mới lạ. Quý Hồng có ý gì? Chẳng lẽ nàng muốn dùng phương thức này để mê hoặc chúng ta để có cơ hội tạm nghỉ sao? Liễu Nguyệt nhíu mày hỏi, nàng rất hiểu Quý Hồng, ở nàng xem ra lấy tính cách của Quý Hồng, nếu muốn nàng khuất phục là một điều không thể nào. Không phải. Bùi Đông Lai cười khổ lắc lắc đầu. Vậy thì, Quý Hồng bị Bùi Đông Lai làm cho hồ đồ. Bùi Đông Lai thở dài. Qua tử ra mặt. Qua tử. Vũ thần. Nghe Bùi Đông Lai nói, Quý Hồng liền ngẩn ra, sau đó nàng minh bạch được cái gì, vẻ mặt thoải mái nói. Lấy tính khí của Quý Hồng, cũng chỉ có Vũ thần mới có thể uy hiếp nàng. Nói xong, Liễu Nguyệt liền minh bạch vì sao Bùi Đông Lai lại lộ ra bộ dáng khác thường như thế, Bùi Vũ Phu ra mặt uy hiếp nhưng không hiện thân. Đông Lai, Vũ thần không gặp cậu, nói vậy chắc hẳn là có nguyên nhân của ngài. Đoán được điểm này, Liễu Nguyệt không nhịn được mà an ủi. Liễu tỷ, y không gặp ta, còn nói Quý Hồng đừng để lộ tin tức. Bùi Đông Lai cười khổ không thôi. Có lẽ là nhận ra vẻ chua xót trong nụ cười của Bùi Đông Lai, nên Liễu Nguyệt cũng trầm mặc. Reng, reng. Vài giây sau, đột nhiên tiếng chuông điện thoại trong thư phòng vang lên. Liễu tỷ, ta xuống nói chuyện với Tiểu Vũ. Nghe được tiếng chuông điện thoại, Bùi Đông Lai đứng dậy, vẻ mặt khôi phục lại bình tĩnh. Ừ. Liễu Nguyệt gật đầu. Đợi sau khi Bùi Đông Lai rời đi thì nàng mới đứng lên cầm máy. Ân. Thấy số điện thoại gọi đến, đồng tử của Liễu Nguyệt thoáng mở to ra, trầm ngâm một chút rồi nghe máy. Tiểu Nguyệt, đêm nay có thời gian rảnh không? Đi ra ngoài nói chuyện một chút. Trong điện thoại liền truyền ra giọng nói quen thuộc. Giọng nói chính là một trong những lão đại chính giới của Đông Hải. Phó Dong. Xin lỗi, hai ngày tương đối gặp nhiều chuyện nên tôi không có thời gian rảnh. Liễu Nguyệt trầm ngâm một chút liền cự tuyệt lời mời của Phó Dong. Trong hai năm qua, nàng có thể nhận thấy được Phó Dong ái mộ nàng, đồng thời nàng cũng biết sau khi vợ Phó Dong qua đời thì hắn vẫn chưa bước thêm bước nữa. Nhưng mà nàng vẫn không hề động tâm. Tiểu Nguyệt, hai ngày trước ta đi công tác ở nước ngoài, sau khi trở về mới nghe chuyện của cô. Liễu Nguyệt cự tuyệt khiến cho Phó Dong trầm mặc vài giây, sau đó hắn chậm rãi mở miệng. Cá nhân ta cho rằng, thế cục trước mắt đối với cô là một cơ hội tuyệt vời. Cảm ơn hảo ý của ngài. Chẳng biết tại sao nghe những lời này của Phó Dong thì đôi chân mày Liễu Nguyệt lại nhíu vào nhau, nói. Ta sẽ xử lý tốt chuyện của mình. Tiểu Nguyệt, ta có một chút ý tưởng hẳn là có thể giúp được cô, ngoài ra, ở phương diện khác ta cũng có thể mời người giúp cô. Phó Dong không cảm lòng, bởi chứ ở hắn xem ra. Lấy thế cục trước mà đối với Liễu Nguyệt mà nói thì đó là cơ hội ngàn năm có một.
Nếu hắn có thể giúp Liễu Nguyệt chèn ép Quý Hồng thì như vậy quan hệ giữa hắn và Liễu Nguyệt sẽ được kéo lại gần với nhau hơn. Phó thị trưởng, ông đã nghe qua câu dệt hoa trên gấm thì dễ dàng, khó giúp người khi gặp nạn. Thấy Phó Dòng nói một cách trắng trợn như thế thì Liễu Nguyệt cười lạnh một tiếng. Lấy thân phận của ông, cho dù ông có ở nước ngoài thì chuyện ở Đông Hải này cũng sẽ biết rõ ràng. Lộp bộp, lời nói của Liễu Nguyệt đã đâm trúng tim đen của Phó Dòng. Đúng như lời Liễu Nguyệt nói, hắn ở nước ngoài nhưng vẫn nghe được tình hình ở Đông Hải, nhưng mà lúc đó khi tình thế hỗn loạn cho nên hắn làm ra lựa chọn là thờ ơ đứng nhìn. Kiềm hậu tâm hắc mặt dày tâm đen, đây chính là tâm lý mà người trong quan trường phải có, Phó Dòng cũng có điểm này. Ngay cả khi bị Liễu Nguyệt đoán đúng tâm tư, hắn cũng không trực tiếp cúp điện thoại mà cố gắng giải thích. Tiểu Nguyệt, ta không có ý kia. Phó thị trưởng, cảm ơn hảo ý của ngài. Thật sự là không cần phiền ngài phải ra mặt. Giọng nói Liễu Nguyệt hoàn toàn lạnh xuống. Bởi vì trận chiến này đã kết thúc, từ nay ở Đông Hải Mãnh Hổ Bang sẽ bị xóa tên, Quý Hồng nhận thua rồi. Mãnh Hổ Bang xóa tên ở Đông Hải. Quý Hồng nhận thua sao? Điều đó không có khả năng. Nghe được Liễu Nguyệt nói như thế, Quý Hồng liền cho rằng đó là điều không thể. Thân là một trong những lão đại của Đông Hải thì hắn vô cùng hiểu rõ Liễu Nguyệt cũng như Quý Hồng. Trong trí nhớ của hắn, ở bên ngoài lúc nào Quý Hồng cũng lộ ra vẻ tươi cười, nhưng trên thực tế nàng ta giống như một xà mỹ nữ, làm cho người ta chỉ dám nhìn ở xa, không dám khinh nhờn. Trong vòng 5 năm qua, đã có không biết bao nhiêu nam nhân muốn chinh phục Quý Hồng nhưng tất cả đều thất bại. Dưới tình hình như thế làm sao hắn có thể tin Quý Hồng nhận thua được? Đô, đô. Không đợi Phó Dòng trả lời, Liễu Nguyệt liền cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Liễu Nguyệt liền đứng dậy đi ra khỏi phòng, ngó xuống lầu vẫy vẫy ta với Bùi Đông Lai. Đông Lai, cậu lên đây một chút, tỷ có chuyện muốn nói với cậu. Thấy Liễu Nguyệt vẫy vẫy tay, Bùi Đông Lai liền để đũa xuống, lau lau tay rồi đứng dậy bước lên lầu. Có chuyện gì vậy Liễu tỷ? Đi vào thư phòng, Bùi Đông Lai chủ động hỏi. Liễu Nguyệt lộ ra nụ cười, thản nhiên nói. Đông Lai, tỷ nghĩ đem Đông Nguyệt Bang cùng tập đoàn Thiên Tường giao cho cậu. Bá! Sắc mặt Bùi Đông Lai lập tức biến đổi, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Liễu Nguyệt. Liễu tỷ, tỷ! Đông Lai, thật không giấu cậu, điều này tỷ đã nghĩ từ rất lâu. Không đợi Bùi Đông Lai nói hết lời, Liễu Nguyệt đã nói. Cậu ngồi xuống đây nghe tỷ giải thích. Bùi Đông Lai do dự một chút rồi ngồi xuống. Đông Lai, tỷ từng nói với cậu Vũ Thần đã có ân với tỷ cũng như phụ thân của Tiểu Vũ. Có thể không khoa trương. Hoặc là nói tất cả những gì chúng ta có hiện nay là do một tay phụ thân cậu ban tặng. Ta đem những thứ này giao lại cho cậu cũng giống như vật về lại tay chủ thôi. Liễu Nguyệt nói xong, nhịn không được mà thở dài. Còn nữa, sau khi phụ thân Tiểu Vũ mất, bất đắc dĩ lắm tỷ mới tiếp nhận lấy Đông Nguyệt Bang cùng tập đoàn Thiên Tường. Trong mấy năm qua, tỷ rất cố gắng để làm, nhưng mà cậu có thể thấy đó, lấy năng lực của tỷ hiện nay thì không thể nào điều khiển nổi con thuyền này nữa. Trong 5 năm qua, Quý Hồng xoát thế luôn lấy thế ép tỷ, lúc này nếu không có cậu thì chắc chắn người bại trận sẽ là tỷ đây. Cuối cùng, hiện giờ Quý Hồng đã đồng ý làm việc cho cậu, Mãnh Hổ Bang cùng tập đoàn Hồng Hải đã thuộc về cậu. Mà vô luận là Mãnh Hổ Bang hay là tập đoàn Hồng Hải thì nó cũng sẽ xảy ra xung đột với Đông Nguyệt Bang và tập đoàn Thiên Tường, dưới tình hình như thế thì việc thống nhất là điều quan trọng nhất. Chúng ta và cậu là địch, đây là điều không thể. Cho nên tỷ nghĩ tới nghĩ lui, đem Đông Nguyệt Bang và tập đoàn Thiên Tường giao cho cậu là lựa chọn tốt nhất. Liễu tỷ, Đông Lai, cậu không cần phải nhiều lời, ý ta đã quyết. Thấy Bùi Đông Lai định mở miệng thì Liễu Nguyệt liền cắt đứt, giọng nói của nàng vô cùng kiên quyết. Thấy bộ dáng kiên quyết của Liễu Nguyệt, Bùi Đông Lai không biết nên mở miệng như thế nào. Đông Lai, tỷ nhìn ra được, cậu không cần sự trợ giúp của Vũ Thần, tốn hết tâm tư để bước lên trên. Khẳng định là có mục đích của cậu. Thấy Bùi Đông Lai trầm mặc, Liễu Nguyệt lại nói. Đồng dạng, ta cũng có thể đoán được mục đích của cậu không đơn giản cũng không dễ dàng. Như vậy cho nên cậu không cần phải cự tuyệt ý tốt của Liễu tỷ. Nói khó nghe một chút, nếu giữa hai ta không quen biết với nhau, lấy năng lực của cậu thì Đông Hải này sớm hay muốn cũng thuộc về tay của cậu, hiện giờ chẳng qua là lấy sớm hơn một chút mà thôi. 20 năm trước, phụ thân của cậu có thể thiếu ngạo cả Trung Quốc. Ta tin tưởng 20 năm sau cậu cũng sẽ làm được, thậm chí là sẽ làm tốt hơn.
Đông Hải là của cậu. Nghe được Liễu Nguyệt nói như vậy, Bùi Đông Lai liền gật đầu. Trái có Đông Nguyệt, phải có Mãnh Hổ. Ngày này, Bùi Đông Lai đặt chân lên đỉnh của Đông Hải. Đang buổi trưa, nắng vàng rực rỡ chiếu xuống, tại trạm kiểm soát trên đường cao tốc Đông Hải, ô tô xếp thành một cái hàng dài, nhân viên công tác mặt mũi nhăn lại, thể hiện ra sự buồn bực trong lòng. Buồn bực sao? Đó là nhất định. Ngày lễ Quốc Khánh mùng 1 tháng 10, những người khác đều được nghỉ, bọn hắn phải đi làm không nói, bởi vì không ít người lợi dụng kỳ nghỉ này đi du lịch, khiến lượng xe trên đường cao tốc tăng lên rất nhiều, làm cho bọn họ bận tối mắt choáng váng đầu óc. Ân. Đột nhiên, một nhân viên công tác đang buồn bực hai mắt tỏa sáng, ánh mắt không rời nhìn chằm chằm vào nữ nhân đang lái chiếc Audi A8. Nữ nhân mặc một bộ váy liền áo màu đỏ, cổ áo mở rộng, lộ ra một đôi xương quai xanh khêu gợi cùng một mảng lớn da thịt tuyết trắng, phía dưới xương quai xanh kia là chiến hào thâm thúy, núi non trùng điệp lại càng giống như có một loại ma lực nào đó, tỏa ra lực hấp dẫn chí mạng đối với tên nhân viên công tác đang buồn bực kia, khiến cho hắn quên cả việc kêu nữ nhân này dừng lại. Tiểu đệ đệ, xem đủ chưa? Mắt thấy tên nhân viên công tác dùng ánh mắt nhìn đăm đăm, hầu kết mấp máy nuốt nước bọt liên tục, nữ nhân thân mặc chiếc váy liền áo màu đỏ, lộ ra một nụ cười mê chết người không đền mạng, mắt to nháy nháy một cái, hỏi. Ách! Nhân viên công tác cả kinh, mang theo vài phần khủng hoảng, vài phần xấu hổ thu hồi ánh mắt, đem vé đưa cho nữ nhân, đồng thời lại nhìn không được liếc mắt nhìn nữ nhân một cái. Nhân tiện cũng nhìn thoáng qua thanh niên ngồi ở vị trí kế bên tài xế, thần tình hâm mộ ghen tị hận không thể thay thế hắn. Theo hắn xem ra, có thể cùng nữ nhân thân mặc váy liền áo màu đỏ cùng nhau lái xe đi du lịch cũng rất hạnh phúc, mà thanh niên càng nghiêu bức, chẳng những cùng mỹ nữ cùng nhau lái xe đi du lịch, hơn nữa là do mỹ nữ lái xe. Vài giây đồng hồ sau, cửa kính xe Audi A8 chậm rãi đóng xuống, trong ánh mắt hâm mộ, ghen tị của tên nhân viên, ô tô khởi động. Dần dần đi xa. Trong đầu hiện ra cảnh bộ dáng thất thần của tên nhân viên, Bùi Đông Lai ngồi ở vị trí kế bên tay lái, dư quang trong ánh mắt không nhịn được nhìn thoáng qua núi non cao ngất kia của Quý Hồng, trong lòng không khỏi thầm than, hung khí của Quý Hồng đối với người trẻ tuổi quả thực chính là đại sát khí. Lão bản, nếu cậu muốn nhìn, chờ đến khi tới hàng hồ, vào trong khách sạn, ta cởi hết cho cậu từ từ xem, thế nào? Làm như đã nhận ra ánh mắt của Bùi Đông Lai đang âm thầm quan sát, Quý Hồng một bên lái xe, cố ý ưỡn bộ ngực cao ngất, vẻ mặt quyến rũ cười nói. Bên tai vang lên giọng nói của Quý Hồng, trong mắt hiện lên nụ cười mê hồn của Quý Hồng, Bùi Đông Lai im lặng một trận. Mặc dù hàng hồ đại cục đã định, bất quá Bùi Đông Lai vì đề phòng chuyện ngoài ý muốn, liên lạc riêng với Quý Hồng, để Quý Hồng cùng hắn cùng nhau đi đến hàng hồ trước tiếp nhận tất cả của Phương gia lưu lại. Nguyên bản Bùi Đông Lai cho rằng Quý Hồng bởi vì qua Tử ra mặt mà bất đắc dĩ khuất phục, trong lòng nhiều ít sẽ có chút khó chịu, sẽ đối với hắn không nóng không lạnh, kết quả thái độ Quý Hồng hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Quý Hồng dường như không để ý hết thảy những chuyện đã phát sinh ngày hôm trước, tâm tình tựa như rất khá, hơn nữa trước sau như một chính là biểu hiện với hắn thực thân mật, chẳng qua đem xưng hô Đông Lai đệ đệ biến thành lão bản. Reng, reng. Sau đó, không đợi Bùi Đông Lai nói cái gì, trong túi áo hắn cơ hồ rung lên. Nhận thấy được di động trong túi rung lên, Bùi Đông Lai móc ra chiếc di động Nokia kiểu cũ lúc trước qua Tử mua cho hắn, thấy vậy Quý Hồng kêu lên một tiếng kinh ngạc không thôi. Không để ý đến vẻ mặt cổ quái của Quý Hồng, Bùi Đông Lai nhìn thấy dãy số hiện trên màn hình, trực tiếp ấn nút chuyển máy để nghe. Bùi Đông Lai, chúng tớ đã về đến Đông Hải, để tỏ lòng xin lỗi, cậu có nên mời chúng tớ một bữa hay không? Điện thoại vừa chuyển. Thanh âm dễ nghe của Hạ Y Na thông qua điện thoại truyền vào trong tai Bùi Đông Lai. Ách! Nghe được lời nói của Hạ Y Na, Bùi Đông Lai hơi có chút xấu hổ, nghĩ nghĩ, nói. Hôm nay không được, để hôm khác đi. Như thế nào, chẳng lẽ hôm nay cậu cũng có chuyện cần giải quyết sao? Trên đường cao tốc, Hạ Y Na điều khiển chiếc Land Rover màu đỏ mở miệng hỏi. Ừ, Bùi Đông Lai cũng không có giấu giếm. Tớ đang đi tới hàng hồ. Hàng hồ. Trong chiếc Land Rover màu đỏ, Hạ Y Na nghe được lời của Bùi Đông Lai, thiếu chút nữa cả kinh lái xe đâm vào một bên lan can. Bùi Đông Lai, tớ nói cậu cũng quá không hiền hậu đi. Chúng tớ bởi vì cậu không có mặt, cho nên mới trở về Đông Hải, kết quả cậu lại không nói một tiếng nào đã đi đến hàng hồ ư. Đối mặt với cơn giận không nặng không nhẹ của Hạ Y Na,
Bùi Đông Lai đang muốn nói gì, lại chứng kiến rõ ràng chiếc xe Land Rover màu đỏ phong tao của Hạ Y Na xuất hiện ở một bên đường cao tốc. Trong phút chốc, Land Rover cùng Audi A8 còn cách nhau giải phân cách. Tớ nghĩ là các cậu vẫn còn ở tại hàng hồ. Đưa mắt nhìn qua kính phản quang thấy chiếc Land Rover dần dần đi xa, Bùi Đông Lai cười khổ giải thích một câu lại hỏi. Đúng rồi, Vũ Trạch với các cậu cùng nhau quay về Đông Hải sao? Không có, cậu ta nói phải về nhà một chuyến. Trong chiếc Land Rover màu đỏ, Hạ Y Na cũng không biết vừa mới cùng Bùi Đông Lai gặp thoáng qua, nghe được câu hỏi của Bùi Đông Lai, cũng không có tiếp tục nén giận, mà là đáp rõ ràng. Biết rồi, lúc trở lại tớ và Vũ Trạch sẽ gọi điện thoại cho các cậu. Biết được Ngô Vũ Trạch còn lưu lại hàng hồ, Bùi Đông Lai thoáng thở ra, nghĩ nghĩ một chút rồi nói. Nam tử Hán đại trượng phu nói chuyện có thể coi là đáng tin, cậu nếu tiếp tục lừa dối chúng tớ sẽ không để yên cho cậu. Hạ Y Na tức giận nói. Nhất định sẽ giữ lời, cứ như vậy à, tớ cúp máy đây. Bùi Đông Lai cười khổ một tiếng, sau đó không đợi Hạ Y Na trả lời, liền cúp điện thoại. Bạn gái nhỏ của cậu à? Mắt thấy Bùi Đông Lai cúp điện thoại, vừa lái xe, Quý Hồng một bên âm thầm quan sát Bùi Đông Lai, mang theo vài phần tò mò hỏi hắn. Không phải. Bùi Đông Lai lắc lắc đầu. Nữ nhi của Hạ Hà, cô đã từng gặp qua. Nguyên lai là nàng A. Tại ngày khai giảng Đại học Đông Hải, Hạ Y Na để tỏ lòng xin lỗi, mời riêng Bùi Đông Lai, Ngô Vũ Trạch bốn người đi ăn cơm, kết quả đụng phải Quý Hồng, cuối cùng bữa cơm kia do Quý Hồng trả tiền, Quý Hồng tự nhiên nhớ rõ Hạ Y Na. Lão bản, nhìn ra được, nữ nhi của Hạ bản tử đối với cậu có ý tứ, cậu chẳng lẽ không có ý đối với nàng? Mặc dù Bùi Đông Lai mơ hồ cảm thấy Hạ Y Na đối với mình có chút điểm ý tứ, lại nghe được Quý Hồng trực tiếp hỏi như vậy, nhất thời chịu trận không biết nói gì. Khanh khách, thấy Bùi Đông Lai lộ ra bộ dáng vài phần xấu hổ, Quý Hồng nhìn không được phá lên cười, cười xong, trong lòng thổn thức không thôi thời điểm lần trước nàng gặp đám người Bùi Đông Lai trả tiền ăn cơm, chỉ là một tháng trước mà thôi, nhưng mà trong một tháng Bùi Đông Lai lại khiến nàng mất đi thành quả mà nàng cố gắng trong 5 năm qua, hơn nữa mình lại đi trợ giúp Bùi Đông Lai. Tất cả chuyện này làm cho nàng có loại cảm giác như một giấc mơ. Đồng thời, trong nội tâm nàng cũng rõ ràng, hiện giờ nàng, xem như toàn bộ đồ vật của nàng đều đem đặt trên người Bùi Đông Lai. Nếu như Bùi Đông Lai không thể chiến thắng được trận này, như vậy đời này nàng muốn hoàn thành nguyện vọng trong lòng sẽ trở nên xa vời. Thấy Quý Hồng đột nhiên thu lại nụ cười, trầm mặc, Bùi Đông Lai không có nói cái gì nữa, mà là lộ ra bộ dáng nghiền ngẫm, tựa hồ đang tự hỏi kế tiếp nên thu thập tàn cuộc như thế nào. Cùng lúc đó, Ngô Vũ Trạch không cùng đám người Hạ Y Na quay về Đông Hải, mở ra chiếc xe không tính là sang trọng đang tới tiệc rượu ở Hàng Hồ, đi tới đảo Hoa Nguyên nằm ở phía nam giữa hai tỉnh. Đảo Hoa Nguyên ở Hàng Hồ tuy rằng cũng được cho là khu nhà giàu hàng thật giá thật, chính là cùng so sánh với Cửu Khê Mân Côi Viên, danh khí muốn không lớn lắm, càng không nói cùng so sánh với Thanh Long Sơn Trang thần bí. Hiện giờ ở Hàng Hồ này Ngô gia chỉ có thể coi là thế lực nhị lưu. Ở đào hoa nguyên này trừ cha mẹ của Ngô Vũ Trạch ra, hắn có ba vị thúc thúc cùng một vị cô đều là ở trong đào hoa nguyên này. Ô tô chạy vào đại viện căn biệt thự, Ngô Vũ Trạch rõ ràng phát hiện, bên trong đại viện đậu vài chiếc xe hơi. Nhìn thấy mấy chiếc ô tô này, Ngô Vũ Trạch biết rõ người nhà mình đều đã tụ tập đầy đủ bên trong nhà, vẻ mặt có chút phức tạp. Giống như trong dữ liệu của Ngô Vũ Trạch, khi hắn dừng xe, tiến vào đại sảnh biệt thự. Rõ ràng phát hiện toàn bộ thành viên của Ngô gia đã có mặt. Bá! Mắt thấy Ngô Vũ Trạch đi vào đại sảnh biệt thự, bao gồm cả phụ thân của Ngô Vũ Trạch là Ngô Sinh ở bên trong, tất cả mọi người đem ánh mắt ném về hướng Ngô Vũ Trạch, trong đó ánh mắt của Ngô Sinh phức tạp nhìn hắn, mà các thành viên Ngô gia khác thì đều là nhíu mày, vẻ mặt không vui chút nào. Ui, đây không phải là Vũ Trạch sao? Cậu còn có mặt mũi trở về à? Vài giây đồng hồ sau, một phụ nữ thanh niên ăn mặc trang điểm xinh đẹp như phu nhân nhìn thấy Ngô Vũ Trạch giống như là thấy ôn dịch, hừ lạnh một tiếng, biểu hiện bất mãn. Người đàn bà này tên là Trương Lệ, là bá mẫu của Ngô Vũ Trạch, từ lúc nàng vào Ngô gia, liền đối với một nhà Ngô Vũ Trạch tỏ ra bất mãn, bởi vì, nàng thủy chung cho rằng nên cho chồng của nàng, cũng chính là bác cả của Ngô Vũ Trạch trưởng quản Ngô gia. Mà hai ngày trước, bởi vì trong buổi tụ họp trên du thuyền chân ni hào đắc tội Phương Hiểu Hồng, bị Phương Hiểu Hồng ghi hận trong lòng,
sau khi trở lại Hàng Hồ, liền đối với Ngô gia triển khai một loạt thủ đoạn chèn ép, làm cho Ngô gia tổn thất nặng nề. Dưới tình hình này, thì tất cả mọi người trong Ngô gia khi thấy Ngô Vũ Trạch thì không bất mãn sao? Thành sự thì ít, bại sự thì nhiều, bản thân cậu nói chính cậu không cầu phát triển thì cũng thôi, nhưng cậu lại kết giao với loại người nào thế hả? Đúng vậy, vốn chúng ta dưới sự kinh doanh của lão Ngô mấy năm nay cũng sống dễ chịu, hiện tại không được rồi, bởi vì cậu, đồ vô dụng này kết giao nhầm người, đắc tội Phương gia, làm cho Ngô gia chúng ta thiếu chút nữa bị Phương gia đạp đổ. Tiếng của Trương Lệ vừa dứt, hai vị thúc thúc của Ngô Vũ Trạch vang lên, chỉ có tiểu cô luôn luôn yêu thương Ngô Vũ Trạch không có hé răng. Đối mặt với chỉ trích của hai vị thúc thúc cùng lời chào phúng của bá mẫu, Ngô Vũ Trạch tựa hồ sớm đã thành thói quen, cười tự giễu, không nói gì, mà là lập tức đi về hướng Ngô Sinh. Tuy rằng bởi vì Vũ Trạch trong lúc vô ý đắc tội Phương gia, làm cho Phương gia động thủ đối với chúng ta, làm cho chúng ta tổn thất không nhỏ, nhưng mà không phải bây giờ Phương gia đã hoàn toàn bị diệt vong rồi sao? Ngô Vũ Trạch không lên tiếng, Ngô Sinh cũng nhịn không được mà thiên vị con của mình. Tiểu Sinh à, chú nói thật là nhẹ nhàng, cũng may mắn là Phương gia vận khí kém, không hiểu sao cả nhà bị hủy hoại, nếu không, cả đám người chúng ta sẽ giống như chó nhà có tang mà cút ra khỏi Hàng Hồ. Thấy Ngô Sinh thiên vị Ngô Vũ Trạch, bá mẫu Ngô Vũ Trạch là Trương Lệ mở miệng lần nữa, vẻ bất mãn hết sức rõ ràng. Chị dâu, chị nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ ta lại để cho chị cùng đại ca chịu tổn thất sao? Ngô Sinh nhíu mày hỏi. Trương Lệ cười lạnh một tiếng. Đều là người một nhà, bồi thường tổn thất coi như xong, bất quá ta cảm thấy rằng, chú không thích hợp tiếp tục làm gia chủ Ngô gia, nếu không, Ngô gia sớm hay muộn sẽ bị hủy ở trong tay chú. T. Mặc dù đoán được những huynh đệ tỷ muội này của mình hôm nay tới là để bức vua thoái vị, nhưng mà Ngô Sinh thật không ngờ nói thẳng trắng trợn như vậy, lập tức sắc mặt trở nên trắng bệch. Tôi đồng ý đề nghị của chị dâu. Tôi cũng đồng ý. Ngay sau đó, không đợi Ngô Sinh mở miệng, hai vị đệ đệ của hắn lần lượt mở miệng, ủng hộ đề nghị của Trương Lệ. Bên tai vang lên lời nói của hai người, Ngô Sinh hiểu được, ba người huynh đệ này của mình hơn phân nửa là đã đạt được hiệp nghị gì rồi, muốn đem ép chính mình từ bỏ vị trí gia chủ Ngô gia này. Ta biết, mấy năm nay, các người đối với một nhà chúng ta rất bất mãn. Sau khi hiểu được điểm này, Ngô Sinh đột nhiên cảm giác được trái tim mình lạnh ngắt, cả người vô lực nói. Thôi, các người đã muốn làm gia chủ Ngô gia, như vậy ta sẽ đem vị trí này nhường lại cho các người, tùy các người muốn làm như thế nào thì làm. Nghe được Ngô Sinh chủ động nhường lại vị trí gia chủ, anh của Ngô Sinh, chị dâu, hai vị đệ đệ cùng em dâu đều là hưng phấn không thôi, chỉ có tiểu cô ít tuổi nhất tỏ ra lo lắng, theo nàng xem ra, coi như Ngô Sinh nhường lại vị trí gia chủ, Ngô gia cũng không thể có lại huy hoàng như xưa, tương phản, phân chia lợi ích sẽ làm cho cả Ngô gia tứ phân ngũ liệt. Ngô Sinh hiển nhiên cũng biết điểm này, hắn vô lực dựa vào trên ghế salon, cả người như là trong nháy mắt già đi rất nhiều. Tiểu Sinh, chú đã chủ động nhường lại vị trí gia chủ, như vậy chuyện này, chúng ta không truy cứu nữa, bất quá chúng ta đều hy vọng, tên nhi tử không có tiền đồ kia của chú, sau này khi kết giao với người ngoài thông minh hơn một chút, đừng có mà chó và mèo cũng đều kết giao, miễn cho đừng giống như lần này, chọc tới phiền toái, làm cho cả Ngô gia đều bị liên lụy. Bởi vì trước khi đến, ba vị huynh đệ của Ngô Sinh đã thương lượng xong xuôi do anh cả Ngô Sinh thay thế Ngô Sinh lên làm gia chủ, hiện giờ thấy Ngô Sinh chủ động nhường lại vị trí gia chủ, hô hấp Trương Lệ nhất thời nặng nề, được thể không buông tha mà còn nhắc nhở thêm. Bên tai vang lên lời nói của Trương Lệ, Ngô Vũ Trạch biến sắc, song quyền không kìm nén nổi nắm chặt lại với nhau, khớp xương trở nên trắng toát, cả người run run không dứt. Các người đã đạt được mục đích. Chả lẽ không cảm thấy cay nghiệt sao? Cay nghiệt. Mắt thấy phế vật Ngô gia mở miệng phản kích, Trương Lệ bị chọc tức biến sắc, cười lạnh nói. Đồ vô dụng, nếu không phải Phương gia chẳng biết tại sao lại bị người ta hủy đi, thì lần này Ngô gia chúng ta liền xong đời, mà hết thảy chuyện này đều là người bạn xấu xa mà mày kết giao gây ra, chẳng lẽ tao không thể nói mày sao? Lần thứ hai nghe được ý hằn học trong lời nói của Trương Lệ, hai tay đang nắm chặt của Ngô Vũ Trạch lặng yên buông ra. Khóe miệng xuất ra một nụ cười tự giễu. Trong thời gian phụ thân Ngô Sinh của hắn làm gia chủ, hắn đã bị coi là phế vật, trong nhà không có quyền lên tiếng, huống chi là hiện tại. Thấy Ngô Vũ Trạch không dám lên tiếng, Trương Lệ ngửa cao đầu, hừ lạnh một tiếng,
giống như đã đem chính mình trở thành gia chủ phu nhân, một bộ dạng tiểu nhân đắc chí. Nhưng mà, nếu nàng biết, người mà Ngô gia nói là chó mèo lại có thể lật đổ được Phương gia thì vẻ mặt của bọn hắn sẽ trở nên thế nào? Đường giải phóng nằm ở phía đông hàng hồ giao với đường Giang Thủy, cùng mới Tiền Giang trở thành vùng trung tâm trong vùng xây dựng trung tâm hội nghị quốc tế của hàng hồ, sở dĩ chọn dùng kết cấu bằng thép cùng ổ chim kết cấu bằng thép giống nhau, công trình kiến trúc cao 85 mét, chủ thể kiến trúc từ hình bầu dục cao 12 mét cùng đường kính 85 mét cấu thành hình cầu. Nó được tổ chức hội nghị, vượt qua khách sạn cấp 5 sao làm chức năng chính, nhưng cung cấp hội nghị, diễn xuất, biểu diễn, dừng chân, nghỉ ngơi, ăn uống. Khách sạn Khang Nhạc đạt tiêu chuẩn quốc tế tổng hợp nhiều chức năng hội nghị, phục vụ thương hội, sáng tạo ra phong cảnh thoải mái trong thành thị bên bờ sông Tiền Đường nổi tiếng quốc tế, hoàn cảnh nghỉ ngơi cao nhất dành cho hội nghị quốc tế, cùng đại kịch viện hàng hồ tạo thành cảnh tượng nhật nguyệt đồng huy. Thời điểm 2 giờ chiều, lúc mọi người đang làm việc, ở đại sảnh trung tâm hội nghị quốc tế lớn nhất hàng hồ ban bố một tin tức, mười mấy tên ký giả đến từ các nơi từ cả nước tề tụ lại thành một đoàn. Đang đợi tin tức mà tập đoàn Bảo Hồ công bố trong buổi họp báo này. Luận về thực lực, tập đoàn Bảo Hồ mặc dù được cho là đứng đầu đúng với mong đợi của người dân Hồ Giang, chỉ là trước kia, mặc dù tin tức mời họp báo cũng sẽ không hấp dẫn nhiều ký giả đến như vậy, hôm nay sở dĩ có nhiều ký giả tham gia như vậy, hoàn toàn là vì tin tức Phương Trấn đã chết. Cùng thương giới, chính giới những thứ khác giống nhau, các phóng viên cũng rất muốn biết, sau khi Phương Trấn chết, tập đoàn Bảo Hồ rốt cuộc sẽ rơi vào trong tay người nào? Đúng 3 giờ. Ở trong sự chờ đợi của nhóm phóng viên, ba người xuất hiện ở cửa sảnh ban bố tin tức. Trong đó, đi đầu là người vừa thay thế Tào Nghiễm Giang trở thành thường vụ phó tỉnh trưởng Hồ Giang Bạch Quốc Du, đi theo phía sau Bạch Quốc Du cũng không phải là CEO tập đoàn Bảo Hồ, mà là Quý Hồng một thân áo quần màu đỏ, tiếp theo mới là CEO tập đoàn Bảo Hồ. Xôn xao. Thấy Quý Hồng một thân trang phục màu đỏ, phóng viên hiện trường một trận xôn xao. Thân là phóng viên bọn họ đều nghe qua danh tiếng xà mỹ nữ Quý Hồng, nhiều ít cũng biết thân phận của Quý Hồng. Hôm nay thấy Quý Hồng xuất hiện, bọn họ trước tiên tin vào lời đồn Phương Trấn chết là bởi vì hắc bang này báo thù, đồng thời cũng đoán được Phương Trấn bại bởi Quý Hồng hơn nữa tập đoàn Bảo Hồ lại trở thành vật trong túi Quý Hồng. Rất nhanh, Bạch Quốc Du, Quý Hồng cùng CEO tập đoàn Bảo Hồ Thái Kinh chia ra ngồi xuống. Sau khi mọi người ngồi xuống thì Thái Kinh CEO của tập đoàn Bảo Hồ lên bước lên phát biểu. Các bằng hữu ký giả, trước tiên hoan nghênh các bạn tới tham gia buổi công bố tin tức của tập đoàn Bảo Hồ. Mọi người đều đã biết, nguyên chủ tịch tập đoàn Bảo Hồ là Phương Trấn tiên sinh bất hạnh qua đời, tập đoàn Bảo Hồ xuất hiện một chút biến động, gây ra sự chú ý của bên ngoài. Hôm nay, chúng ta mở cuộc họp báo này chính là công bố một chút thông tin về hiện trạng của tập đoàn Bảo Hồ hiện tại. Bành bạch. Lời của Thái Kinh vừa dứt, các phóng viên tại hiện trường vỗ tay rối rít, cùng lúc đó nhiếp ảnh gia chịu trách nhiệm hiện trường trực tiếp đem ống kính từ Bạch Quốc Du chuyển rời đến trên người Thái Kinh. Tiếp theo, mời Bạch tỉnh trưởng nói chuyện. Sau khi nói vài lời dạo đầu ngắn ngủi, Thái Kinh chịu trách nhiệm chủ trì đem quyền nói chuyện giao cho Bạch Quốc Du. Các phóng viên thân mến, nguyên chủ tịch tập đoàn Bảo Hồ Phương Trấn tiên sinh xảy ra chuyện bất hạnh. Chính phủ và tỉnh ủy đặc biệt coi trọng. Thông qua cảnh sát điều tra, các lực lượng cảnh sát phi thường cố gắng, chúng tôi đã trong vòng 48 giờ phá án và bắt giam tên tội phạm hung tàn này để hoàn thành án kiện. Sáng nay, đồn công an tỉnh đã đem tình huống cụ thể ra thông báo, rất nhiều phương tiện truyền thông đều là tiến hành đưa tin lần này, nói vậy chư vị đang ngồi đây đều đã biết rõ chứ. Cùng lúc trước Thái Kinh lên tiếng bất đồng, đối mặt với lời nói của Bạch Quốc Du, mười mấy tên phóng viên không có tự mình vỗ tay, mà là một bộ dáng lắng nghe. Giống như CEO tập đoàn Bảo Hồ Thái Kinh tiên sinh nói, hôm nay sở dĩ mở cuộc họp báo này chính là muốn công bố tin tức này, là muốn công bố hiện trạng tập đoàn Bảo Hồ nói cho mọi người. Bạch Quốc Du vẻ mặt nghiêm túc, nói. Tiếp theo mời tân chủ tịch tập đoàn Bảo Hồ là cô Quý Hồng báo cáo đơn giản hiện trạng của tập đoàn Bảo Hồ. Bành bạch, thanh âm Bạch Quốc Du vừa dứt, đại sảnh một lần nữa vang lên tiếng vỗ tay. Mười mấy tên phóng viên rối rít đem ánh mắt ném về hướng Quý Hồng một thân trang phục màu đỏ. Làm đại tỷ Đông Hải cùng chủ tịch tập đoàn Hồng Hải, Quý Hồng đã trải qua quá nhiều trường hợp như vậy. Bên tai nghe được lời của Bạch Quốc Du, đối mặt với mười mấy tên ký giả, nụ cười mê người trên mặt của nàng không giảm, chỉ thấy nàng đem cái micro đặt trước người, đôi môi khêu gợi màu đỏ mở ra, không nhanh không chậm nói.
Nguyên chủ tịch tập đoàn Bảo Hồ Phương Trấn tiên sinh sau khi bất hạnh qua đời, toàn thể công nhân viên tập đoàn đều đau lòng sâu sắc, đồng thời tất cả mọi người đều yêu cầu phải nghiêm trị hung thủ. Nhân cơ hội này, tôi đại biểu toàn thể công nhân viên tập đoàn đối với Phương Trấn tiên sinh bất hạnh qua đời sự tiếc thương sâu sắc, đồng thời hướng về chính phủ tỉnh ủy, đồn công an tỉnh, tổng đội võ cảnh Hồ Giang lời cảm ơn chân thành cảm tạ các vị đã coi trọng vụ án của Phương Trấn tiên sinh, ở trong vòng 48 giờ ngắn ngủi đã bắt được tội phạm về quy án. Bành bạch, đại sảnh tiếng vỗ tay như thủy triều lại một lần nữa vang lên. Chẳng qua là, vẻ mặt của những ký giả kia đều có chút cổ quái, bọn họ cảm thấy tài diễn xuất của Quý Hồng hoàn toàn có thể tranh cử giải Oscar. Bởi vì Phương Trấn tiên sinh bất hạnh qua đời, bên ngoài đối với hiện trạng của tập đoàn Bảo Hồ đều hết sức chú ý. Đợi tiếng vỗ tay vừa dứt, Quý Hồng lại một lần nữa mở miệng. Hôm nay, các vị thấy tôi ở chỗ này, có thể cảm thấy tò mò, tại sao tôi lại xuất hiện ở nơi này. Thực không dám giấu. Tôi cùng Phương Trấn tiên sinh có mối quan hệ hết sức thân thiết, đã bàn sinh ý với nhau nhiều lần. Mấy tháng trước, tôi cùng tiên sinh Phương Trấn đã đạt thành hiệp nghị hợp tác, mua lại cổ phần tập đoàn Bảo Hồ, trở thành cổ đông lớn thứ hai tập đoàn Bảo Hồ. Đây chính là nguyên nhân hôm nay tôi xuất hiện ở nơi này. Tiếp theo, tôi đại biểu toàn thể công nhân viên tập đoàn Bảo Hồ, đem tình hình trước mắt của tập đoàn Bảo Hồ hướng chư vị ký giả thân mến thông báo một chút. Sau đó, trong sự mong đợi của mười mấy tên ký giả, Quý Hồng mặt không đổi sắc đem tình hình trước mắt của tập đoàn Bảo Hồ làm thành một cái báo cáo ngắn gọn. Quý tiểu thư, căn cứ vào những gì cô vừa nói, cô ở mấy tháng trước đã trở thành cổ đông lớn thứ hai tập đoàn. Như vậy, hôm nay cô coi như là thay thế Phương Trấn tiên sinh, trở thành tân chủ tịch tập đoàn Bảo Hồ. Nhân cơ hội này, ta đại biểu Nhật báo Kinh tế Hồng Kông gửi đến cô lời chúc chân thành nhất. Sau khi Quý Hồng vừa dứt bài báo cáo, một gã phóng viên đến từ Nhật báo Kinh tế Hồng Kông đứng lên. Đầu tiên là đối với Quý Hồng gửi lời chúc mừng, sau đó lời nói xoay chuyển, sắc bén hỏi. Theo tôi được biết, đoạn thời gian trước có lời đồn cô cùng Phương Trấn tiên sinh xảy ra mâu thuẫn, cái chết của Phương Trấn tiên sinh cùng với cô không thoát khỏi liên quan, xin hỏi cô đối với chuyện này có lời giải thích gì chăng? Mới vừa rồi Bạch tỉnh trưởng đã nói, công an tỉnh đã đem cụ thể tình huống vụ án nói ra. Thân là một người dân có nghĩa vụ đóng thuế, tôi cho là, chúng ta phải tin tưởng đảng. Tin tưởng chính phủ. Đối mặt với vấn đề khó của tên phóng viên, Quý Hồng vẻ mặt nghiêm túc gấp ra câu trả lời chắc chắn. Bạch tỉnh trưởng, theo tin tức bây giờ, chủ tịch tập đoàn Vận Đạt bà Phương Hiểu Hồng bị cuốn vào vụ án của nguyên phó thường vụ tỉnh trưởng Hồ Giang Tào Nghiễm Giang, tập đoàn Vận Đạt giờ quần long vô thủ, dân vay mượn tiền Hồ Giang chấn động, người người cảm thấy bất an. Tên ký giả đến từ Nhật báo Kinh tế Hồng Kông sau khi kết thúc câu hỏi ngồi xuống. Một gã phóng viên đến từ Phượng Hoàng Vệ đưa ra một vấn đề nan giải. Không biết Bạch tỉnh trưởng đối với sự kiện lần này có cách xử lý như thế nào? Theo luật pháp của quốc gia, lấy đó làm căn bản. Có câu nói, thiên tử phạm pháp xử tội cũng như thứ dân. Vụ án đồng chí Tào Nghiễm Giang trước mắt đang được điều tra, nói vậy tương lai không lâu sau, các ngành liên quan sẽ cho chư vị một câu trả lời chắc chắn làm hài lòng mọi người. Còn về phần bà Phương Hiểu Hồng cuốn vào vụ án lần này, dẫn đến sự hoang mang lo sợ của dân vay mượn tiền Hồ Giang. Chính phủ tỉnh ủy tương đối coi trọng, hơn nữa đã thành lập tiểu tổ lãnh đạo, sau đó không lâu sẽ cấp ra phương án cụ thể, đảm bảo sự ổn định thị trường vay mượn của Hồ Giang. Bành bạch, mặc dù không ít ký giả cũng biết tin tức Tào Nghiễm Giang ngã ngựa, nhưng là nghe được câu trả lời chắc chắn của Bạch Quốc Du, tất cả ký giả hiện trường vỗ tay rối rít. Sau khi tiếng vỗ tay chấm dứt, lại có mấy tên ký giả lần lượt đặt câu hỏi đối với Quý Hồng, hỏi những chuyện liên quan đến tập đoàn Bảo Hồ, đồng thời cũng đề cập đến việc sát nhập vào tập đoàn Hồng Hải của Quý Hồng. Đối mặt với các câu hỏi của đám phóng viên, Quý Hồng không tránh nặng tìm nhẹ, thì cũng là trả lời qua loa cho xong, hoặc là tỏ thái độ, thủ đoạn không giống nhau, làm cho đông đảo đám phóng viên âm thầm cảm thán thủ đoạn cao siêu của Quý Hồng, đồng thời cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Một tiếng sau, buổi công bố tin tức kết thúc. Ba người Bạch Quốc Du ngồi trên đài chủ tịch dẫn đầu rời đi, các ký giả sau đó mới rời đi. Ra khỏi đại sảnh buổi họp báo, Bạch Quốc Du cũng không có gấp gáp rời đi, mà là cùng đi với Quý Hồng, đi vào sảnh tiếp đãi của Trung tâm Hội nghị Quốc tế. Đại sảnh tiếp đãi, Bùi Đông Lai quan sát toàn bộ buổi họp báo công bố tin tức chờ đã lâu, nhìn thấy Quý Hồng bồi Bạch Quốc Du đi vào đại sảnh tiếp đãi, vội vàng đứng dậy, vẻ mặt mỉm cười đón chào. Bạch Thúc. Có câu nói từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, Đông Lai,
trừ phụ thân cậu ra thì việc lần này đã làm cho thúc thúc ta đây nhìn cậu bằng cặp mắt khác xưa a. Bạch Quốc Du tán thưởng Bùi Đông Lai một câu, sau đó theo sự giúp đỡ của Bùi Đông Lai, ngồi ở trên diết. Đỡ Bạch Quốc Du ngồi đến trên ghế, Bùi Đông Lai mới cười nói. Bạch Thúc quá khen, Đông Lai có thể đi đến bước này, toàn dựa vào Bạch Thúc chiếu cố, ân tình của Bạch Thúc, Đông Lai khắc sâu trong lòng. Khắc khi thật ra không cần, chờ cậu nhìn thấy Vũ Phu, để hắn tới tìm ta uống rượu là được. Bạch Quốc Du cười ha ha, sau đó nói sang chuyện khác. Đông Lai, trước mắt tập đoàn Bảo Hồ đã rơi vào tay cậu, diệt trừ thế lực khắp nơi giành cái bánh ngọt kia, cậu sẽ đạt được nhiều phần nhất. Lần này, Bùi Đông Lai không có lên tiếng, hắn biết lời của Bạch Quốc Du chẳng qua chỉ là bắt đầu. Tập đoàn Vân Đạt bên này, cậu sẽ phải để lại một chút lợi ích rồi, nếu không, sẽ khiến những người khác bất mãn. Bạch Quốc Du vừa nói, thâm ý nhìn Bùi Đông Lai một cái. Nghe được lời nói của Bạch Quốc Du, Bùi Đông Lai biết Bạch gia không có coi trọng tập đoàn Bảo Hồ, thì cũng là coi trọng thị trường vay mượn tiền Hồ Giang, lập tức cấp một câu trả lời chắc chắn. Đông Lai hết thảy đều nghe Bạch Thúc an bài sao, Đông Lai tuyệt sẽ không làm trái. Vừa dứt lời, Bùi Đông Lai ánh mắt xoay chuyển, nói. Bất quá, Bạch Thúc, cháu có một thỉnh cầu nho nhỏ. Nga! Chân mày Bạch Quốc Du trong lúc lơ đãng nhướng lên. Ngươi nói xem, cháu đạt được khối bánh ngọt tập đoàn Bảo Hồ này đã hết sức thỏa mãn, khối bánh ngọt tập đoàn Vận Đạt này không dám hy vọng xa vời, bất quá cháu hy vọng người tiếp quản tập đoàn Vận Đạt là người cháu đề nghị. Bùi Đông Lai nói ra mục đích của mình. Bạch Quốc Du bất động thanh sắc hỏi. Người mà cậu đề nghị chính là Quý Tiểu Thư. Không phải. Câu trả lời của Bùi Đông Lai ra ngoài phán đoán của Bạch Quốc Du. Cháu nghĩ để cho Ngô Sinh tiên sinh chịu trách nhiệm hết thảy sự vụ của tập đoàn Vận Đạt. Ngô Sinh. Bạch Quốc Du đối với Ngô Sinh cũng không xa lạ gì, nghe được câu trả lời của Bùi Đông Lai, lập tức ngẩn ra. Đông Lai, đây là cậu muốn làm gì? Thực không dám giấu Bạch Thúc, nói vậy ngài cũng biết trước đó không lâu ở Đông Hải đã cử hành buổi tụ hội vùng Tam Giác Trường Giang. Ở lần tụ hội này, bởi vì bạn học của cháu là Ngô Vũ Trạch quan hệ với cháu quá gần. Làm hại Ngô gia bị Phương gia trả thù, chịu tổn thất thật lớn. Lời nói xong, Bùi Đông Lai lộ ra một bộ mặt kiên định, phần kiên định kia phảng phất chính là trời sập xuống cũng sẽ không thay đổi. Nhận thấy được trên mặt Bùi Đông Lai toát ra sự kiên định, Bạch Quốc Du trầm ngâm chốc lát, nói. Nếu Đông Lai cậu đã nói như vậy, Bạch Thúc cũng không có ý kiến gì. Bất quá, Đông Lai, cậu muốn Ngô Sinh tiếp quản, hết thảy đều phải nghe chỉ thị của chính phủ tỉnh ủy. Đó là đương nhiên. Thấy Bạch Quốc Du đáp ứng, Bùi Đông Lai thở phào nhẹ nhõm. Bên tai vang lên tiếng nói chuyện của Bạch Quốc Du cùng Bùi Đông Lai, Quý Hồng Tâm như gương sáng Ngô gia dần dần suy sụp có Bùi Đông Lai ủng hộ, có thể tái hiện huy hoàng 10 năm trước không còn là mộng, ngược lại đây là chuyện ván đã đóng thuyền. Bởi vì, hôm nay Bùi Đông Lai đã trở thành lão đại xã hội đen phía sau màn. Màn đêm buông xuống, ánh đèn mờ nhạt chiếu sáng khắp nơi. Hàng Hồ được ca ngợi là thiên đường của nhân gian, tòa thành thị phảng phất như một mỹ nhân ôm đàn tỳ bà, tràn đầy vẻ hấp dẫn đồng thời lại mang theo vài phần lịch sử khiến cho nó thêm phần huyền bí. Nó cùng với Đông Hải bất đồng so sánh với Đông Hải mà nói, cuộc sống về đêm ở Hàng Hồ có chút kém hơn. Dưới ánh đèn lờ mờ, một chiếc Mercedes-Benz S600 đang lướt như bay trên đường ở Hàng Hồ. Trong ô tô, Ngô Sinh mới vừa bị buộc nhường lại chiếc Ngô gia gia chủ ngồi ở phía sau xe hơi, chau mày, vẻ mặt tương đối ngưng trọng. Sở dĩ như vậy, là bởi vì nửa tiếng đồng hồ trước, hắn nhận được điện thoại của Quý Hồng. Nếu như là ở thời gian trước đó, Quý Hồng ngày hôm qua gọi điện thoại cho Ngô Sinh chưa chắc sẽ cảm thấy khẩn trương, dù sao ngày hôm qua Quý Hồng chẳng qua là một đại tỷ ở Đông Hải, chủ tịch tập đoàn Hồng Hải. Nhưng mà... thân phận hôm nay của Quý Hồng lại bất đồng. Xế chiều tin tức buổi họp báo của tập đoàn Bảo Hồ đã truyền khắp Đại Giang Nam Bắc, ở thương giới đã gây ra một cơn địa chấn khổng lồ, cũng làm cho giới thương nhân cả nước biết được thủ đoạn kinh khủng của xà mỹ nữ Quý Hồng. Thân là một trong những tập đoàn lớn nhất Hàng Hồ, Ngô Sinh tự nhiên cũng nghe nói Quý Hồng là người thay thế cho Phương Chấn, trở thành tân chủ tịch tập đoàn Bảo Hồ. Đồng thời, hắn còn biết, cùng Liễu Nguyệt được xưng là Đông Hải tuyệt đại song kiêu hỏa mỹ nhân Quý Hồng cùng Liễu Nguyệt đúng là quan hệ đối địch, mà Ngô Vũ Trạch là bạn của Bùi Đông Lai lại cùng Liễu Nguyệt có quan hệ mật thiết.
Ở dưới dạng tình hình này, Quý Hồng đột nhiên gọi điện thoại hẹn gặp Ngô Sinh, Ngô Sinh theo bản năng cảm thấy, Ngô gia một lần nữa vì Bùi Đông Lai mà tai họa ngập đầu. Ngay cả khi hắn đã rời khỏi vị trí Ngô gia gia chủ, chỉ là, sâu trong nội tâm hắn cũng không hy vọng thấy Ngô gia xuống dốc, đối với chuyện lần này, trong lòng của hắn tràn đầy lo lắng. Nửa giờ sau, trong tâm trạng lo lắng bất an của Ngô Sinh, Mercedes-Benz S600 đã tới trước cửa khách sạn Sophie ở Tây Hồ Hàng Châu. Ô tô dừng hẳn, Ngô Sinh ngẩng đầu nhìn thoáng qua khách sạn Sophie ở Tây Hồ kết hợp hoàn mỹ văn hóa truyền thống Trung Quốc và nét hiện đại thời thượng của nước Pháp, phun ra một ngụm khó chịu thật sâu, cắn răng bước xuống ô tô, một mình một người tiến vào khách sạn. 10 phút sau, dưới sự dẫn đường của nhân viên phục vụ, Ngô Sinh đã tới trước cửa phòng VIP. Mặc dù Ngô Sinh đã rất cố gắng khống chế suy nghĩ của mình, chính là, đứng ở trước cửa phòng, hắn vẫn lộ ra một chút khẩn trương. Bởi vì khẩn trương, bước chân của hắn có chút chột dạ hơn nữa, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Hô, hô, hô. Liên tục hít sâu, Ngô Sinh liền gõ vang cửa phòng. Mời vào. Tiếng gõ cửa vừa dứt, trong phòng truyền ra một thanh âm quyến rũ. Chẳng qua là, thanh âm kia rơi vào trong tai Ngô Sinh không có gợi lên được dục vọng của hắn. Ngược lại, thanh âm kia giống như là tiếng gọi của ác ma vậy, làm cho trái tim của hắn treo lên tận đến cổ họng. Két. Kèm theo một tiếng vang nhỏ, Ngô Sinh mang tâm tình khủng hoảng, đẩy cửa bước vào. Trong đại sảnh phòng, Quý Hồng giống như ngày thường giống nhau, cởi bỏ giày cao gót, chân trần dẫm trên mặt thảm, đứng ở một bên cửa sổ, bưng một chén rượu đỏ, thưởng thức cảnh đêm. Quý tiểu thư, thấy bóng lưng mê người kia của Quý Hồng, trong lòng Ngô Sinh không có một chút dục vọng nào, mà là thức thời đứng ở cửa vào gian phòng, giọng nói phức tạp chào hỏi Quý Hồng đưa lưng về phía hắn. Bên tai vang lên lời chào mang theo vài phần lo lắng của Ngô Sinh, Quý Hồng xoay người, vẻ mặt mê người mỉm cười, nói. Ngô tiên sinh, tôi chờ ông đã lâu, tới, mời ngồi. Vừa nói, Quý Hồng làm ra một tư thế mời ngồi. Hơn nữa bước nhanh đi tới ghế salon bên cạnh, tự mình rót cho Ngô Sinh một ly rượu đỏ. Thấy Quý Hồng nhiệt tình như vậy, trong lòng Ngô Sinh ngẩn ra, cũng không dám tùy tiện ngồi xuống. Ngô tiên sinh còn đứng làm cái gì? Quý Hồng đem ly rượu đỏ đặt trước mặt Ngô Sinh, mỉm cười nói. Mời ngồi. Ngô Sinh tâm tư không yên nhận lấy ly rượu đỏ, ngồi xuống, lại như có cảm giác ngồi trên đống lửa, đứng trên đống than. Quý tiểu thư. Không biết cô tìm tôi là có chuyện gì. Trong tay bưng ly rượu đỏ, nhưng Ngô Sinh không có uống, mà là trước tiên hướng Quý Hồng hỏi. Không biết Ngô tiên sinh đối với thị trường vay mượn tiền này có hứng thú hay không? Cùng Ngô Sinh bất đồng, Quý Hồng không có trả lời câu hỏi, mà là mỉm cười hỏi lại. Ân, nghe được câu hỏi của Quý Hồng, Ngô Sinh một lần nữa ngẩn ra, trong lòng âm thầm suy nghĩ mục đích của Quý Hồng, không dám trả lời dễ dàng. Quý tiểu thư, mọi người đều biết, thị trường cho vay mượn là một lĩnh vực lợi nhuận vô cùng lớn, rất nhiều nhân sĩ thương giới đều tranh nhau chui vào bên trong, tôi tự nhiên có hứng thú. Ngô Sinh trầm ngâm một phen, nói. Bất quá Ngô Mỗ tự mình biết rõ, cái lĩnh vực kia không phải là Ngô Mỗ cùng Ngô gia có khả năng tiến vào. Ngô tiên sinh khiêm tốn rồi. Quý Hồng cười lắc lắc ly rượu đỏ, hỏi. Ngô tiên sinh. Nếu có người muốn đem tập đoàn Vận Đạt giao cho ông xử lý, ông có hứng thú không? Bá! Nếu như lúc trước mà nói, Ngô Sinh chẳng qua là đối với lời nói của Quý Hồng cảm thấy nghi ngờ cùng kinh ngạc. Như vậy, giờ khắc này, nghe được Quý Hồng nói muốn đem tập đoàn Vận Đạt giao cho mình xử lý, Ngô Sinh trực tiếp bị dọa cho ngây người. Không sai! Hắn trực tiếp bị dọa cho ngây người. Thân là một trong những tập đoàn lớn nhất hàng hồ, Ngô Sinh chính là rất rõ ràng. Lợi nhuận hàng năm của tập đoàn Vận Đạt kinh khủng cỡ nào? Có thể không chút nào khoa trương, bao gồm những tập đoàn cho vay mượn tiền ở bên trong, tất cả tập đoàn trong thương giới đều muốn thay thế vị trí không thể dung chuyển được của Phương Hiểu Hồng ở thị trường cho vay ở hàng hồ. Chẳng qua là, bởi vì Phương Hiểu Hồng có Tào Nghiễm Giang ủng hộ, bọn họ chỉ có thể đem lòng dục vọng áp chế, lại áp chế, đem ý niệm trong đầu đó giấu thật sâu ở trong nội tâm. Quý tiểu thư, cô đây là có ý gì? Khiếp sợ thật nhiều, sắc mặt Ngô Sinh phức tạp nhìn Quý Hồng. Giờ khắc này, hắn bị Quý Hồng làm cho hồ đồ. Ngô tiên sinh có biết Bùi tiên sinh chăng? Ân, hắn và con của ông là đồng học. Quý Hồng một lần nữa chuyển hướng đề tài. Lộp bộp, thấy Quý Hồng nhắc tới Bùi Đông Lai,
phần kinh ngạc còn sót lại trong lòng Ngô Sinh tan biến không còn chút gì, thay vào đó là vẻ hoảng sợ. Biết, Ngô Sinh thở dài, trong con người hiện rõ khủng hoảng cùng lo lắng không che giấu chút nào. Bùi tiên sinh để cho tôi chuyển cáo tới ông, bởi vì nhi tử ông tại lần tụ hội vùng Tam Giác Trường Giang trong lúc cùng hắn quá thân cận, đưa đến cục diện Ngô gia gặp phải sự chèn ép của Phương gia, tổn thất trầm trọng. Quý Hồng không chút để ý, nói. Vì đền bù tổn thất của Ngô gia, Bùi tiên sinh nguyện ý đem 10% cổ phần tập đoàn Vận Đạt giao cho Ngô gia, đồng thời do ông chịu trách nhiệm xử lý tập đoàn Vận Đạt. Oanh! Bên tai vang lên lời nói không chút để ý của Quý Hồng, Ngô Sinh chỉ cảm thấy một đạo sấm rền nổ vang bên tai mình, đầu óc trống rỗng không nói, hai mắt mở to nhìn, trên mặt hiện lên 4 chữ không thể tin nổi. Không thể tin nổi sao? Đúng vậy. Vốn là Ngô Sinh lại lo lắng bởi vì Ngô Vũ Trạch quan hệ với Bùi Đông Lai quá gần là nguyên nhân, Ngô gia một lần nữa gặp phải tai ương, mà hôm nay, Quý Hồng lại nói cho hắn biết, Bùi Đông Lai vốn bị thành viên Ngô gia coi là tai tinh kia lại muốn đem 10% cổ phần tập đoàn Vận Đạt đưa cho Ngô gia, hơn nữa để cho hắn xử lý sự vụ của tập đoàn Vận Đạt. Nếu như không phải lời này xuất ra từ chính miệng của Quý Hồng, Ngô Sinh nhất định sẽ cho đối phương là một người điên. Nhưng mà, cho dù là xuất ra từ miệng của Quý Hồng, Ngô Sinh vẫn có một cảm giác như đang nằm mộng, hắn thậm chí hoài nghi mình xuất hiện ảo giác. Bùi tiên sinh trước mắt là lão bản của tôi ở đây là vì hắn mà làm công. Thấy Ngô Sinh bị dọa cho cả kinh trợn mắt há mồm, vẻ mặt Quý Hồng phức tạp nói. Cho nên, ông hoàn toàn không cần hoài nghi lời của ta. Quý Hồng lại đi làm việc cho Bùi Đông Lai. Một lần nữa nghe được lời nói của Quý Hồng, Ngô Sinh đột nhiên cảm giác được cái thế giới này tan vỡ. Bởi vì, tất cả chuyện này quả thực là làm cho người ta khó có thể tin. Mắt thấy Ngô Sinh hoàn toàn bị kinh ngạc đến ngây người, Quý Hồng không có giải thích cái gì, mà là bưng lên ly rượu đỏ, nhẹ nhấp một ngụm, bộ dáng ưu nhã tới cực điểm. Hô, hô! Không biết qua bao lâu, Ngô Sinh thở một hơi thật dài, nuốt nước bọt, mang theo vài phần không tin nhìn Quý Hồng. Hỏi. Quý tiểu thư, ý của cô là, hôm nay là Bùi tiên sinh âm thầm tiếp thu toàn bộ tài sản của Phương Trấn cùng Phương Hiểu Hồng lưu lại sao? Hắn ngay cả ta cũng có thể thu phục, tiếp thu cái này, có gì kỳ quái sao? Quý Hồng trả lời một nẻo, tuy nhiên nó có sức thuyết phục hơn. Hắn thật muốn đem 10% cổ phần tập đoàn Vận Đạt giao cho Ngô gia, hơn nữa để cho tôi đi xử lý sự vụ tập đoàn Vận Đạt. Có lẽ là cảm thấy tất cả thật sự là bất khả tư nghị, Ngô Sinh vẫn có chút không tin. Dù sao, hắn biết rõ, 10% cổ phần tập đoàn Vận Đạt đổi thành tiền mặt là một con số thiên văn, hắn rõ ràng hơn, xử lý sự vụ tập đoàn Vận Đạt đối với cả Ngô gia có ý nghĩa như thế nào. Có thể không chút nào khoa trương, nếu như Quý Hồng nói là sự thật, Ngô Sinh có một vạn lý do để tin tưởng, Ngô gia đang từ từ xuống dốc, bởi vì lần này mà có cơ hội quật khởi. Lúc hắn đề nghị việc này với Bạch tỉnh trưởng thì tôi cũng ngồi gần đó. Quý Hồng nghiêm mặt nói. Bạch tỉnh trưởng đáp ứng lời đề nghị của hắn. Một lần nữa nghe được câu trả lời thuyết phục của Quý Hồng, Ngô Sinh cuối cùng cũng tin vào điểm này, hắn cơ hồ từ trên ghế salon nhảy dựng lên, vẻ mặt cảm kích nhìn Quý Hồng nói. Mời quý tiểu thư giúp tôi cảm ơn đại ân đại đức của Bùi tiên sinh. Tạ ơn Bùi tiên sinh thì không cần. Tôi hẳn là nên cảm thấy may mắn khi con của ông đã kết giao với một người bằng hữu đáng giá như vậy, giống như trước ông cũng có thể may mắn, con của ông ở trong thời gian mấu chốt, làm ra lựa chọn chính xác nhất. Lần này, Ngô Sinh không trả lời, trong đầu của hắn không khỏi nghĩ, ngày đó ở tụ hội vùng Tam Giác Trường Giang, Bùi Đông Lai bị mọi người coi là ôn thần, hắn vậy mà đang nhớ lại lúc Ngô Vũ Trạch cùng Bùi Đông Lai đi lại rất gần, những thương nhân Hồ Giang kia lộ ra bộ dáng lo lắng như thế nào. Cùng lúc đó, tai của hắn không khỏi hồi tưởng lại lời nói của chị dâu Trương Lệ. Tiểu sinh, chú đã chủ động nhường lại vị trí gia chủ, như vậy chuyện này chúng ta không truy cứu nữa, bất quá chúng ta đều là hy vọng tên nhi tử bất tranh khí kia của chú. Sau này lúc kết giao bằng hữu thì nên thông minh một chút, không phải cứ chó với mèo đều kết giao, tránh trường hợp giống với lần này, chọc tới phiền toái, làm cho cả Ngô gia đều bị liên lụy. Chó và mèo, một người đáng giá làm bằng hữu cả đời. Loại đánh giá hoàn toàn ngược lại này, làm cho trong lòng Ngô Sinh thổn thức không dứt. Ngô Sinh thổn thức, bên tai Quý Hồng cũng vang lên lời nói của Bùi Vũ Phu tối hôm qua nói với nàng. Ta nhìn hắn từ bé lớn lên, người khác kính hắn một thước,
hắn kính người khác một trượng, hắn ân oán rõ ràng, chỉ cần cô chân tâm thật ý nương tựa hắn, hắn sẽ không bao giờ bạc đãi cô. Thiên đường và địa ngục. Bên trái là thiên đường, bên phải là địa ngục. Ngô Gia bởi vì Ngô Vũ Trạch đi về phía bên trái. Quý Hồng bởi vì Bùi Vũ Phu, xoay người, đi về phía bên trái. Khách sạn Sophie ở Tây Hồ là do tập đoàn Pháp Quốc Nhã quản lý, nằm ở chỗ giao giới đường lớn Tây Hồ với đường Nam Sơn, ngay trước Tây Hồ, địa lý ưu việt, khách sạn AAT6 có cảnh hồ mộng ảo cùng với câu lạc bộ hành lang rượu có toàn bộ cảnh trí xinh đẹp nhất Tây Hồ của hàng hồ này. Ban đêm lúc 8 giờ 30, một chiếc Audi A8 chậm rãi chạy đến trước cửa quán rượu. Nhân viên khách sạn là một đứa bé giữ cửa thấy bảng số xe quen thuộc, liền bước lên phía trước nghênh đón. Ông nói là đi tìm cái nữ nhân Quý Hồng kia thật sự có tác dụng sao? Ô tô vừa dừng lại, thằng bé giữ cửa vừa đến gần, chỉ là, người ngồi trong xe không có ý xuống xe, trong đó, một nữ nhân vẻ mặt phúc hậu không nhịn được hướng nam nhân trung niên bên cạnh hỏi. Nàng không phải là ai khác, chính là mẫu thân của Tô Thi Vận bạn gái cũ của Ngô Vũ Trạch, mà nam nhân trung niên ngồi ở bên cạnh Lý Lệ chính là phụ thân của Tô Thi Vận, Tô Văn. Hữu dụng hay không? Phải thử mới biết được. Bên tai vang lên lời nói của lão bà, Tô Văn thở dài, giọng nói tương đối phức tạp. Thân là gia chủ của Tô gia, Tô Văn ở trong thương giới hàng hồ cho tới Hồ Giang đều là có danh khí không nhỏ. Thân phận như vậy làm cho hắn trong quá khứ trừ trong vài năm đi cầu những quan lão gia kia, căn bản đều không có đi van xin người khác, mà hôm nay, hắn thế nhưng lại không thể không mang theo lão bà của mình đi cầu Quý Hồng. Một người được xã hội thượng lưu Nam bán quốc đánh giá là xà mỹ nữ. Vốn là Quý Hồng đang ở Đông Hải, vùng tam giác Trường Giang cho tới cả Nam bán quốc đều là thanh danh vang dội, chỉ là, lấy thân phận Tô Văn, hoàn toàn không cần đi cầu Quý Hồng, huống chi song phương căn bản không có việc gì liên quan. Tô Văn sở dĩ buông bỏ phần kiêu ngạo vốn thuộc về một trụ cột Tô gia, đi cầu Quý Hồng. Hoàn toàn là bởi vì Quý Hồng lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai tiếp quản toàn bộ tài sản của phương trấn trước mắt. Rất nhiều vòng luẩn quẩn cũng biết Tào Nghiễm Giang ngã ngựa là bởi vì Bạch Quốc Du. Quý Hồng sở dĩ có thể tiếp nhận tất cả gia sản của phương trấn. Tô Văn dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được Quý Hồng cùng Bạch Quốc Du có mối quan hệ không tầm thường. Mặc dù Tô Văn vô cùng nghi ngờ, xà mỹ nữ Quý Hồng vì sao có thể cùng Bạch Quốc Du nhắc lên mối quan hệ, chỉ là hắn không có tâm tư nghĩ nhiều chuyện như vậy. Hắn chỉ biết là bởi vì Tô gia cùng Phương gia có chuyện tình đám hỏi, Tô gia ở trong vụ án của Tào Nghiễm Giang sắm vai nhân vật không bình thường. Đây cũng chính là nói, Tô gia đã bị quấn vào vụ án của Tào Nghiễm Giang. Không chỉ có như thế, kể từ khi Tào Nghiễm Giang ngã ngựa, Phương Hiểu Hồng bị mang đi, Tô gia vận dụng hết thảy các mối quan hệ có thể để đi tìm hiểu tiến triển vụ án, kết quả biết được Bạch gia lần này sẽ làm thật sạch sẽ, vụ án Tào Nghiễm Giang phải tra đến cùng. Ở dưới loại tình hình này, Tô Văn thậm chí toàn bộ cả Tô gia đều là luống cuống. Tô gia ở Hồ Giang có địa vị cũng không tầm thường, nhưng mà so với Bạch gia một trong bốn nhà có quyền lực nhất nước Cộng Hòa, quả thực chính là ếch ngồi đáy giếng, không cách nào so sánh được. Bởi vì ý thức được tính nghiêm trọng của sự tình lần này, Tô gia nghĩ hết mọi biện pháp cố gắng cùng chuyện lần này phủi sạch mối quan hệ, kết quả vô luận là van xin quan lão gia Hồ Giang hay là thông qua giới thiệu van xin quan lão gia Kinh Thành. Những quan lão gia kia chỉ nói đúng một câu, chuyện lần này bọn hắn không làm được. Liên tiếp vấp phải sự từ chối, bao gồm cả Tô Văn ở bên trong, toàn bộ thành viên trọng yếu của Tô gia đều hiểu một sự thật, chỉ có chính người buộc mới có thể giải được nút thắt, chuyện lần này chỉ có thể van xin Bạch Quốc Du. Mặc dù hiểu được điểm này, nhưng Tô Văn cũng không dám mạo muội đi cầu Bạch Quốc Du, thứ nhất hắn bởi vì trước kia cùng Tào Nghiễm Giang đi lại rất gần, căn bản được coi là đứng phía đối lập với Bạch Quốc Du. Hơn nữa chính là sợ đả thảo kinh xà. Hiện giờ, Quý Hồng xuất hiện, làm cho Tô Văn nhìn thấy được một cơ hội, cảm giác người chết đuối bắt được cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Hắn biết rõ, nếu như Quý Hồng có thể vì chuyện lần này mà ra mặt, như vậy Tô gia có thể tránh khỏi kiếp nạn lần này. Nghe được câu trả lời không chắc chắn của trưởng phu, nghe ra ý vô lực trong lời nói, Lý Lệ cũng là một trận buồn bực. Thân là thê tử của Tô Văn, trong quá khứ của nàng, ở Hồ Giang này nổi danh là Phú Thái Thái, vô luận là đi đến nơi nào cũng là trang phục đẹp đẽ, tùy tiện mặc một bộ y phục, cũng là đủ để cho một thành phần trí thức bình thường phấn đấu bao nhiêu năm mới mua nổi. Vậy mà hôm nay, nàng vì đi theo Tô Văn cùng đi van xin Quý Hồng, đã lấy xuống đồ trang sức trên cổ trên tay không nói, lại mặc một bộ trang phục bình thường cùng trang sức kém nhất,
đi thôi. Thấy Lý Lệ buồn bực ngay cả lời cũng lười nói, Tô Văn cũng không nói nhảm nữa, chủ động đẩy cửa xe ra, dẫn đầu xuống xe, Lý Lệ vội vàng theo sau. Là một ông chủ nổi danh thương giới Hồ Giang, ở khách sạn Sophie ở Tây Hồ này Tô Văn là hội viên cao cấp nhất, trước đây mỗi lần có đối tác buôn bán hay hợp tác tới hàng hồ thì hắn đều là đem đối phương an bài ở khách sạn Sophie ở Tây Hồ. Đối với lần này, thằng bé giữ cửa đối với vợ chồng Tô Văn có thể nói là rất quen thuộc, thấy hai người xuống xe, liền bước lên phía trước, cúi người chào lộ ra một nụ cười rực rỡ không chê vào đâu được. Tô tiên sinh, Tô phu nhân. Bởi vì có tâm sự, đối mặt với lời chào hỏi của thằng bé nhân viên, vô luận là Tô Văn hay là Lý Lệ đều là không để ý đến, hai người đều là sắc mặt khó coi đi vào khách sạn Sophie ở Tây Hồ. Sau khi tiến vào khách sạn, vợ chồng Tô Văn dưới sự dẫn đường của một gã nhân viên sảnh khách sạn, rất nhanh đi tới cửa thang máy. Đinh đông. Vợ chồng Tô Văn tùy ý để tên nhân viên ấn nút điều khiển thang máy, một thanh âm thanh thúy vang lên, cửa thang máy bên cạnh bọn họ mở ra, Ngô Sinh vẻ mặt hưng phấn từ trong thang máy đi ra. Ngô Sinh. Vợ chồng Tô Văn nhìn một cái liền nhận ra Ngô Sinh, lại không để ý đến bọn họ cùng Ngô Sinh chính là hai phía đối lập, không cần thiết chủ động chào hỏi. Huống chi bọn họ lúc này đang có tâm sự, còn có tâm tư nào đi quan tâm đến Ngô Sinh. Vợ chồng Tô Văn không có chào hỏi Ngô Sinh, Ngô Sinh đang hưng phấn không thôi cũng không có thấy hai người, sau khi hắn ra khỏi thang máy, đi thẳng đến cửa chính của khách sạn, mà vợ chồng Tô Văn là tiến vào thang máy, đi thẳng lên tầng lầu dành cho phòng của Tổng thống. Hai phút sau, vợ chồng Tô Văn mang theo tâm tình bất an đã tới tầng lầu dành cho phòng Tổng thống, cước bộ khó khăn đi về phía phòng của Tổng thống. Không cần đưa ra bộ mặt đưa đám. Đứng ở cửa phòng VIP, nhìn thấy bộ dáng chết cha chết mẹ của thê tử Lý Lệ thì Tô Văn cau mày nhắc nhở, đồng thời nhắc nhở chính mình, hắn liền hết sức điều chỉnh vẻ mặt bản thân mình. Nghe được lời của Tô Văn, Lý Lệ giận đến rung hết cả khối thịt béo trên người, nhưng không có phản bác, mà là giống như ảo thuật điều chỉnh vẻ mặt, hơn nữa còn nặn ra một nụ cười, chẳng qua là nụ cười hơi có vẻ cứng ngắc. Cốc, cốc. Mắt thấy thê tử Lý Lệ điều chỉnh tốt vẻ mặt, Tô Văn âm thầm hít sâu một hơi, nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng. Trong phòng, Quý Hồng vừa tiễn Ngô Sinh ra về, trước tiên tại phòng khách xa hoa gọi điện thoại cho Bùi Đông Lai, hồi báo ngắn gọn sự tình. Nàng lúc này, mới vừa để điện thoại xuống, nghe được tiếng gõ cửa, trong lòng vừa động, phảng phất đoán được thân phận của người đến không tầm thường, không có nóng lòng mời đối phương đi vào, mà là không nhanh không chậm đi vào giày cao gót. Đi giày cao gót vào, Quý Hồng mới chậm rãi đi về phía cửa, mở cửa phòng ra. Quý tiểu thư, cô mạnh khỏe. Tô Văn một mực âm thầm lắng nghe động tĩnh trong phòng, nghe được tiếng bước chân từ xa đến gần, liền ngừng lại hô hấp, lúc này thấy cửa phòng mở ra, lập tức lộ ra một khuôn mặt tươi cười, chủ động vấn an. Cùng lúc đó, Lý Lệ cũng không cam chịu rơi ở phía sau, hơi cúi người xuống, bộ mặt cười, để xuống rất thấp. Các người là...